Chương 11 Học viện nhận người Nguồn Mê truyện audio com Một phong trở thành phế nhân tin tức truyền ra về sau, mà một ngày này, ngày 5 tháng 10, cũng là hoàng gia học viện tuyển nhận học sinh thời gian. Mà tuyển nhận điều kiện cũng là vô cùng hà khắc, tuổi tác tại 18, hoặc 18 tuổi phía dưới, nguyên cốt tại ngũ phẩm phía trên người mới có thể tiến vào hoàng gia học viện, đồng thời còn cần đưa trước một bút không nhỏ học phí. Nguyên cốt ngũ phẩm là cái khảm, ngũ phẩm phía trên xem như tư chất không tệ, thất phẩm bát phẩm có thể xưng thiên tài, mà cửu phẩm, vậy coi như là nhất lưu thiên tài. Hoàng gia học viện, Nam Linh chờ vài quốc gia bên trong nổi danh nhất võ học viện một trong, 10 năm một giới, mỗi giới từ hoàng gia trong học viện đi ra cường giả liền không có ngưng cương cảnh phía dưới. Mà từ hoàng gia trong học viện đi ra người, có thể nói đều là tiền đồ sáng lạng, Cạn có quân đội trực tiếp từ hoàng gia trong học viện tuyển nhận tướng lĩnh. Quốc đô bên trong Nam Linh trên quảng trường, giờ phút này đã là người đông nghìn nghiệp, ồn ào náo động sôi trào, nhìn ra phía dưới, nhân số không thấp 20 vạn người, chung quanh còn có người mặc áo giáp quân nhân duy trì trật tự. Khi đá hoa cương lát thành trong sân rộng bên trên trên một đài cao, có một đám người mặc võ bào thân ảnh. Ba tên tuổi tác qua trung niên nam tử ngồi trên quảng trường, còn có tầm 10 tên người trẻ tuổi ngạo nghệ đứng ở ba tên nam tử trung niên sau lưng. Trên đài cao, còn có một khối màu ngà sữa, khắc họa lấy 10 đạo nguyên văn 3 mét bia đá tọa lạc tại trên quảng trường. Mà dưới đài cao phương, có từng cái trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử hội tụ ở phía dưới ở đây đến báo danh lần này hoàng gia học viện học viên nhân số nhiều không hạ mấy ngàn người từng cái trên gương mặt đều tràn đầy thanh xuân khí tức có một phương nhân mã bên trong có vài chục tên đệ tử trẻ tuổi đều là người mặc màu trắng vỏ bào chính là một gia tuổi trẻ các đệ tử mục phong thình lình cũng ở trong đó ha ha nhìn mục phong nghe nói không mục phong nguyên mạch cùng tử phủ đều nát thành phế nhân trong đám người cái nào đó trong gia tộc có một thiếu niên chỉ vào mục phong nói nhỏ làm sao không nghe nói nghe nói là đánh trận đánh, chật chật, hắn lão tử mục thiên chết rồi, mình nguyên mạch cũng nát, cái này thật đúng là đáng thương a à, hư, đáng đời, tuổi còn nhỏ liền lên chiến trường làm náo động, trước kia cha ta tổng coi hắn làm nhóm nói ta, ta nhìn về sau cha ta làm sao còn cầm một tên phế nhân nói ta, chung quanh không ít nổi danh trong gia tộc các thiếu niên thiếu nữ nhìn qua một phong chỉ rõ, thấp giọng nghị luận, có thở dài, bất quá nhiều là mỉa mai. Trước kia một phong quá nổi danh, 15 tuổi liền tử phủ cảnh, trong quân đội còn có bách nhân trảm quân công, trêu chọc không ít cùng thế hệ người tuổi trẻ ghen ghét, thế nhân ghen tỵ đại đa số người đều không ngại giẫm giẫm mạnh mỉa mai hai câu đã từng thiên tài đến thỏa mãn mình trong nội tâm một loại xấu xí cảm giác thỏa mãn tốt yên lặng một tiếng nguyên khí mười phần tiếng quát quanh quẩn tại giữa sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một tiếng lập tức tất cả ồn ào náo động đều tĩnh lặng lại ba tên nam tử trung niên bên trong ở giữa tên kia người mặc màu vàng áo choàng khuôn mặt thô khoáng mày rậm mắt to nam tử đứng lên đi ra chỗ ngồi đi tới trước đài cao phương nam tử nhìn thèm thuồng chung quanh nhàn nhạt mở miệng nói bản nhân Triệu Hoành, cũng là lần này tuyển nhận học viên người phụ trách, hoàng gia trong học viện ngoại viện trưởng lão, Triệu Hoành thanh âm quanh quẩn giữa sân, có thể lên làm học viện trưởng già, Chỉ ít đều là nguyên đang cảnh cường giả. Chiêu thu đệ tử quy cũ giống như những năm qua, tuổi tác 18, hoặc 18 tuổi phía dưới người ghi danh đến trên đài đo nguyên cốt, đạt tới yêu cầu liền có thể tiến vào hoàng gia võ học viện, Triệu Hoành từ tốn nói, mà ở đây người thiếu niên cũng không có cái gì kinh dị âm thanh, đều biết cái quy cũ này. Nhiều hơn ta cũng không nhiều lời, Hiện tại trước từ gia tộc bắt đầu lên đài đo nguyên cốt, đạt tới yêu cầu người thì ký danh, tại ngày thứ hai thống nhất tiến vào hoàng gia học viện, Triệu Hoành sau khi nói xong cũng liền lui ra phía sau, về tới chỗ ngồi của mình. Một hoàng gia học viện học viên cũ, áo xanh người trẻ tuổi cầm danh sách, ngồi xuống khối kia màu ngà sữa bia đá một bên bàn bên cạnh, bắt đầu chờ đợi đăng ký. Đầu tiên là thượng quan gia tộc học viên kia án lấy danh sách nói. Lập tức phía dưới đám người bạo động, hơn 40 tên người mặc áo lam thượng quan gia tộc thiếu niên lên đài xếp thành hàng dài cái thứ nhất tên thiếu niên đi tới bia đá kia trước, móc ra một cây chủy thủ, bàn tay một cắt, lập tức một cổ máu tươi chảy ra. Hắn một chưởng đặt tại trên tấm bia đá, lập tức bia đá hấp thu huyết dịch, phía trên nguyên văn sáng lên từng đạo quang mang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp sáng lên tám đạo nguyên văn mới đình chỉ. Thượng quan thiên chí, bác phẩm nguyên cốt, hợp cách. Cái kia tên học viện mang theo hâm mộ nhìn qua danh sách quát. Hoa. Quả nhiên, thượng quan gia thiếu gia là bác nguyên chi tư, tiền đồ vô lượng a à, chật chật chỉ sợ nhiều năm về sau thượng quan gia lại sẽ xuất tên nguyên đang cảnh cường giả đi tại quốc đô bên trong địa vị không người rung chuyển đám người lớn kia hâm mộ nói các thiếu niên cũng là một mặt ghen ghét mà thượng quan thiên chí một mặt vẽ ngạo nhiên ánh mắt của hắn nhìn phía một gia bên trong một phong khẩu hình khẽ động phun ra hai chữ khẩu hình phế vật một phong sắc mặt âm trầm nắm chặt lại nắm đấm không nói thêm gì ha 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 thượng quan thiên chí cười đắc ý đi xuống kế tiếp thượng quan đức lục phẩm nguyên cốt, hợp cách, kế tiếp. Cái này đo nguyên rất nhanh, bất quá tầm 10 phút, thượng quan gia người toàn bộ đo xong. Mà thượng quan gia bên trong có một nửa người đều hợp cách có thể vào hoàng gia học viện. Sau đó lại đến nói gia tộc khác, về sau lại đến vân gia. Vân gia cũng có hơn 30 người lên đại, người cầm đầu là tên lông mày mắt phượng, thu thủy vì thần, da thịt như tuyết xinh đẹp thiếu nữ, chính là vân thanh Uyển. Thanh Uyển, thanh Uyển. Thật xinh đẹp thiếu nữ, chật chật, không biết nàng là cái gì tư chất, về sau Tiến vào hoàng gia học viện nhất định phải truy nàng, Vân Thanh Uyển vừa lên đài, lập tức gây nên phía dưới các thiếu niên một trận tiếng hô. Vân Thanh Uyển thế nhưng là nổi danh mỹ thiếu nữ, Vân gia đại tiểu thư, đi qua cùng một phong tại quốc đô bên trong đó chính là một đoàn thiếu gia giữa năm giai thoại. Bất quá bây giờ cái này giai thoại nha, coi như trở thành nhàn thoại toái ngữ. Nguyễn Nhi một đôi đôi mắt trong sáng mang theo lo lắng nhìn phía Mục gia, nhìn phía thiếu niên, thiếu niên đối với hắn mỉm cười lại, ánh nắng như là ngày mùa thu ánh nắng ấm người. Nguyễn Nhi cũng mỉm cười cái này khuynh thành tiếu dung để một bên ký danh học viên đều có chút nhìn ngay người, nàng biết, sáng sổ hắn lại trở về. Vân Thanh Nguyễn cắt vỡ ngón tay, nhỏ máu nhập bia. Bạch, bạch, bạch. Trên tấm bia đạo đạo nguyên văn sáng lên, lập tức liền sáng lên chính đạo nguyên văn. Mà một màn này, cũng làm cho mọi người ở đây toàn bộ sôi trào, một trận xôn xao, khi ba tên học viện trưởng già cũng đứng lên. Cửu phẩm nguyên cốt, nhất lưu thiên tài. Ba người liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kích động. Quá tốt rồi, không nghĩ tới còn có một nhất lưu thiên tài kia trung niên áo bào xanh cười nói. Đúng vậy a, à, nàng này tại học viện hảo hảo bồi dưỡng 10 năm, trở thành nguyên đan cảnh cơ hồ là chắc chắn sự tình, nói không chừng có khả năng trở thành cảnh giới kia cường giả, triệu hoành cũng cười nói. Vân Thanh Uyển lại là cửu phẩm nguyên cốt nhất lưu thiên tài, chật chật chính là tốt số, dưới đại các thiếu niên cũng truyền tới không ít ánh mắt hâm mộ. Chương 12. Thập giai linh cốt. Nguồn. Mê truyện audio.com. Lúc này Vân Thanh Uyển không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường lớn nhất tiêu điểm. Xuất chúng dung mạo, nhất lưu thiên phú nguyên cốt, không tệ gia cảnh, cái này ba điểm hội tụ tại một thiếu nữ trên thân vậy chỉ có thể tạo thành một vật. Lực hấp dẫn. Không sai, lúc này cơ hồ hơn phân nửa các thiếu niên đều là ánh mắt lửa nóng nhìn phía Vân Thanh Uyển, mà các thiếu nữ thì là ghen ghét hâm mộ. Mà thượng quan thiên chí đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là không che giấu chút nào ái mộ. Kiếp này ta nhất định phải đạt được Uyển Nhi, như thế kiều nữ, một phong tên phế vật kia bây giờ làm sao xứng với? thượng quan thiên chí trong lòng âm thầm gầm thét. Mà tại quảng trường cái khác một tòa sáu tầng cao lầu trên ban công, hai đạo nhân ảnh chính nhìn phía trên quảng trường vừa đi hạ nhân bày kiều nữ. Thiếu nữ kia chính là vân gia vân hải nữ nhi. Bắc vương gia nam hào nhìn phía vân thanh uyển thản nhiên nói. Không sai vương gia, nàng này vẫn là một phong vị hôn thê, bất quá nghe nói vân hải đã là đi lui kia việc hôn sự đoạn thiên mưu ở một bên nói. Ha ha, vân gia đến là thông minh, nhìn ra thế cục, biết sớm ngày cùng một gia phủi sạch quan hệ, ân, cái kia Vân Thanh Uyển không tệ, dung mạo, thiên phú, bối cảnh cũng miễn cưỡng xứng với nhà ta Lăng Nhi, Nam Hào cười nói, có chút tán thưởng Vân Thanh Uyển. Khi vương gia ngài là muốn. Đoạn thiên mưu nghe được Nam Hào ý tứ. Từng, qua chút thời gian, ngươi tự mình chuẩn bị bên trên lễ hỏi đi Vân Gia cầu hôn, Vân Gia dù sao cũng là một cổ không kém thế lực, tương lai đại kế, rất có thể cần dùng đến, Nam Hào nhẹ lay động trong tay tơ vàng phiến cười nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Nam Hào sau đó ánh mắt, lại nhìn phía trên quảng trường, nhìn phía một gia tên thiếu niên kia, nói. Thế nào? Nhân thủ đều chuẩn bị xong chưa? Vương gia yên tâm, lần này vạn vô nhất thất, đoạn thiên mưu tự tin cười nói. Ừm, vậy thì tốt rồi, nhổ có phải nhổ tận gốc, không phải gió xuân thổi lại mọc a à, nam hào nhẹ lay động kim phiến tự tốn nói, bình thản ngữ bên trong hết đường sát cơ. Rất nhanh, đã đến một gia người, mà một gia cái thứ nhất tiến lên đo xương chính là một thanh. một Thanh cắt vỡ bàn tay đặt tại màu ngà sữa đo trên tấm bia, bia hấp thu máu tươi, lập tức từng đạo nguyên văn sáng lên trên tấm bia hết thảy sáng lên tám đạo nguyên văn. Mục gia mục thanh, bác phẩm nguyên cốt, hợp cách, ký danh đệ tử hét to. Ha ha, thanh ca không hổ là trong gia tộc ngày thứ hai mới, bác phẩm nguyên cốt, giống như thượng quan thiên chí thiên phú, cái gì ngày thứ hai mới, bây giờ là đệ nhất thiên tài, ngươi quên, cái kia. Có một gia đệ tử hướng sau cùng một phong trừng mắt nhìn, một người đệ tử khác giật mình, cười nói. Không sai, là đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài, một gia đệ tử xôn xao, không ít người lại nghĩ tới một phong, hoặc là đồng tình hoặc là mỉa mai mà Mục Thanh cũng đắc ý nhìn một cái Mục Phong, cười lạnh một tiếng đi xuống đài. Kế tiếp Mục Cuồng. Thất phẩm nguyên cốt, hợp cách thứ hai là Mục Cuồng, Mục Cuồng đo ra thất phẩm nguyên cốt, cũng là phi thường cao thiên phú. Mục gia các đệ tử thay phiên tiến lên đo xương, cũng có hơn phân nửa người là hợp cách, rất nhanh, đến cuối cùng một người, Mục Phong. Mà vừa đến Mục Phong, rất nhiều người đều đem phức tạp ánh mắt quay đầu sang. Ha ha, Mục Phong, thấy không, nghe nói hắn nguyên mạch cùng tử phủ bởi vì đánh trận đều nát thành phế nhân, cũng không biết thật giả, nhìn thôi, Hôm nay hẳn là có thể biết chân tướng theo bây giờ quốc đô bên trong truyền đi xôn xao tin tức, Mục Phong đã là nguyên mạch tử phủ vỡ vụn, từ phía trên mới biến phế vật. Tin tức này đến cùng là một gia truyền ngôn vẫn là sự thật, hẳn là liền có rốt cuộc, cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong tại vạn chúng chú một phía dưới, hít vào một hơi, tận lực biểu hiện được bình tĩnh chút. Hắn đi hướng đo bia, chủy thủ cắt vỡ bàn tay, máu tươi lập tức tràn vào đo trong bia. Thế nhưng là lúc này, đo bia lại là bất ngờ xảy ra chuyện, vậy mà sáng lên huyết sắc quang mang. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Bốn đạo. Tám đạo chín đạo. Rất nhanh, chín đạo nguyên văn toàn bộ sáng lên. Bất quá lúc này nguyên văn còn không có đình chỉ. Đạo thứ mười. Cuối cùng một đạo, đạo thứ mười nguyên văn phát sáng lên, mà đo bia cũng phát ra huyết sắc quang mang, quan mang đỏ đến hướng máu đồng dạng. Cái gì, đây là? Mười đạo nguyên văn. Đây, đây là. Mọi người ở đây trong nháy mắt quanh động, nghe nói đều biết, nguyên cốt thiên phú bình thường chỉ có cửu phẩm. Chỉ có thể sáng lên chính nguyên văn. Mười nguyên. Linh cốt. Là linh cốt, trong trăm vạn không có một linh cốt thiên phú, kỳ ba tên học viện trưởng lần trước xem đều đứng lên, trong đó hai người sắc mặt kích động, chỉ có kia triệu hoành, hai đầu lông mày lại là có một tia vẻ âm trầm. Mười đạo nguyên văn, vậy, vậy là cái gì thiên phú? Linh cốt, là trong truyền thuyết linh cốt, một phong là vạn người không được một thiên tài, trên quảng trường đám người cũng sôi trào lên. Một phong cũng có chút kinh ngạc, hắn trước kia phụ thân cho chính hắn đo qua, là cửu phẩm nguyên cốt, làm sao bây giờ thành 10 nguyên văn linh cốt rồi. Mình nguyên cốt tiến hóa rồi. Linh cốt thiên phú, đây chính là tu luyện kỳ tài, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, đối với linh khí cảm ứng đều là nguyên cốt gấp bội. Lộc cộc, linh cốt. Học viện lại muốn nhiều cái yêu nghiệt thiên tài sao? Cái kia tên học viên cũng là một mặt chấn kinh, sau đó sao quát. Mục phong, linh cốt thiên phú, hợp. Chậm đã đang lúc học viên kia muốn báo hợp cách thời điểm, một đạo quát lạnh đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là Triệu Hoành. Triệu Hoành đi ra, nhìn qua còn tại trên đài Mục Phong, đạm mạc nói. Mục Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nguyên mạch cùng tử phủ đều vỡ vụn rồi? Theo Triệu Hoành dứt lời dưới, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn qua thiếu niên, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là sự thật vẫn là lời đồn. Quả nhiên vẫn là có câu hỏi này sao? Mục Phong cắn môi một cái, nhẹ gật đầu. Không sai, Ta nguyên mạch cùng tử phủ hoàn toàn chính xác nát, theo một phong dứt lời dưới, phía dưới trong đám người lại là một trận nhiệt nghị. Thật nát tai, đáng tiếc, uổng công thiên phú tốt như vậy, linh cốt a, à, không ít người thở dài nói. Linh cốt thiên phú, đây chính là rất có thể trở thành nguyên đan phía trên cường giả. Vậy liền không sai, Triệu Hoành Nhẹ gật đầu, đối học viên kia ra lệnh. Đem một phong danh tự cho ta vẽ, hắn không thể tiến vào hoàng gia học viện. Một phong nghe vậy biến sắc, hắn lo lắng nhất vẫn là tới, bất quá khi tức cũng kiên trì. Ông quyền quát hỏi. Xin hỏi trưởng lão, đây là vì cái gì? Quy củ của học viện chính ngài nói đến rất rõ ràng, chỉ nhìn tuổi tác cùng thiên phú, vì cái gì? Triệu Hoành cười lạnh, nói. Chính ngươi nguyên mạch tử phủ đều nát, ngươi nói là cái gì? Thiên phú cho dù tốt, ngươi không thành được võ giả có làm được cái gì? Hoàng gia học viện không khai thu phế vật lãng phí tài nguyên. Phế vật. Phế vật. Hai chữ này trùng điệp gõ vào một phong trong lòng. Bén nhọn mà cây nghiệt một phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút phát trung, hắn tự nhiên muốn tiến vào Hoàng gia học viện. Nơi đó có năm linh và quốc gia tốt nhất lão sư, công pháp, nguyên kỹ, tu luyện bình đài, hắn tự nhiên muốn đi vào. Thế nhưng là hắn biết, nguyên mạch vỡ vụn sự tình là hắn lớn nhất không may. Mà hoang cổ tu la trải qua sự tình tuyệt không thể nói ra, không phải tất nhiên bị người ngấp nghé, mang đến nguy hiểm tính mạng. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội đạo lý hắn là hiểu. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 13. Huynh đệ Hồng Nhan. Nguồn: Mê truyện audio.com. Phong ca. Nhìn qua bị vũ nhục một phong, người nhà họ một có đồng tình, có phẫn nộ, cũng có chế dẻo cùng mỉa mai. Hừ, thật là, cho chúng ta một da mất mặt, cho dù ngươi thiên phú xuất chúng, linh cốt chi tư lại như thế nào, còn không phải một phế vật, một thanh trong đám người khinh thường nói. Ha ha, nhìn thấy không, đó chính là tự rước lấy nhục, rõ ràng nguyên mạch nát, còn chạy tới mình loè người tự rước lấy nhục, đúng là mình đánh mình mặt a, à, một thanh vẫn còn tương đối khắc chế thanh âm, mà thượng quan gia thiếu niên bên trong, thượng quan thiên chí mỉa mai cười nói, thanh âm không che giấu chút nào, cây nghiệt chanh chua. Ha ha, không sai, thiếu chủ nói đúng, nghĩ mục gia cũng là nhất đại đem cửa, cái này mục phong thật đúng là cho mục gia mất mặt, đúng vậy a à, đúng vậy a, à. ta là hắn a, à. chỗ nào có ý tốt đến đo nguyên. thượng quan gia các thiếu niên lại mỉa mai ồn ào nói, phong, vân gia thiếu niên thiếu nữ bên trong, chỉ có vân thanh uyển kia trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lo lắng, tất cả đều là đau lòng. lúc này mục phong hoàn toàn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, nhìn qua phía dưới các loại sắc mặt, thật đúng là thế gian muôn màu như người uống nước, ấm lạnh tự biết. mà triệu hoành cũng là khinh miệt nhìn mục phong tất cả đều là nhằm vào, hắn lại nhìn phía nơi nào đó trên nhà cao tầng, nhẹ gật đầu. Mà Mục Phong cầm nắm đấm, nhìn phía Triệu Hoành, thiếu niên cười. Trưởng lão, ta Mục Phong nguyên mạch tử phủ hoàn toàn chính xác nát, bất quá, nhân sinh đường dài, ai tiếu nào cuối cùng còn rất khó nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thu hồi ngươi tất cả khinh miệt, chớ lớn hôm nay thiếu niên nghèo, thiếu niên có máu cũng có mộng, Mục Phong ngón tay Triệu Hoành, trịch địa hữu thanh, âm thanh trong trẻo quanh quẩn giữa sân không ít bên ngoài sân các đại nhân, đối Mục Phong không khỏi lau mắt mà nhìn, kẻ này chi tâm trí đã không giống linh người có thể so sánh, bất quá càng cuối cùng vẫn là vô vọng võ đồ. Nói xong, Mục Phong cũng không quay đầu lại liền muốn quay người rời đi. Dừng lại. Mà Triệu Hoành sắc mặt khó coi, quát lạnh một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Mục Phong cũng không quay đầu lại, dừng bước lại nói. Ha ha, để cho ta thu hồi khinh miệt, ta đến là muốn nhìn ngươi một chút để cho ta như thế nào thu hồi cái này khinh miệt, đã như vậy ta và ngươi đánh cược như thế nào, Triệu Hoành cười lạnh nói. À, đánh cược gì? Mục Phong trở lại nói, năm nay ngươi 15 tuổi đi, năm sau vẫn là ta đến chiêu sinh, nếu như năm sau, ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền ngay mặt xin lỗi ngươi, nói ta Triệu Hoành mắt bị mù, nếu như ngươi không thể, vậy ngươi muốn làm lấy mặt của mọi người, vì ngươi hôm nay vô lễ đối ta dập đầu xin lỗi, ngươi dám cược sao? Triệu Hoành dưới ngón tay phương thượng quan thiên chí đối Mục Phong cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, không ít lão bối người đều nhíu mày, hôm nay Triệu Hoành có chút quá mức, đường đường một cái nguyên đang cảnh cường giả vậy mà nhằm vào một thiếu niên ha ha ta rất tình nguyện hai năm về sau có thể cùng một đại thiên tài một trận chiến mà thượng quan thiên chí đứng ra cười to nói hắn đã là thông mạch cửu trọng rất sắp đột phá đến tử phủ cảnh nếu như tại hoàng gia võ học viện tu hành hai năm hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại một phong thế nào ngươi dám không thượng quan thiên chí cười nói mà triệu hoành cũng cười lạnh nhìn phía hắn chờ một chút ta không đồng ý mà lúc này một đạo thanh thúy nữ tử tiếng vang lên nói chuyện chính là vân thanh uyển vân thanh uyển đi ra nói ta không đồng ý vụ cá cược này hai năm sau ta nguyện ý thay mục phong một trận chiến vân thanh uyển lời vừa nói ra dẫn tới không ít người xôn xao cùng ghen ghét mục phong đều trở thành một cái phế vật vân thanh uyển lại còn đối với hắn như vậy không rời không bỏ cái này làm sao không để cho người ta ghen ghét mà thượng quan thiên chí gặp vân thanh uyển vì mục phong nói chuyện lửa giận trong lòng càng sâu nói Mục Phong, ngươi chỉ dám trốn ở một nữ nhân phía sau sao? Mục Phong hít sâu một hơi, nhìn phía lo lắng nhìn qua hắn uyển nhi cười, lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn phía Triệu Hoành, lộ ra một tia dữ tợn, lạnh như băng nói: "Ta cược, bất quá, hai năm về sau ta nếu là thắng, ngươi muốn làm lấy toàn bộ quốc đô người hướng ta Mục Phong xin lỗi, cũng từ đào một chút, nói ngươi mắt bị mù, ha ha ha, tốt, ta muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta hướng đạo cái này xin lỗi, đào mắt của ta." Triệu Hoành cười to nói: "Phong mà Vân Thanh Nguyễn có chút tức giận nhìn phía Mục Phong, trách hắn không nên xúc động đáp ứng cái này không có khả năng hoàn thành ước định. Mà Mục Phong đối nàng cười nhạt một tiếng, trong miệng nói ra ba chữ. Tin tưởng ta. Tốt một cái khinh người quá đáng hoàng gia học viện, học viện này, ta không tiến cũng được, Phong ca, hai năm về sau ta cùng ngươi, danh sách năm nay, ta một cuồng từ bỏ, mà trong đám người, nhất là ủng hộ Mục Phong một cuồng lập tức đứng dậy, đi tới Mục Phong bên cạnh nói. Hảo huynh đệ. Mục Phong trong lòng ấm áp, mặc kệ thế nhân như thế nào cơ hắn nhục hắn nhưng hắn có một huynh đệ không rời không bỏ một cuồng ngươi điên rồi hồ nháo trong đám người một cùng một cuồng mấy phần giống đại hán quát cha ta không có điên mấy người này mới điên rồi phong ca chín tuổi tòng quân vì ta một gia làm vẻ vang giết địch hơn trăm vì nước lập công nhưng bọn hắn đâu cùng là anh em nhà họ mục phong ca bị nhục bọn hắn còn tại phía dưới nói này nói kia phong ca thời điểm trước kia các ngươi làm sao không dám nói a à, một đám bợ đỡ tiểu nhân rác rưởi ta một cuồng đời này bội phục nhất chỉ có hai người, vì nước chiến tử mục thiên bá phụ, còn có phong ca, mục cuồng chỉ vào một gia thiếu niên. Khác nhóm cười lạnh, đối với hắn cha nói, kiên định không thay đổi đứng ở mục phong bên người. Phong ca trên người có nhiều ít đầu mặt sẹo là vì quốc gia mà lưu, mà các ngươi đâu. Một đám sống an nhàn sung sướng thiếu gia, có tư cách gì nói phong ca phế vật, có bản lĩnh đi trên chiến trường giết hai cái địch nhân sách hai viên đầu người trở về mà một gia các thiếu niên hơi đỏ mặt, lại bị mục cuồng nói đến nói không ra lời, cha hắn cũng nghẹn lời trên thực tế một gia các đại nhân đều là ưu một phong bảo vệ cho hắn thường cầm một phong làm gương giáo dục nhà mình con cái này mới khiến rất nhiều một gia thiếu niên đối một phong sinh lòng bất mãn lần này tuyển nhận ta cũng rời khỏi lúc này vân thanh uyển cũng mở miệng nói nàng cũng đi tới một phong bên người đây càng là đưa tới một trận xôn xao uyển nhi ngươi một phong muốn nói cái gì nhưng uyển nhi tới bưng lấy mặt của hắn cười nói ngươi là không bị trói buộc gió ta là đi theo lá cơn gió ở phương nào Diệp Nhi ở nơi nào, thiếu nữ tiếu dung như là thanh tuyền, làm dịu hắn viên này tại trần thế bị thương trái tim. Một phong hốc mắt hồng nhuận, có này hồng nhan, đời này đã đủ mà triệu hoành chờ ba tên trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi, vân thanh quyển thế nhưng là lần này thiên phú người tốt nhất, nếu như nàng đều thối lui, đưa đến đi cái khác học viện, bọn hắn cũng sẽ có ảnh hưởng. Hồ nháo. Mà lúc này một bóng người đi ra, chính là Vân Hải. Cha. Vân Thanh Nguyễn nhìn về phía Vân Hải, mà Vân Hải đối triệu hoành ba vị trưởng lão ông quyền nói, ba vị trưởng lão vừa rồi tiểu nữ nói đều là mê sản không thể coi là thật cha ta không có ngậm miệng ngươi như lần này không vào hoàng gia học viện liền không có ta cái này cha còn có ngươi mục phong ngươi quên ngươi ta ước định vân hải quát lạnh trực tiếp một trưởng đem vân thanh uyển đánh ngất xỉu ông vào trong ngực sau đó hắn lại nhìn phía một phong âm thanh lạnh lùng nói ta đương nhiên nhớ kỹ mục phong nói nhớ kỹ liền tốt vừa rồi sự tình tiểu nữ lỗ mãn rồi ba vị trưởng lão chớ trách ngày mai ta tự mình tiễn hắn đi hoàng gia học viện vân hải ông vân thanh uyển đối ba vị trưởng lão ấy nấy cười một tiếng, sau đó ngắm nhìn Mục Phong liền rời đi. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi bị ông đi, nắm chặt nắm đấm. Uyển Nhi yên tâm, Phong sẽ không để cho ngươi thất vọng, vĩnh viễn sẽ không. Mục Phong sau đó cũng không đi nhìn sắc mặt của người khác, cùng một cuồng đi xuống đài cao. Mà vừa rồi đổ ước, thành mọi người lớn nhất bàn luận sôi nổi. Bất quá kết cục bọn hắn đều đã đoán được, cuối cùng chỉ sợ là Mục Phong quỳ xuống xin lỗi mà kết thúc. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 14 sát cơ hiển lộ nguồn mê truyện audio com các ngươi nói một phong một năm sau có thể thắng sao làm sao có thể, bây giờ hắn tu vi hoàn toàn biến mất không nói, liền ngay cả nguyên mạch cùng tử phủ đều nát, mà thượng quan thiên chí đã là thông mạch cửu trọng, lập tức liền có thể trở thành tử phủ cảnh một chân chính võ tu, tại hoàng gia học viện tu hành một năm, một phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, nói cũng phải, hắc hắc. Vậy chúng ta liền đợi đến một năm về sau xem náo nhiệt đi, một phong quỳ nói xin lỗi bộ dáng, nhất định thật buồn cười, không ít người còn tại nghị. Luận nói, hơn một canh giờ về sau, lần này chiêu sinh cũng cuối cùng kết thúc, Hoàng gia học viên hết thảy chiêu gần 200 người. Mấy ngàn người báo danh, kết quả là cũng liền tiến vào gần 200 người, có thể thấy được cái này đào thải nhiều ít người. Mà có thể vào hoàng gia học viên tu hành các thiếu niên không có chỗ nào mà không phải là bị người đồng lứa hâm mộ, bị trưởng thành nhóm khiếp lệ, mà một phong quan sát kia đài cao, trong con người đều là không trăm lòng. Lúc đầu, hắn nên lần này khảo thí chói mắt nhất thiên tài, bất quá đáng tiếc. Ai Đến là Mục Phong không có hối hận, bởi vì hắn bồi tiếp phụ thân hắn kinh lịch phụ thân nhân sinh một lần cuối cùng chiến đấu, hắn không có e ngại, không có ném phụ thân mặt. Mà một gia các thiếu niên cũng phức tạp nhìn qua Mục Phong, có lẽ là bởi vì một cuồng những lời kia, bọn hắn đến là không có tại mỉa mai chế dẫu cái gì. Phong ca, ngươi đừng ở hồ bọn hắn nói, ta cũng không tin, thế giới này như thế lớn, sẽ không có trị không hết ngươi nguyên mạch phương pháp, một cuồng an ủi. Ha ha, yên tâm, ngươi Phong ca không có dễ dàng đến dưới tiểu cuồng, ngươi nhìn xem đi, bọn hắn có một ngày, sẽ hối hận. Mục Phong nhìn qua trên đài cao triệu hoành, lạnh buốt nói. Tùm ân, ta tin tưởng Phong ca, ha ha, hảo huynh đệ, hôm nay đa tạ ngươi, bất quá ngươi thật không đi hoàng gia học viện rồi. Này, yên tâm, hai năm về sau lại đi cũng giống như nhau, đến lúc đó cùng Phong ca cùng đi, dù sao chúng ta còn trẻ, một cuồng không thèm để ý đạo, ngữ bên trong tất cả đều là đối Mục Phong tín nhiệm. Khi hai năm về sau, hai huynh đệ chúng ta tại giết tiếng hoàng gia học viện, hung hăng cho bọn hắn một bạc tai, đi thôi, chúng ta trở về, lúc này, trên quảng trường đám người đều đã thời gian dần trôi qua tại tán đi, một phong cùng một cuồng cũng dự định kết bạn về một gia. Mà trong đám người, một bóng người lặng yên hướng một phong tới gần. Một phong đi tới, đột nhiên, sau lưng của hắn lông tơ từng cây dựng thẳng lên, trong đám người, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia sát khí hướng hắn mà tới. Tu luyện hoang cổ tu la trải qua về sau, hắn đối sát khí những cảm ứng này không phải mạnh mãnh liệt mà trong đám người một đạo hàng quang nhanh như thiểm điện đâm về phía một phong cái ót đầu lâu. Không được. Một phong thân thể tại trong chớp mắt trái xoay mở một phần, đạo hàng quang kia sát gương mặt của hắn bắn qua, kém chút liền bắn thủng đầu của hắn. Phốc phốc. À. Mà hắn phía trước một mục gia thiếu niên trú thảm, bị đạo hàng quang kia bắn thủng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Khi rõ ràng là một cái ngắn nhỏ tụ tiễn. À, giết người rồi. Người chung quanh một tiếng kinh hô, lập tức chung quanh một gia các đệ tử toàn bộ hỗn loạn xuống tới, loạn thành một đống chạy tứ phía. Hưu! 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 Trong đám người lại có mấy đạo hàng quan hướng một phong phóng tới, một phong gầm thét, lập tức đẩy ra một cuồng, trên bả vai mình cứng trắng chịu một tiễn, lập tức một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến. Mà một phong thân thể một bắn, lăn ra cách xa mấy mét, né tránh cái khác mấy đạo tụ tiễn, bắt lại kia bị bắn chết một gia thiếu niên thi thể ngăn tại trước người. Phốc phốc! Phốc phốc! phốc phốc. Trên thi thể lại bị bắn trúng ba mũi tên. Những công kích này đều là hướng về phía Mục Phong tới. Có thích khách. Trên trận một tiếng quát lớn, những cái kia duy trì trật tự quân sĩ lúc này mới từ chung quanh bước nhanh đuổi đi lên. A, à, giết người. Mà hiện trường đám người đã là hỗn loạn tưng bừng. Bạch. Bạch. Đám người hỗn loạn bên trong, hai đạo nhân ảnh trực tiếp hướng Mục Phong lao đến, thân thể nhanh đến mức như là một đầu báo săn. Đây là hai tên người mặc áo xám, trên mặt mang theo khăn đen nam tử. Hai người này trực tiếp từ bên hông rút ra hai thanh hậu bối mỏng lưỡi đao tú xuân đao hướng một phong chém vết mà tới. Hai đạo đao khí phá không đánh tới, không khí phát ra hô hô âm thanh bén nhọn. Phốc phốc. Một phong biến sắc, thân thể một lăng lông lốc né tránh, kia hai đạo đao khí bổ vào đá hoa cương trên mặt đất đánh ra hai đạo vết đao. Trong đó một đạo bổ vào kia một gia thiếu niên trên thi thể, kém chút đem thi thể chém thành hai đoạn hai người này gặp một phong né tránh lại một trái một phải thẳng hướng một phong một phong trong tay hào quang lóe lên một thanh trong quân trăm rèn dao quân dụng xuất hiện ở trong tay thân thể mau lui một người nhảy lên một cái cao hơn 2 mét hai tay cầm đao đối một phong giận bổ xuống một phong cầm đao chính cản đồng thời thân đao hơi nghiêng một đao kia vạch lên hắn dao quân dụng sát qua một đạo hỏa hoa lực lượng khổng lồ bị một phong xảo dịu đẩy ra cho dù tu vi không tại nhưng hắn trong quân đội nhiều năm khi bản năng chiến đấu thế nhưng là còn tại Bành. Bất quá lúc này một người khác tung người một cước đá vào một phong trên lòng ngực, một phong phốc phốc một nguồn máu tươi phun ra mà ra, thân thể không ngừng lui lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Đi chết đi. Mà đổi thành một người trong nháy mắt nhảy lên một đao đối một phong đầu lâu giận cắm mà xuống. Tặc tử ngươi dám. Mà lúc này một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Rống. Chỉ nghe một tiếng sư hổ tiếng gào, một đạo màu đỏ hỏa sư nguyên lực kinh khí oanh sát mà đến, bịch một tiếng đâm vào tên này thích khách trên thân. Bành thích khách này một tiếng rú thảm đều không có phát ra, thân thể bịch một tiếng bạo tạc thành một đoàn thịt nát văng khắp nơi. Một nam tử mặc áo bào đen bước chân ở giữa không trung mấy cái điểm vọt, như là một cái chim đại bàng bay lên mà tới. Người vừa tới không phải là một thần còn có ai. Một tên khác thích khách quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người đào mệnh, bất quá một thần một tay một điểm, một đạo màu đỏ kinh khí xuất tại thích khách kia trên đùi tuôn ra một đoàn huyết vụ. Bành. Thích khách lập tức ném xuống đất, xương đùi bị một thần một chỉ bắn thủng. Phong thiếu gia, sau đó một đám mục gia đái đao hộ vệ cũng đuổi tới vội vàng vây ở một phong chung quanh đem một phong bảo vệ rút đao cảnh giác nhìn qua chung quanh một phong sắc mặt khó coi từ dưới đất bò dậy vừa rồi mình là kém một chút liền mệnh tan hoàn tuyền. phong ca ngươi không sao chứ mục cùng vội vàng chạy tới hỏi ta không sao mục phong lắc đầu mà một thần sắc mặt âm trầm hướng hắn nằm dưới đất thích khách đi đến một cước giẫm tại thích khách một cái khác cái bắp đùi bên trên răng rắc xương đùi đầu bị một cước giẫm nát thích khách phát ra một tiếng như dết heo tiếng hét thảm. Mục thần lạnh lẽo nói. Các ngươi là ai? Vì sao ám sát ta một gia đệ tử, không nói hôm nay ta để ngươi sống không bằng chết? Chúng ta là... Hưu. Hưu. Thích khách đang muốn nói chuyện, mà lúc này hai đạo tụ tiễn lại từ trong đám người phóng tới, một thần ánh mắt phát lạnh, một tay duỗi ra, trực tiếp cầm ra bắn về phía mình mũi tên kia, tay không tiếp nhận cái này một cái tụ tiễn. Phốc phốc. Thế nhưng là dưới chân hắn thích khách lại là rên lên một tiếng, đầu lâu bị một tiễn bắn mở, bị mất mạng tại chỗ. Giết người diệt khẩu. Một thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn qua chung quanh, đều là đám người hỗn loạn, chỗ của hắn tìm đạt được hung phạm. Mà quân đội cũng rốt cục chậm chạp chạy tới. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 15 Thông mạch lục trọng Nguồn Mê truyện audio com Mục Phong cũng sắc mặt âm trầm đi tới, vừa rồi kia một trận ám sát, rất rõ ràng, là nhằm vào hắn. Phong Nhi, ngươi bả vai thụ thương rồi. Mục thần gặp Mục Phong bả vai bị máu nhụn đỏ, lo lắng hỏi. Bị tụ tiễn bắn trúng, thương tổn tới xương cốt, đại bá, Nhìn ra được những này thích khách là lai lịch gì sao? Mục phong hỏi Mục thần sốc lên thích khách mạng che mặt, phát hiện bộ mặt tất cả đều là cổ xưa mặt sẹo, đã nhìn không ra khuôn mặt, lắc đầu, nói Những người này là bồi dưỡng tử sĩ, các đại gia tộc thực lực bên trong đều có, mà những người này tu vi thấp chỉ có tử phủ cảnh, rất khó điều tra ra lịch tử phủ cảnh bất quá là con đường tu luyện nhập môn, toàn bộ quốc đô nhiều không kể xiết, chủ mưu lựa chọn tử phủ cảnh thích khách động thủ hiển nhiên là có tầng này cân nhắc mà Mục Phong ngừng lại thân thể, nhìn qua thích khách trong tay nắm chặt đao, lại tại thích khách trên thân tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Mặc dù không biết ai phái, bất quá cái này quốc đô bên trong người muốn mạng ta cũng không có mấy người, Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã có cái đại khái, biết là ai muốn giết hắn, mà lúc này quân đội đã qua tới thu thập thi thể. Phong Nhi, ngươi trở về dưỡng thương đi, chuyện ngày hôm nay không nên quá để ở trong lòng, Mục thần nhìn qua trầm mặt Mục Phong, thở dài nói. Yên tâm đi đại bá ta không sao, một phong cười nhạt một tiếng, sau đó hắn do dự một chút, lại nói. Đại bá, vừa rồi cổ thi thể kia ngươi giúp ta đòi hỏi một chút, ta hữu dụng từng, một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa tới, một thần nhẹ gật đầu, coi là một phong muốn thi thể tra cái gì. Ngươi tới, hộ tống phong thiếu gia cùng đệ tử khác về gia tộc, phải một phong bọn người bị hộ tống đi, không ít người còn nghị luận vừa rồi trận kia ám sát. Không ít người thông minh không khó coi ra, vừa rồi ám sát hoàn toàn chính là nhằm vào một phong. Mà một thần hiếp mắt, nhìn phía chiêu kia sinh trên đài triệu hoành trong con ngươi tinh mang lưu chuyển có một tia nhàn nhạt sát cơ triệu hoành chỉ mong ngươi hai năm về sau không nên xuất hiện tại quốc đô không phải đừng trách tâm ta hung ác mục phong cùng triệu hoành cái kia đổ ước hắn ở đây bên ngoài tự nhiên cũng biết xem mục phong vì thân tử mục thần đã đối triệu hoành động sát tâm xem ra có ít người là có phần không kịp đem nghĩ đối ta một gia hạ thủ ta cũng không thể không phải chút hậu thủ mục thần quay người rời đi quảng trường mà bên ngoài sân kia trên nhà cao tầng Nam Hào sắc mặt lại là có chút băng lãnh. Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Cái này. Đoạn thiên mưu nghẹn lời, hắn cũng không nghĩ tới một phong tu vi phế đi thân thủ còn linh hoạt như thế, có thể chống đến một thần xuất hiện. Hừ, hôm nay tham dự ám sát địa tự số 10 tổ toàn bộ ban được chết. Ngay cả một phế nhân đều không đối phó được, thủ hạ ta không nuôi phế vật, Nam Hào vung lên tay áo, rời đi ban công. Đoạn thiên mưu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng liền bận biểu đi theo. Mục Phong trở lại Mục Gia sau dược sư vì hắn băng bó kỹ vết thương, có lẽ là thích khách quá mức tự phụ, kia trên tên cũng không có uy độc. Mà Mục Phong trở lại mình cư ngụ đang tâm nhã viện, không qua bao lâu, hai tên Mục Gia hộ vệ dơ lên một bộ vải trắng che đậy thi thể đưa đến đang tâm nhã viện. Hai tên hộ vệ sau khi đi, Mục Phong đóng lại cửa sân, khoanh chân ngồi tại thi thể này bên cạnh. Hắn đòi hỏi thi thể này tự nhiên là vì trong đó huyết khí tu luyện hoang cổ tu la trải qua, tái tạo nguyên mạch. Hôm nay ám sát, vũ nhục, cũng làm cho một phong càng phát ra minh bạch mình bây giờ gặp phải nguy cơ thế cục. Hắn hôm nay, toàn bộ một gia, đều tại một trận trong mưa gió, chỉ có thực lực cường hãn, hắn mới có sức tự vệ. Vận chuyển hoang cổ tu la trải qua công pháp, hai tay đặt ở phía trên thi thể, một cổ vô hình khí cơ tràn vào thi thể bên trong, trong thi thể kia huyết dịch sôi trào lên, thiêu đốt thành một cổ khí lưu màu đỏ ngầm thông qua được sông trưởng, tràn vào một phong thể nội. Khi vỡ vùng nguyên mạch tại huyết khí tẩm bổ tiếp theo điểm điểm khôi phục, khép lại. Mà thi thể nội bộ, Tại trong đan điền của hắn có sáu dọc màu vàng kim nhạt máu tươi lơ lửng tại thi thể tử phủ trong đan điền. Đây là tinh huyết. Tu luyện ra sáu dọc tinh huyết cũng có thể nhìn ra nam tử này trước khi chết cảnh giới, không sai biệt lắm tại tử phủ lục trọng, bên trong thiên vị tình trạng đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là tử phủ thất trọng, bước vào tử phủ cửu trọng là vì lớn thiên vị. Cái này sáu dọc tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa so phổ thông trong máu nhiều quá nhiều, cái này sáu dọc tinh huyết thiêu đốt biến thành một cổ bàn bạc huyết khí tràn vào một phong thể nội kia đầu thứ tư nguyên mạch tại bằng tốc độ kinh người khép lại, 1 phần 3, 1 phần 2. Rất nhanh, đầu thứ tư nguyên mạch hoàn toàn khôi phục. Bất quá kia sáu dọc tinh huyết năng lượng còn không có hao hết sạch, đầu thứ năm nguyên mạch cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục, khôi phục nguyên mạch cũng là huyết hồng sắc, cường kiện, cứng cỏi, dung tích to lớn. Hai canh giờ về sau, một phong phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Trong cơ thể hắn nguyên mạch, thình lình khôi phục sáu đầu. Mà lại sáu đầu nguyên mạch bên trong, đều tràn ngập tinh thuần màu ngà sữa nguyên khí. Nguyên khí đều là màu ngà sữa, trừ phi tu luyện đến tử phủ cảnh về sau, lựa chọn một chút thuộc tính võ kỹ, ngoại phóng ra nguyên khí mới có thuộc tính nhan sắc. Đáng nhắc tới chính là, hắn trên đầu vai tổn thương, đã khôi phục hơn phân nửa, bắt đầu khép lại sinh trưởng thịt mới. Cái này hoang cổ tu la trải qua quá cường hãn, nếu là lấy loại tốc độ này, chỉ cần ta đang hấp thu hai tên tử phủ cảnh võ giả huyết khí liền có thể tu luyện tới khôi phục chính đầu nguyên mạch tình trạng a, một phong tự lẩm bẩm, trong con ngươi tất cả đều là vui mừng, hắn nắm chặt lại nắm đấm nguyên khí phun trào ở giữa loại kia lực lượng cường đại cảm giác lần nữa xông lên đầu mặc dù mới nguyên mạch lục trọng thiên so với hắn trước kia còn kém xa lắm bất quá hắn tin tưởng đối mặt nguyên mạch bát trọng cửu trọng võ tu hắn cũng là không sợ có lực đánh một trận đương nhiên công pháp này cũng quá tài dị hắn cũng không dám nói cho hắn biết đại bá không phải đại bá của hắn biết sợ rằng sẽ hưng phấn đến trực tiếp đi giết hai cái tử phụ cảnh võ giả cho một phong tu luyện đi cha hài nhi được nghịch thiên cơ duyên ngài yên tâm ngài thù a à hài nhi nhất định sẽ cho ngài báo, còn có 20 vạn mục gia quân huynh đệ, nhất định sẽ không chết vô ích. Nhớ tới phụ thân, Mục Phong trong lòng liền tràn đầy vô hạn động lực, hắn muốn báo thù, vì cha hắn cùng 20 vạn mục gia quân báo thù. Vậy hắn lại không thể có một khắc thư giãn. Mục Phong sau đó đem cổ này khô cạn thi thể kéo tới trong hậu viện, kia đốt cháy tạp vật trong hố lửa, một mồi lửa đem thi thể đốt mà lên. Ánh lửa kia ấn chiếu ở thiếu niên kiên nghị gương mặt bên trên, trong mắt chỗ sâu có một tia tinh hồng, hắn đem đạp vào một đầu thi cốt từng đống con đường, một đầu vết chóc, tu la báo thù con đường. Đốt đi thi thể này, một phong lấy ra mình giao quân dụng, tại hậu viện bên trong diễn luyện, một thức một thức sử dụng ra bản thân trước kia cũng biết trong quân chiến kỹ, cùng phong đao pháp. Thân ảnh như là một cái nhanh nhẹn báo săn, mà đao pháp nhanh như cùng phong, cuốn lên trong viện khô héo lá rụng. Hắn không dám có một tia thư giãn, con đường thành cường giả, ba phần dựa vào thiên phú, ba phần dựa vào cơ duyên, bốn phần dựa vào cố gắng. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 16 Rời đi một gia Nguồn Mê truyện audio.com Phong thiếu gia, gia chủ truyền cho ngươi có việc, Mục Phong đang ở sân bên trong đối mặt mặt trời mới mọc thu nạp sáng sớm thiên địa linh khí, một người hầu thanh âm tại bên ngoài viện vang lên. Ừm, đại bá tìm ta. Mục Phong mở mắt, sau đó nói. Biết đại bá tìm ta có chuyện gì đâu. Mục Phong trong lòng lung tung nghĩ đến, sau đó mở ra viện tử, đi theo người làm này hướng gia chủ phủ để đi đến. Mà người làm này có chút kinh ngạc len lén đánh giá Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong bước chân vững vàng, trong hai con ngươi có tinh quang giấu giếm, cả người tràn đầy một loại triều khí phồn thịnh khí tức, chỗ nào giống như là nguyên mạch vỡ vụn, thân hoạn trọng tật người, không bao lâu hắn liền đi tới một thần phủ đệ. Một thần ở lại chính là một tòa lục hợp viện lạc, trang trí đến tinh xảo nhất, trước sau hai viện rộng lớn, mà hậu viện còn có một cái diện tích không nhỏ sân đấu võ, tiền viện chở giống kỳ hoa dị thảo, tốt một cái tỉnh nhã chi địa. Tiến vào phòng trước, chỉ gặp một thần ngay tại chỗ nào chờ hắn, còn có một vị người mặc màu vàng váy áo, phong thái yếu điệu mỹ phụ nhân. Đại bá, đại nương, một phong cười nói. Phong nhi tới, nhanh ngồi, ăn điểm tâm không, đại nương làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt tươi sủi cảo, Hoàng Y Mỹ phụ Trương thị cười nói, rất là thân thiện. Mục gia, đại bá của hắn một nhà đối với hắn nhất là muốn tốt. Hắc hắc, ta còn thực sự muốn ăn đại nương làm sủi cảo, một Phong cười hắc hắc, cũng không khách khí. Tốt, các ngươi hai người ngồi, một hồi tốt gọi các ngươi, Trương thị nói xong mang theo một thị nữ đi xuống. Phong nhi, ta có việc muốn cho ngươi nói, Mục thần nhấp một ngụm trà, đột nhiên rất nghiêm túc nói ngươi cũng là trên chiến trường trải qua sinh tử người đại bá cũng liền không đem ngươi làm tiểu hài tử, ta muốn đem ngươi đưa về tổ địa đi, một thần nhíu mày nói. Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, vội vàng nói. Vì cái gì? Mục gia tổ địa không tại Nam Linh Quốc đều, tại một cái gọi An Nam thành địa phương nhỏ. Năm đó Mục gia tiên tổ đi theo tiên hoàng tranh đấu giành thiên hạ, lập xuống công lao hãng mã, Mục gia mới tại quốc đô cắm rễ, về sau thành một cái nhất lưu gia tộc thực lực, tại quốc đô không nhỏ lực ảnh hưởng ngươi cũng nhìn thấy, hôm trước có thích khách ra tay với ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi tại lưu tại quốc đô bên trong không an toàn, mà lại bây giờ gia tộc chính vào nguy nan thời điểm, không cẩn thận liền có hủy diệt nguy hiểm, ta muốn cho ngươi cùng một chút đệ tử trẻ tuổi về tổ địa, vạn nhất có cái gì sơ xuất, ta một gia trực hệ còn có thể có hậu, một thần nói. Một phong lại là nghe được một chút những vật khác, trong lòng một lăng, hỏi. Đại bá, thế nào? Hẳn là xảy ra chuyện gì hay sao? Một thần nhẹ gật đầu, nói, lúc đầu những chuyện này không nên nói cho ngươi chẳng qua hiện nay ngươi cũng không nhỏ ta một gia nằm nhi sớm đảm đương có một số việc cũng đến khó lường không nói thời điểm ngươi có biết đương kim trong triều đình ai làm chủ mục thần đột nhiên nói ai làm chủ không phải quốc chủ sao mục phong nói không tiên hoàng sau khi qua đời quốc chủ còn nhỏ khó lý hướng sự tình bây giờ triều đình này phía trên có thể nói là bắt vương nam hào một tay che trời ngươi cũng biết ta một gia quân cùng cha ngươi là bị nam hào hại mà hắn tại sao muốn hại phụ thân ngươi cũng bởi vì phụ thân ngươi nắm trong tay 20 vạn mục gia quân, mà ta mục gia thế hệ trung lương, chỉ trung hoàng thất, Nam Hào đã từng lôi kéo qua phụ thân ngươi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi tính tình, lúc ấy hắn liền từ chối thẳng thắn, mới đưa đến phía sau họa sát thân, mục thần chậm rãi nói. Mục Phong mặc dù mới 15 tuổi, thế nhưng không ngốc, nghe được mục thần ý tứ, cả kinh nói. Hẳn là, Nam Hào này lão tặc nghĩ, đoạt quyền. Mục thần vung tay lên, một cổ kình khí đem đại sảnh cửa thổi đóng lại, nhẹ gật đầu vậy, vậy ta mục gia nên làm cái gì? mục phong trong lòng chấn kinh, đối chút chính trị quyền mưu sự tình hắn là một mực không hiểu. như thật đến ngày ấy, ta mục gia khẳng định sẽ chết bảo hoàng tộc, cho nên, ta mới muốn đem ngươi đưa tiễn, lúc đầu nghĩ đến ngươi tiến vào hoàng gia học viện tu hành có thể tránh thoát cái này bùn trạch, nhưng hôm nay chỉ có đem ngươi đưa về tổ địa không, ta không muốn đi, ta không muốn rời đi mục gia, chí ít ta muốn cùng mục gia cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. mục phong lại là lắc đầu nói không được, ngươi bây giờ không phải tiểu hài tử, ngươi lưu tại một gia có làm được cái gì, ngươi bây giờ có thể đến giúp một gia sao? Không nói ngươi bây giờ tu vi mất hết, coi như ngươi tu vi vẫn còn, ngươi lại có thể thế nào? Phụ thân ngươi đã đi, ngươi là hắn duy nhất hậu nhân, ta không thể để cho ngươi xuất hiện bất kỳ sơ xuất, một thần lúc này rất nghiêm túc nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, không có bình thường đối với hắn ôn hòa. Một phong nghe vậy nắm chặt nắm đấm, trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Thực lực, hay là bởi vì thực lực, bây giờ một gia lâm vào trong mưa gió, mà hắn lại là gấp cái gì cũng không giúp được. Hắn biết đại bá của hắn nói không sai, không nói hắn bây giờ không có trước kia thực lực, có thể coi là là vẫn là tử phủ cảnh lại có thể thế nào, tử phủ cảnh tại quốc đô bên trong cũng bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Thực lực, bởi vì thực lực thấp, hắn không cách nào cho hắn phụ thân báo thù, bởi vì thực lực thấp, 20 vạn một gia quân oan khuất không người giải tội, bởi vì thực lực, hắn không cách nào cùng Uyển Nhi gần nhau. Lúc này Mục Phong trong lòng là như thế khát vọng thực lực. Ngày mai ban đêm, ngươi cùng một cùng cùng một chỗ chuyển hướng tổ địa, ta lại phái mục trung bảo hộ các ngươi cũng không đợi mục phong nhiều lời mục thần liền đã làm quyết định sủi cảo tốt mà lúc này trương thị bưng lên hai bát nóng hôi hổi sủi cảo tới bày tại một bên trong sảnh bàn ăn bên trên để cho hai người quá khứ ăn mục phong đầy cõi lòng tâm sự ăn sủi cảo bình thường mỹ vị sủi cảo lúc này ở trong miệng hắn cũng là tẻ nhạt vô vị mục phong ăn xong đồ ăn sáng về sau tâm sự nặng nề rời đi mà trương thị nhìn qua một phong bóng lưng thở dài một cái phong nhi đứa nhỏ này a à thật sự là số khổ từ nhỏ không có nương, bây giờ tam đệ lại đi, hiện tại nguyên mạch lại vỡ vụn, thật không biết lão thiên vì cái gì đối đứa nhỏ này như thế hà khắc, trương thị hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Nam Nhi đứng ở trong mưa gió trưởng thành, đây có lẽ là lão thiên đối với hắn, đối ta một gia một trận khảo nghiệm a, à, một thần nhìn qua một phong bóng lưng từ tốn nói. Ngày thứ hai ban đêm, một phong, một cùng hai người cưỡi hai thất độc giác bạch mã, tại một gia cửa sau nhìn qua sừng sững ở trong màn đêm một gia, trong mắt đều có một tia thương cảm. Phong ca, chúng ta sẽ còn trở về sao? Mục cuồng hỏi, trong mắt còn có không bỏ. Sẽ, nhất định sẽ trở về. Mục phong nhìn qua mục gia, kiên định nói. Phong thiếu gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi, muốn trước khi trời sáng đuổi tới tổ địa, một người mặc màu đen vỏ bào nam tử khôi ngô nói. Mục trung, mục gia một ngưng cương cảnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Ừ, mục phong nhẹ gật đầu, cưỡi độc giác bạch mã, giờ roi mà đi. Ba người thân ảnh, dần dần biến mất tại sau trên đường đèn đuốc trả rời bên trong. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho kia tiêu nhỏ hạng người đều tru diệt. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho tất cả âm mưu đều tan thành mây khói. Đời này hoặc là chết tại leo lên võ đạo trên đường, tuyệt không sống ở hèn mọn trong đời. Thiếu niên mục phong, trong lòng phát hạ đại thể. Chương 17 Hiển lộ ra tài năng Nguồn Mê truyện audio.com An Nam thành cách quốc đô đường xá xa xôi, không sai biệt lắm có hơn 1.400 dặm lộ trình một phong một cuồng cùng một trung ba người cưỡi độc giác mã cũng cần ba ngày thời gian loại này độc giác mã là một loại có được mang thú huyết thống ngựa giống ngày đi nghìn dặm dạ hành tám trăm mặc dù nói có chút khoa trương bất quá một ngày bôn tập ba bốn trăm dặm một điểm vấn đề không có mà thế giới này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có rất nhiều cường hãng chủng tộc tỷ như mang thú hung thú yêu thú chờ mang thú là một loại thực lực tại thông mạch cảnh cấp bậc thú tộc lực lượng cơ thể cường hãng từ thực lực phân chia có một cấp đến cấp chín không giống nhau Cấp chính mang thú thực lực tương đương thông mạch cửu trọng người tu luyện, mà hung thú là một loại hồng hoang thú giống, thực lực ở xa mang thú phía trên, khác máu thành tính, tính cách hung tàn, yếu nhất hung thú thực lực cũng có thể so với tử phủ cảnh người tu luyện. Mà yêu thú thì là một loại khác đặc thù chủng tộc, cũng được xưng là yêu tộc. Bộ tộc này cũng là thú thân, thể nội sinh ra có tiên thiên yêu khí, có thể hóa hình thành người, cùng giai bên trong, bình thường thực lực mạnh hơn nhân tộc, cường đại còn có thiên phú thần thông, mà yêu tộc ở cái thế giới này cùng nhân tộc xem như mặt đối lập từ xưa liền có nhân yêu bất lưỡng lập thuyết pháp mà mang thú nếu là đột phá thông mạch cảnh cũng có thể tiến hóa thành yêu tộc có cơ hội hóa hình thành người liên tục đi đường ba ngày sau một đám người cũng tiến vào một cái trấn nhỏ bên trong nghỉ ngơi mà qua cái trấn nhỏ này đang đuổi đường một đoạn thời gian đã đến an nam thành mặt trời chiều ngã về tây tiểu trấn tại hoàng hôn ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ an bình ba người xuống ngựa dắt ngựa đi tới một nhà tên là phúc duyên khách sạn trước tôi ba vị gia mời vào bên trong ba vị gia là ăn cơm hay là ở trọ a mới vừa đến khách sạn bên ngoài một áo xám gã sai vặt liền vội vàng tới cho ba người dẫn ngựa cái chốt ở một bên chuồng ngựa bên cạnh cho chúng ta ngựa cho ăn tốt nhất cỏ khô đang chọn ba gian khách phòng lại đến sáu cân thịt bò ba hữu hành hoa thôn một trung ném cho tiểu nhị một viên ngân tệ nói đúng vậy ba vị gia mời vào bên trong tiểu nhị tiếp nhận ngân tệ cười ha hả đem ba người nhìn bên trong nghênh cái này mai ngân tệ đều bù đắp được hắn một ngày tiền công người bình thường một tháng thu nhập ước chừng cũng liền 30 ngân tệ tương đương ba cái kim tệ mà thôi ba người đi tới một trương không người trước bàn ngồi xuống một cuồng cười nói đi đường ba ngày mệt chết ta trung thúc còn bao lâu có thể tới an nam thành a nhanh nhanh buổi sáng ngày mai đi đường giữa trưa a chúng ta liền có thể đến một trung cười nói một phong cười cười nói đến hắn vẫn là khi còn bé theo phụ thân đi qua một lần an nam thành tổ trạch bây giờ cũng có bao nhiêu năm chưa từng đi rất nhanh tiểu nhị liền lên tam đại bàn thịt bò kho tương cùng ba hữu hạnh hoa thôn rượu mục trung là trực tiếp mở ra rượu phong, hít một hơi thật sâu, lộ ra mỉm cười. Không tệ, là chính tông hạnh hoa thôn, sau đó hắn cho mục phong cùng mục cuồng đến lên một bát, mục phong cũng uống rượu, bất quá cực ít uống, ba người đụng bát uống một ngụm, mùi rượu vào cổ họng, tử kinh cực kỳ miên nhu, không phải rất cay. Trung thúc, bây giờ chúng ta một gia tại quân đội tình huống như thế nào? Uống bát rượu, mục phong hỏi. Ai, tam gia sau khi đi, chúng ta một gia trong quân đội cực lực bị đánh ép, một gia mấy vị tướng quân đều bị phân phối đến quốc thổ bên trong biên cương xa xôi chi địa, cách xa quốc đô, một trung thở dài nói. Mục Phong nghe vậy con ngươi nhắm lại, nói: "Cái này có lẽ cũng là chuyện tốt, như tại quốc đô bên trong, nếu muốn có động tác gì có lẽ sẽ còn bị tùy thời áp chế, bất quá tại biên cương nha, ngược lại tự tại chút trời xa bùng trạch, lời tuy như thế, bất quá ta một gia tại quốc đô bên trong binh quyền cũng bị phân tán, gia tộc nếu có chuyện gì, liền khó mà chăm sóc." Có lẽ gia chủ cũng bởi vì này mới đem Phong thiếu gia ngươi đưa đến tổ địa a, một trung uống một hớp rượu, hai đầu lông mày cũng có một tia buồn vô cớ. Trung thúc, đến An Nam thành về sau ngươi nghĩ biện pháp giúp ta cùng mấy vị kia trấn thủ biên cương tộc thúc bắt được liên lạc, Phong thiếu gia ngươi muốn làm gì? Một trung sững sờ. Phong ngừa Chu đáo, ta một gia khẳng định không thể ngồi mà chờ chết, một Phong hiếp con ngươi từ tốn nói. Một trung như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, tại một gia đại nhân bên trong, không có người coi một Phong là thành một cái đứa bé không hiểu chuyện có thể một người trong quân đội hoàn thành bách nhân trảm quân công người, người có thể coi hắn là thành một đứa bé sao? Một cuồng là cái lăng đầu thanh, cũng nghe không hiểu hai người nói chuyện, hung hăng uống rượu, một hồi liền mặt đỏ tới mang tai, có chút nói mê sản, cái này hạnh hoa thôn hậu kình là tương đối lớn. Tiểu tử, đừng chạy. Mà đúng lúc này, trên đường phố truyền đến một trận tiếng trống giận dữ, một đám người đang đuổi lấy một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh tú, một đôi trong mắt to tất cả đều là giảo hoạt, trong tay cầm một túi tiền không ngừng phi nước đại, cái này tốc độ chạy bộ nhanh chóng để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Đừng chạy. Đằng sau một đoàn người mặc áo xám, cầm côn bổng nam tử tại điên cuồng đuổi theo. Hắc hắc, liền các ngươi bọn này sợ hàng, còn muốn truy ta, thiếu niên bên cạnh chạy còn không ngừng nhăn mặt. Tiểu tử thối, ngươi chạy trốn nơi đâu? Mà truy người bên trong, một khôi ngô đại hán bước chân đạp mạnh, mặt đất gạch xanh nứt ra từng tia từng tia khe hở, người khác bắn ra xa 6, 7 mét, hai ba cái bước xa liền đuổi kịp thiếu niên, một cước đá vào thiếu niên trên lưng, thiếu niên phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra quảng bay ra xa bảy 8 mét. Đại hán này hiển nhiên là người tu luyện, chí ít cũng là thông mạch thất bát trọng võ tu. Mà thiếu niên bò ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn phía đại hán, một đám người đuổi đi lên vây quanh hắn. Hắc hắc, tiểu tử, dám trộm lão gia nhà chúng ta túi tiền, thật là sống đủ rồi, đánh cho ta, đại hán nhe răng cười, lập tức hơn 10 người hơi đi tới chính là một trận chào hỏi quyền đấm cước đá, thiếu niên ông lấy đầu, co quắp tại trên mặt đất, mặc dù bị đánh, bất quá hắn cắn răng không có phát ra một tiếng trên. Có ai không? bắt hắn cho dựng lên đến. Lão tử muốn đánh gãy chân của hắn, nhìn ngươi về sau chạy thế nào? Đại hán huy động một cây gậy sắt nghe răng cười nói. Hai tên người hầu nhất lên sưng mặt sưng mũi thiếu niên, kéo tới đại hán trước mặt. Đại hán huy động gậy sắt, một cung hướng thiếu niên chân giận nện mà xuống. Một cung này hô hô kêu vang, bị đập trúng tất nhiên cũng là xương cốt vỡ nát, thiếu niên đã tuyệt vọng cắn răng nhắm mắt lại. Bành. A, à, thiếu niên kêu đau đớn lên tiếng bất quá, sau đó lại dừng lại, ân, không đau. Hắn mở to mắt, cũng không có phát hiện chân của mình bị đánh gãy. Chỉ gặp một người mặc quần áo màu đen, tuổi tác gần giống như hắn lớn thiếu niên che ở trước người hắn, một tay bắt lấy cái này nền xuống một côn. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xen vào việc của người khác. Đại hán gầm thét, sau đó dùng sức đánh côn sắt, lại phát hiện rút không nổi. Trộm cả người cả của vụ, các ngươi có thể tiễn hắn đi quan phủ cũng không cần đến đánh gãy người ta chân đoạn hắn sinh lộ a à, cái này xuất thủ tự nhiên là một phong ăn thua gì tới ngươi lão tử liền muốn đánh chết hắn cái này tiểu thâu ngươi không lăn đi lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh đại hán đang khi nói chuyện một quyền trực tiếp hướng một phong oanh đến quyền phong lăng lệ có nguyên khí màu trắng lượn lờ người bình thường trúng vào một quyền này chỉ ít nằm nửa tháng ngươi nói chuyện quá thối một phong con ngươi lạnh lẽo trực tiếp một quyền đối bính mà ra lập tức hai viên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Mà đại hán thân thể vậy mà lui về sau hai bước, sau đó sắc mặt giận dữ, lại nhào tới, song quyền huy động cực nhanh, hướng một phong đầu lâu đập tới. Một phong dưới thân thể ngồi sổng nửa bước lệch ra né tránh, xoay người lại một cái khuỷu tay kích bịch một tiếng đụng vào đại hán trên cầm. Bành! Đại hán một tiếng rú thảm, một ngụm máu tươi phun ra, người ném đi ra cách xa mấy mét quẳng xuống đất. Mà trong khách sạn thảnh thơi uống rượu một chung, trong nháy mắt đứng người lên, kích động nhìn phía một phong. Chương 18. Tương lai nơi tây. Nguồn Mê truyện audio.com. Vương Quản Gia. Khi một đám người hầu kinh hãi, vội vàng đi đỡ đại hán kia. Vương Quản Gia vừa sợ vừa giận, giận dữ hét: "Cho ta cùng tiến lên!" Những người khác nghe vậy cũng xông lên, dẫn theo cung bổng hướng một phong đánh tới. Hắc hắc, ta cũng tới cùng các ngươi chơi đùa. Lúc này thân cao đã có nam tử cao lớn một cuồng ngăn tại một phong phía trước, cùng một phong cùng một chỗ xông về đám người này. Hô hô! một côn này hướng một phong đầu lâu vào đầu đập tới một phong một cái lắc mình né tránh đồng thời bắt lấy côn sắt một quyền đánh vào người kia trên mặt răng rắc người này xương mũi trực tiếp bị một quyền đạp nát răng đều rơi xuống mấy khỏa miệng mũi vọt máu đến bay mà ra cẩn thận mà lúc này tả hữu hai người đồng thời hướng một phong đánh tới thiếu niên kia một tiếng kinh hô một phong mặt không đổi sắc thân thể lui lại nửa bước né tránh bắt lại hai cây gậy sắt một cái toàn phong thối quét vào trên mặt của hai người bị đá hai người quẳng bay ở không đứng dậy được một cuồng cũng là thông mạch cửu trọng người tu luyện, thực lực so những người này cường đại quá nhiều, một quyền đánh vào một người lồng ngực, người kia một tiếng trú thảm, xương ngực trăng rắc đứt gãy, thổ huyết quảng bay ra xa hơn 10 thước. Hơn 10 người, mấy hơi thở ở giữa liền toàn bộ bị hai người đánh bò tới trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thật là lợi hại a, à, chật chật, đây là nhà kia công tử, tuổi đời này bất quá 15 16 tuổi đi, thực lực thật là lợi hại, xem bọn hắn mặt hẳn không phải là trên trấn người. Có thể là trong thành đại gia tộc bên trong thiếu niên đệ tử A, trong khách sạn một số người ra xem náo nhiệt, nhào nhào tán thưởng, mà thiếu niên kia nhìn qua hai người, trong mắt cũng là ước ao chi sắc. Ngươi, các ngươi đều chờ đó cho ta, đi. Đại hán kia cũng dọa đến thân thể phát trung, sau đó buông xuống một câu ngoan thoại, một đám người đỡ lấy chật vật mà chạy. Phong ca, ngươi, thực lực của ngươi. Một cuồng cũng kinh ngạc nhìn qua một phong, một phong cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi phong ca ta cũng không phải kẻ lỗ mãn, như thật không thể tu luyện, ta làm sao có thể đáp ứng kia hai năm ước hẹn, ha ha, ta liền biết, những người kia đều sai, một cuồng nhếch miệng cười to một ngày nào đó phong ca ngươi sẽ lần nữa dết trở lại quốc đô ta tin tưởng ha ha không phải ta là hai huynh đệ chúng ta hai người nhìn nhau cười một tiếng nhiều đa tạ hai người các ngươi lúc này tên thiếu niên kia tới đối hai người nói lời cảm tạ nhìn qua hai cái quần áo ngăn nắp thực lực bây giờ lợi hại hai người thiếu niên thiếu niên này lộ ra một tia ảm đạm đồng dạng là người đồng dạng tuổi tác bất quá tao ngộ lại là ngày đêm khác biệt tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy làm gì không tốt tại sao muốn trộm đồ a à? một cùng nhìn qua thiếu niên lộ ra một tia chán ghét hắn không thích loại này trộm vặt móc túi ngươi ha ha ngươi biết cái gì không ăn trộm đồ vật cũng chỉ có chết đói giống chúng ta dạng này không cha không mẹ chiến loạn cô nhi các ngươi những người có tiền này nhà hài tử là sẽ không hiểu thiếu niên thấy một lần một cuồng trong mắt vẻ chán ghét lập tức hảo cảm không còn sóc lại chút gì không cha không mẹ một phong nghe vậy không khỏi ánh mắt tối sầm lại mình không phải là không không cha không mẹ bất quá hắn so với thiếu niên này tốt quá nhiều, coi như hắn thật là cái phế vật, bởi vì hắn xuất thân cũng sẽ không luân lạc tới trọng đồ này ăn mày tình trạng. Ngươi tên gì? Mục Phong đột nhiên hỏi. Bạch Tử Dược thiếu niên nói. Bạch Tử Dược. Số tiền này ngươi cầm đi đi, về sau không muốn trọng đồ, Mục Phong trên ngón tay quang mang lóe lên, xuất hiện một túi tiền, bỏ vào Bạch Dược trong tay. Bạch Dược tiếp nhận triệu nặng túi tiền sững sờ, Mục Phong cười nói. Ta giống như ngươi, bất quá xuất thân tốt chút, Tử Dược, người xuất thân là không cách nào cải biến, bất quá, tương lai lại là tài chính ngươi trong tay, thân là nam nhi, coi như không thể đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng không thể làm qua đường phố trục, một phong cười vỗ vỗ không khác mình là mấy cùng tuổi, so với hắn thấp chút bả vai của thiếu niên, sau đó quay người rời đi, cùng một cuồng lại tiến vào trong tử lâu. Cái kia, vừa rồi ta nói chuyện quá nặng đi, thật xin lỗi, cái này cũng cho ngươi, một cuồng trước khi đi cũng cởi xuống bên hông mình túi tiền, hắn không có một phong như vậy giàu, còn có càng không giới, túi tiền đặt ở trong tay thiếu niên, cũng vỗ vỗ bả vai hắn, cùng một phong cùng rời đi. Nhìn qua trong tay túi tiền, mở ra xem, bên trong tất cả đều là vàng ống ánh kim tệ, cái này hai túi, chống đỡ người bình thường mấy năm thu nhập. Xuất thân không thể cải biến, tương lai, tại trong tay mình. Bạch tử dược nhìn qua nói lời kia một phong bóng lưng, một đôi mắt bên trong quan mang lưu chuyển không chừng, nắm chặt nắm đấm, sau đó đi theo. Ai, tên kia thật đáng thương, một cùng còn tại nói vừa rồi bạch dược. Thiên hạ này người đáng thương nhiều, chỉ có mình mạnh lên, có được thực lực mới có thể không đi làm người đáng thương kia một trung uống một hớp rượu đạo vừa rồi cái chủng loại kia nhỏ tràn diện hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ đúng vậy a à, nếu chúng ta không cố gắng một ngày nào đó cũng sẽ biến thành người đáng thương kia một phong đột nhiên có cảm giác cái kia cái kia ai ta muốn cùng ngươi mà đúng lúc này kia bạch tử dược lại là đi theo vào đi tới một phong trước mặt nói a à, cùng ta một phong sững sờ không sai ta muốn cùng hai người các ngươi đồng dạng lợi hại, có thể hay không dạy ta. Ta có thể giúp các ngươi chơi tạp vật sống, đây là tiền của các ngươi, bạch tử dược đem hai người cho túi tiền đặt ở trên mặt bàn. Muốn cùng ta? Ha ha, ngươi nghĩ kỹ, cùng ta có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà lại muốn mạnh lên, còn muốn nỗ lực rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng, không phải một câu nói sung, một phong cười nói. Ta có thể chịu được cực khổ, ngươi đã nói, tương lai tại trong tay mình, ta cũng không muốn trộm đồ làm đưa qua đường phố chuột, bạch tử dược sắc mặt kiên nghị nói, vậy ngươi trước hết để cho ta nhìn ngươi có hay không cùng ta tư cách trung thúc một phong nhẹ gật đầu một trung hiểu ý sau đó đứng dậy một tay đặt ở bạch tử dược đầu lâu bên trên một cổ nguyên lực màu xanh lam tràn vào bạch tử dược thể nội bạch tử dược chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có một cổ dòng nước tại du tẩu một lát sau một trung nhẹ gật đầu nói có nguyên cốt bất quá không biết phẩm dai a à, chờ một chút mà đúng lúc này một trung biến sắc vội vàng thu tay lại hắn tràn vào bạch tử dược thể nội nguyên lực vừa rồi lại bị bạch tử dược hấp thu một chút Mục Trung khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Dược, mà Bạch Tử Dược một mặt tò mò nhìn Mục Trung. Quy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bạch Tử Dược cau mày nói. Trung thúc, thế nào? Mục Phong cũng nghi ngờ nói. Thiếu gia, tiểu gia hỏa này, tự hồ không đơn giản a. À. Mục Trung hít mắt con ngươi thẳng nhiên nói, sau đó hắn lại bắt lại Bạch Dược tay, một cổ nguyên lực tràn vào Bạch Dược thể nội. Quả nhiên, hắn nguyên lực tại bị Bạch Dược hấp thu, mặc dù hấp thu lượng cực kỳ bé nhỏ, bất quá lại thật là tồn tại. Ngươi người này hảo hảo kỳ quái, mà lúc này chính bạch tử dược thu tay về, lại nhìn phía mục phong. Mục trung đối mục phong nhẹ gật đầu, mục phong cười nói. Tốt à, về sau ngươi liền theo ta, bất quá, muốn mạnh lên cần phải nỗ lực rất nhiều vất vả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha, tiểu đệ bái kiến đại ca, ta chuẩn bị xong, bạch tử dược còn đối mục phong học cổ nhân một gối một quỳ. Mà cái này, cũng là nhất đại sát thần vận mệnh bước ngoặt bắt đầu. Chương 19 Trên đường xung đột Nguồn mê truyện audio com trong khách sạn ở một ngày ngày thứ hai thiên nhất thật sớm một đám người liền xuất phát tiến về an nam thành bất quá lần này nhiều một cái bạch dược người chỉ có ba thớt mà bạch tử dược cùng một cuồng cùng cưỡi cùng một ngựa thiếu gia tiểu gia hỏa kia tựa hồ có chút không đơn giản a à, một trung cùng một phong cưỡi ngựa chạy như điên tại phía trước một trung nói với một phong a à, không đơn giản có cái gì không đơn giản một phong nghi hoặc hỏi hôm qua ta dùng nguyên lực đưa vào thân thể của hắn dò xét nguyên cốt thời điểm, vậy mà phát hiện hắn có thể hấp thu ta nguyên lực, mặc dù lượng vô cùng nhỏ bé, bất quá ta hoàn toàn chính xác cảm ứng được, Mục Trung nhíu mày nói. Còn có loại sự tình này. Mục Phong cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn một cái rơi vào phía sau một cuồng cùng bạch tử dược. Có thể hấp thu nguyên lực. Mục Phong nhíu mày, khi lâu dài đi theo cha hắn bên người, trong quân cao thủ đông đảo, không thiếu kiến thức trọng trải hạng người. Hắn từng nghe người nói qua, thiên địa này hạ ngoài trường nguyên cốt cùng linh cốt bên ngoài còn có một số thể chất đặc biệt bọn hắn có được thường nhân không có năng lực đặc thù có người trời sinh có thể khống chế hỏa diễm có người có thể ngự lôi còn có có thể cùng bách thú câu thông vân vân mà những người này đều là vạn người không được một nghe đồn tại tu luyện một đường phía trên rất được coi trọng cũng được xưng là thiên tài chẳng lẽ lại bạch tử dược vẫn là cái gì thể chất đặc thù hay sao một phong ám đạo bất quá có thể hấp thu nguyên lực thể chất hắn cũng chưa từng nghe qua nguyên lực là người tu luyện lực lượng của mình bình thường tới nói ngoại nhân là không cách nào hấp thu luyện hóa thành chính mình dùng. Mặc kệ nó, tới trước An Nam Thành lại nói, một phong lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, mấy người tiếp tục cưỡi người chạy như điên. Không sai biệt lắm buổi trưa, một tòa thành trì xuất hiện ở phương xa hình dáng bên trong, đã xanh dựng trên tường thành còn có đao búa vết kiếm, chứng kiến tòa thành trì này đã từng cao chốc vót tuế nguyệt. Ha ha, phong ca, đó chính là An Nam Thành A, một cuồng cười to nói không sai, đó chính là An Nam Thành, Mục Phong cũng lộ ra mỉm cười, cưỡi mấy ngày ngựa, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. An Nam Thành, ta trước kia nghe người ta nói qua, bất quá cho tới nay chưa có tới, Bạch Tử Dược Hưng phấn nói. Không lâu sau đó, mấy người đã đến chỗ cửa thành, chỗ cửa thành có một đội người mặc áo giáp binh sĩ tại trấn giữ, bất quá cũng không có kiểm tra cái gì. Còn có hơn 10 người, đang đứng tại cửa thành trong mông mà đối đãi người cầm đầu là tên người mặc trường bào màu đen, tóc đã hoa râm bất quá nhìn qua tinh thần phấn chấn lão giả, những người khác là một chút trung niên nam nhân cùng một thiếu niên thiếu nữ đám người này thấy một lần một phong ba người cưỡi ngựa mà đến lập tức quá khứ đón lấy lão giả kia cười nói một phong thiếu gia các ngươi có thể tính tới ha ha phúc bá nhiều năm không thấy ngài vẫn là tinh thần như vậy phấn chấn một phong lập tức xuống ngựa tới cười nói lão giả này tên một phúc an nam thành một thị phân gia người một phong khi còn bé gặp qua thiếu gia còn nhận biết lão hữu thật sự là quá tốt chẳng qua hiện nay lão lạc thể cốt càng ngày càng tệ đến phong thiếu gia mấy vị này đều là phân gia bây giờ cốt cán, phúc bá vì một phong giới thiệu những người này, mà giới thiệu nói thiếu niên kia thiếu nữ lúc, có chút dừng lại. Thiếu niên kia tuổi tác sau một phong lớn 2 tuổi, làn da hơi đen, dáng người xây tráng, một thân màu đen vỏ bào. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú làm người thương yêu yêu, lông mày mắt hạnh mặt trái xoan, người mặc màu xanh vỏ váy. Hai vị này là một thương cùng một lan a. À. Một phong nhìn qua hai người cười nói, đưa tay ra. Phong thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ chúng ta, một lan cười cùng một phong nắm tay, thanh âm cũng nhu nhu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Mục Phong, nhiều năm không thấy, ta nghe nói ngươi thành phế vật, thật hay giả? Mục Thương lại là có chút không có hảo ý hỏi. Khi còn bé hắn còn cùng Mục Phong đánh qua một trận, bất quá đều là bị Mục Phong đánh. Mục Phong nghe vậy tiếu dung trì trệ. Mục Thương. Một người trung niên nam tử quát. Làm sao cùng Mục Phong thiếu gia nói chuyện đâu, lúc đầu nha, vấn đề này toàn bộ Nam Linh Quốc đều biết, ta lại không nói sai, Mục Thương hừ lạnh nói. Ngươi trung niên nam nhân giơ tay liền muốn đánh mục thương bất quá bị một phong bắt lấy tay tính toán gian thúc mục thương nói không sai ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát một phong cười nhạt một tiếng cũng không có nổi giận phong thiếu gia đừng thấy lạ đứa nhỏ này nói chuyện không có lớn nhỏ không biết cao thấp mục gian ấy nấy cười nói bất quá trong mắt có một ti tiết hận đều là người nhà họ mục không có người nào cao ai thấp không có việc gì phúc bá chúng ta vào thành a một phong không có dây dưa việc này chủ động hướng trong thành đi đến hư, tiểu tử, lần sau nói chuyện còn như thế hoành, ta đánh nát ngươi răng, một cuồng đi tới một thương trước mặt, hư lạnh nói. Ngươi có thể thử một chút, một thương lạnh mặt nói. Một đám người đi vào trong thành, mà một phong cùng phúc bá trò chuyện một chút một gia sự tình, nâng lên một phong phụ thân thời điểm, phúc bá cũng tất cả đều là thở dài. Một đám người trên đường đi tới, vài con khoái mã lại là trên đường phi nước đại mà qua, phía trước một đầu vẫn là một thất bao trụng vẫy giáp màu đen lân mã, cưỡi lân mã bên trên, là một người mặc màu vàng cẩm bào thiếu niên mà lân mã, thấp nhất cũng là cấp 8 mang thú. Trên đường người đi đường nhau nhau né tránh, mà một bảy tám tuổi tiểu hài tử né tránh không kịp, bị người trộn lẫn đến quẳng xuống đất, mà kia lân mã lại là đã băng băng mà tới. Hoa! Wow. Đứa bé kia gặp một màn này lúc ấy liền dọa sợ tại đương trường, khóc ra thành tiếng. Cẩn thận! Một phong tại phía trước nhất, gặp một màn này biến sắc, trong tay quang mang lóe lên, một thanh chiến đao xuất hiện nơi tay, tay hắn cầm đao hướng kia lân mã hung hăng ném đi. Sưu! khi chiến đao đánh lấy chỗ công bay bổ vào lân mã chân, kém chút chém đứt một đầu đùi ngựa. T. Khi lân mã một tiếng tê minh, cách tiểu nam hài còn có 5-6 mét khoảng cách lúc ngã trên mặt đất bên trên, thiếu niên kia ai u một tiếng, từ con ngựa bên trên rơi xuống hung hăng ném tới tại một bên hàng trong phía trên, vô cùng chật vật. Thiếu gia, đằng sau mấy tên hộ vệ vội vàng đi đỡ thiếu niên. Thiếu niên kia hung tận nhìn phía đi đỡ tiểu nam hài Mục phong. Tiểu gia hỏa, không có sao chứ? Mục Phong đỡ dậy tiểu hài tử hỏi. Không có việc gì, đa tạ đại ca ca tiểu gia hỏa lau khô nước mắt nói lời cảm tạ sau đó chạy đi mà lúc này kia áo bào màu vàng thiếu niên lại làm mang theo mấy người hung tận tới quát tiểu tử muốn chết a à, vậy mà làm tổn thương ta con ngựa một phong sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua thiếu niên nói ngươi không có trông thấy ngươi kém chút đâm chết người sao đâm chết liền đâm chết kia tiểu tạp chủng một đầu tiện mình, vẫn còn so sánh được ta lân mã trân quý không thành hôm nay ngươi dám đánh làm tổn thương ta ngựa ngươi biết ta là ai sao thiếu gia ta muốn đánh gãy chân của ngươi áo bào màu vàng thiếu niên đang khi nói chuyện vung tay lên nằm tên hộ vệ hướng một phong vây lại tiểu tử dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thiếu gia ngựa ngươi là không muốn sống mấy tên hộ vệ cười gằn hướng một phong vây quanh một người trong đó trực tiếp một quyền đánh về phía một phong mà một phong đứng đấy không động chỉ là lạnh lùng nhìn qua đối phương một quyền kình phong trận trận đánh tới ngay tại một quyền này cách một phong còn có vài thước khoảng cách thời điểm một đạo khôi ngô thân ảnh ngăn tại một phong trước người một trưởng tiếp nhận đối phương một quyền hung hăng nắm chặt kéo một cái đồng thời một cước đá vào hộ vệ này trên lồng ngực xoẹt phốc phốc a à. hộ vệ kia một tiếng rú thảm ném đi ra xa hơn 10 thước cánh tay vậy mà trực tiếp bị kéo xuống dám đối thiếu gia nhà ta xuất thủ các ngươi cũng là không muốn sống đúng không chương 20 mươi tàn nhẫn thiếu niên nguồn mê truyện audio com ba tay cục bị mục trung nhét vào trên mặt đất mà hộ vệ kia tiếng hét thảm còn quanh quẩn tại trên đường phố hiện trường ngoại trừ tiếng hét thảm bên ngoài những người khác là khiếp sợ nhìn phía tên này nam tử khôi ngô khi áo bào màu vàng thiếu niên cũng lộ ra một tia hoảng sợ sau đó giận dữ hét cùng tiến lên giết hắn cho ta còn lại năm tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau sau đó gầm lên giận dữ trực tiếp rút ra bên hông đao hướng một trung cùng một phong giết tới mà một phong cùng một trung gặp một màn này đều là sừng sững bất động không có một tia vẻ sợ hãi thiếu gia, xử lý như thế nào? Mục Trung bóp bóp nắm tay cười nói, không muốn giết người, một người đoạn một tay a, à, một phong bình thản nói, được rồi. Mục Trung nói xong, thể nội lập tức bạo phát ra một cổ cường đại khí thế, chỉ gặp hắn bước chân đạp mạnh, một cổ nguyên lực màu xanh lam tạo thành một vòng khí lãng bạo phát ra cách xa mấy mét, trên đường cuốn lên một lớp tro bụi, bành. Mục Trung thân thể trong nháy mắt như là một viên đạn pháo bắn ra, nháy mắt liền xuất hiện ở một gã hộ vệ trước người, bắt lại cánh tay của đối phương uốn éo kéo một cái răng rắc. A. À. Hộ vệ này một tiếng rú thảm, sắc mặt đau đến vặn vẹo, cánh tay trực tiếp bị vặn gãy xuống dưới. Mà một trung bắt lấy tay cục bên trên đau một đao bổ ra. Bạch. Một đạo màu lam đao khí bổ ra, một tên khác chém vết tới hộ vệ cánh tay sống vai bị chém đứt. Một trung thân thể lại như cùng quỷ mị, hai đạo ánh đao lướt qua, còn lại hai người cánh tay toàn bộ sống vai bị đao khí chặt đứt, quỳ trên mặt đất ôm tay cục kêu lên thảm thiết mà một người vây quanh một trung phía sau, một đao dơ cao đánh xuống, một đao kia hận không thể đem một trung chém thành hai khúc. Đương. Bất quá đao cách một trung còn có một thước khoảng cách thời điểm, một trung bên ngoài thân một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bắn ra. Một đao kia bổ vào lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên trực tiếp bị bắn ra, mà một trung trong nháy mắt quay người, bắt lại cánh tay của người này, tay kia cầm đao dơ tay chém xuống. À, không. Phốc phốc. Nam tử này rú thảm cũng ôm cánh tay quẳng nằm trên mặt đất lăn lộn, máu tươi chảy đầy đất. Mà trên mặt đất sáu tên hộ vệ lăn lộn đầy đất, máu tươi chảy một đường phố. Vừa rồi kia là hộ thể cương khí. Là hộ thể cương khí, ngưng cương cảnh cường giả, An Nam thành lại tới tên ngưng cương cảnh cường giả hắc hắc, huỳnh dịch gia hỏa này thảm rồi, lần này đã trúng thiết bản lên, cái này ngưng cương cảnh cường giả gọi thiếu niên kia thiếu gia, chắc là cái kia đại gia tộc bên trong tử đệ a, người trên đường phố nghị luận âm ỉ, mà kia áo bào màu vàng thiếu niên gặp một màn này dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng lui lại cái này, người này thật là lợi hại a, à, hắn chính là tông tộc bên trong cường giả sao? Vẫn chỉ là một phong hộ vệ. Ghê tẩm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn một cái phế vật còn có thể có dạng này hộ vệ, cũng bởi vì hắn là tông gia thiếu gia. Mục thương gặp một màn này, trong lòng toàn không không cam tâm cùng ghen ghét. Ngừng, ngừng cương cảnh cường giả. Áo bào màu vàng thiếu niên dọa đến quay người liền muốn thoát đi. Bất quá một trung thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh ngăn tại thiếu niên phía trước thiếu niên đụng đầu vào mục trung trên thân thể đặt mông ngồi trên mặt đất. Đừng có giết ta, không muốn trảm cánh tay ta. Áo bào màu vàng thiếu niên kinh hãi lui lại, mà mục trung một bả nhấc lên hắn, như là đá gà con, nâng lên một phong trước mặt, một thanh nhét vào trên mặt đất. Thiếu gia, mục trung áp ở áo bào màu vàng thiếu niên, nhìn phía mục phong, chờ mục phong xử lý. Vang cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, không muốn chặt cánh tay ta. Thiếu niên không ngừng cầu xin tha thứ, trong đũng quần một cổ chất lỏng đều bị dọa chảy ra ngoài, mùi khai tràn ngập. Mục Phong nhìn qua hắn lạnh lùng nói. Hiện tại biết muốn mạng sống rồi. Vừa rồi khí thế của ngươi đâu? Ngươi sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh sao? Ngươi không muốn chết, vừa rồi đứa bé kia đáng chết sao? Mục Phong trong lòng động sát tâm, mũi chân nhất câu, một thanh trên đất đao câu bay ở ở trong tay. Phong thiếu gia, chờ một chút, lúc này phúc bá mấy người cũng vây đến đây phúc bá tại Mục Phong bên tai thấp giọng nói. Phong thiếu gia, nếu không tính như vậy đi, thiếu niên này gọi huỳnh dịch, là trong thành mặt khác hai cái đại gia tộc hoàng gia nhị thiếu gia, hoàng gia mục phong nhướng mày hắn đối an nam trong thành thế lực cũng không hiểu rõ vâng hoàng gia cha hắn cũng là tên ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả cùng chúng ta một thị phân gia vương gia cùng là an nam thành một trong tam đại gia tộc phúc bá nói không sai cha ta là ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả người dám đã thương ta cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trên mặt đất bị một trung áp lấy huỳnh dịch nghe lời này lập tức tinh thần tỉnh táo uy hiếp nói mục phong nghe vậy cười sau đó giơ tay chém xuống phốc phốc Huỳnh Dịch cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt. A à a. À. Huỳnh Dịch đau đến sắc mặt nhăn nhó, lập tức co quắp tại trên mặt đất lớn tiếng rú thảm. Mục Phong nhìn qua Huỳnh Dịch lãnh đạm nói: Mặc kệ ngươi là thân phận gì bối cảnh, ngươi từ dưới vết cái kia chữ hiệu lệnh lên, ngươi liền nên vì ngươi nói lời trả giá đắt, ta Mục Phong không phải ngươi, không phải lấn yếu sợ mạnh ngươi. Thiếu niên sắc mặt, lúc này mới lộ ra một tia mới vừa rồi không có giữ tận cùng sát khí, phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, để người chung quanh rất nhiều đều sinh ra một tia khí lạnh. A. À. Mục Thương nhìn qua dẫn theo tích huyết đau thiếu niên, bị dọa đến phía sau sinh ra thấy lạnh cả người, nhớ tới mình vừa rồi đối với hắn mỉa mai, đang nhìn hướng về phía hiện tại Mục Phong, trong lòng nhiều mục tiêu hoảng sợ. Nói cho cùng hắn chỉ là cái thiếu gia, người đều không có giết qua, khí phách bên trên cùng trên chiến trường từng có bách nhân trảm quân công Mục Phong so ra kém quá nhiều. Hắn thật là cái phế vật sao. Mục Thương trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một tia hoài nghi. Mà cái khác người nhà họ Mục, đối thiếu niên này cũng càng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi mấy phần len keng lan một phong thanh đao nhét vào trên mặt đất đi nhặt lên mình vừa rồi giao quân dụng thu nhập càng không giới trong ngón tay quay người cùng một trung một cùng bạch tử dược bọn người rời đi mà trên mặt đất còn có mấy tên ông tay cục trú thảm thân ảnh nằm trong vũng máu cái khác người nhà họ một hai mặt nhìn nhau cùng theo rời đi chỉ có một thương còn sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ mục thương ngươi thế nào đi mục lan đánh gãy ngẩn người mục thương mà mục thương mới hồi phục tinh thần lại thật sâu nhìn một cái rời đi bóng lưng kia sau đó cùng cùng rời đi tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta huỳnh dịch thề, nhất định phải giết ngươi. Huỳnh dịch ông tay cục, sắc mặt dữ tận nhìn qua rời đi một phong, trong lòng rống giận gào thét. An Nam Thành, từ hồ tới cái không đơn giản thiếu niên A, -h -h, huỳnh dịch tay bị phế, cha hắn biết không biết là biểu tình gì, vừa rồi người kia là một gia đại quản sự phúc bá đi, thiếu niên kia là một gia người. Một gia thiếu niên bên trong cái gì thời điểm ra cái dạng này nhân vật hung ác trên đường người vây xem cũng đang nghị luận bên trong rời đi. Ha ha, Phong ca, ngươi vừa rồi rất đẹp trai a, về sau ta cũng phải như vậy, đây mới là nam nhân, bạch tử dược hưng phấn tại một phong bên người nói, nhìn phía một phong trong mắt, tất cả đều là sùng bái. Ngươi trông thấy, chỉ là thế giới này hắc ám một góc, tử dược, ở cái thế giới này muốn sinh tồn càng tốt hơn, ngươi hoặc là sao mạnh, hoặc là so với hắn hung ác, hung ác đến hắn không dám cùng ngươi là địch, một phong cười nhạt nói, kinh lịch một lần kia âm mưu chiến tranh hắn, tâm tính càng thành thục rất nhiều. Ừm, ta nhớ kỹ, bạch tử dược trịnh trọng gật đầu. H hắc hắc, Tiểu tử ngươi muốn học còn nhiều nữa, một cuồng ở một bên ông cụ non nói. Thôi đi, ngươi không phải a à, ngươi. Ta nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, nhưng ngươi loại này ta một cái đánh một trăm cái, vậy ngươi đánh thắng được phong ca sao? Ngạch. Cái này. Đánh không lại phong ca đi, hắc hắc, tiểu tử thối, đánh không lại phong ca ta còn không đánh lại ngươi a, à, muốn ăn đòn, tại vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong, một đám người đi hướng một gia. Mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 21. Súng ngựa chi uy. Nguyên. Mê truyện audio.com. An Nam Thành Mục Thị Phân Gia. An Nam tòa này nhân khẩu cũng có vài chục vạn thành trì bên trong một trong tam đại gia tộc, một gia tộc người cũng có hơn ngàn nhiều, tăng thêm người hầu, họ khác nhân khẩu, cũng có chừng ba ngàn người. Một gia chiếm diện tích trên trăm mẫu, lầu các đình vũ sang sát, một vòng cao hơn 10 mét phủ tường bao khỏa toàn bộ một gia. Đây là thường gặp gia tộc thì kiến trúc. Một đám người vừa mới tiến một gia, liền nên đón một đám người, người cầm đầu là tên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, mặt chữ quốc, sư miệng hổ mũi, có hai điểm ở lâu thượng vị uy áp. Mục Hải, Mục Thị Phân gia gia chủ, cũng là tên ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả. Ha ha, Tiểu Phong a, à, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay đã thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn công tử. Mục Hải nhìn qua Mục Phong cười to nói. Tiểu Phong bái kiến Hải thúc, Mục Phong bọn người đối Mục Hải đi một cái vãn bối chi lễ. Mục Hải cũng là một gia bàn chi bên trong người, xem như Mục Phong tộc thúc, bởi vì tu vi không yếu, trưởng quản an năm Mục Thị Phân gia. Khách khí, năm đó khi thấy ngươi mới cao như vậy, bây giờ mấy năm không thấy đều đã là cái đại nhân, mặc dù tại phân gia, hải thúc cũng đã được nghe nói ngươi trong quân đội biểu hiện đâu, tuổi tác như vậy ngay tại trong quân lập súng bách nhân cảm công lao, không có yếu phụ thân ngươi uy danh, mục hải vỗ một phong bả vai thân thiết cười nói, rất là thân hòa. Chỗ nào, bất quá là mọi người cất nhắc thôi, mục phong cười nhạt, không kêu không gấp. Tốt, chúng ta đi vào nói đi, hải thúc a à thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến đâu, một đám người cười tháng ở giữa đi vào mục gia mà mục thị phân gia không ít người hầu, cùng đệ tử đều cung kính nhường đường ra. Ha ha, lợi ca, đó chính là tông gia tới một phong thiếu gia. Nghe nói hắn trong quân đội lập xuống qua bách nhân trảm quân công đâu, 15 tuổi trước đó đã đột phá tử phủ cảnh thiên tài mà ở phía xa, có một đám thiếu niên đối mục phong chỉ rõ nghị luận. Trong đó có một thiếu niên mặc áo đen, 19 tuổi bộ dáng, hai con ngươi hơi hãm, cả người cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Hừ, bách nhân trảm quân công, kia tám thành đều là ý vào cha của hắn quyền thế mình kiếm tiện nghi thôi, không thể coi là thật, ngươi thật tin một cái 16 tuổi không đến tiểu thí hại có thể lập xuống bách nhân cảm quân công. Mà lại bây giờ hắn cũng không phải thiên tài, các ngươi không biết, hắn nguyên mạch cùng tử phủ trong chiến tranh đã nát, bây giờ trở thành một cái phế vật mới bị phân phối đến một thị phân gia, không phải các ngươi coi là một cái tông gia đại thiếu gia tại tông tộc tốt tài nguyên không hưởng dụng, đến phân nhà chịu khổ. Một lợi hừ lạnh nói, có chút khinh thường. Cái gì, gia hỏa này nguyên mạch tử phủ đều nát, đây không phải là đời này đều không có hy vọng tu luyện chung quanh các thiếu niên tất cả giật mình sau đó nhìn phía một phong trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường ta cũng là nghe ta cha nói cha ta thế nhưng là gia chủ đương nhiên sẽ không gạt ta cho nên a à, các ngươi cũng không cần coi hắn là cái gì tông gia thiếu gia một cái phế vật thôi so với chúng ta còn không bằng đi chúng ta cũng đi tiếp phong yến vừa vặn ta chèn ép chèn ép khí thế của hắn để hắn không dám ở chúng ta phân gia đệ tử trước mặt sĩ diện mục lợi mỉa mai cười một tiếng sau đó mang người cùng một chỗ đi theo trong gia tộc tiếp phong yến một gia trong đại sảnh, bày tầm 10 bàn tiệc rượu, mà một thị phân gia một chút người có địa vị đều đến trận, còn có một số kiệt xuất phân gia đệ tử trẻ tuổi cũng tại tiệc rượu bên trong. Mục Phong cùng Mục Hải ngồi thứ nhất tịch, mà Mục Hải ngồi thẳng vị, Mục Phong ngồi ở một bên, chung quanh là phân gia bảy tên ngưng cương cảnh cường giả, cùng bồi Mục Phong tới một trung. Đến, mọi người chúng ta nâng chén, cho chúng ta một gia thiên tài phong thiếu gia đón tiếp, Mục Hải cười đứng dậy, bưng chén rượu lên đối đám người cười nói, cung nên phong thiếu gia lập tức ở đây gần trăm người đều đứng lên bưng chén rượu lên đa tạ gia tộc các vị trưởng bối huynh đệ tỷ muội mục phong cám ơn sau này mục phong cũng là trong gia tộc một thành viên nếu có không chu toàn chỗ mong rằng các vị thông cảm mục phong cũng cười đứng dậy sau đó bưng chén rượu lên uống trước rồi nói một đám người uống rượu về sau cũng ngồi xuống các trò chuyện khác không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại vị này tông gia thiếu gia bên trên mà một phong nguyên mạch vỡ vụn trở thành phế vật sự tình cũng tại người hữu tâm truyền bá xuống ở phía dưới phân gia bên trong thấp giọng nghị luận rất nhiều nhân vọng hướng một phong ánh mắt bên trong đều biến thành tiết hận cùng trào phúng tiểu phong a chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua ai phụ thân ngươi sự tình hy vọng ngươi không nên quá thương tâm chiến tử sa trường vốn là số mệnh của quân nhân một hải thở dài một tiếng cùng một phong hàn huyên một phong trong con ngươi hiện lên một tia bi thống sau đó cười nói hải thúc yên tâm một phong minh bạch đúng rồi nghe nói ngươi nguyên mạch cùng tử phủ nát đây là sự thật sao mục hải lại thử thăm dò mục phong sắc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu nói đích thật là nát bất quá ha ha mục phong thiếu gia nghe nói ngươi là tông gia thứ nhất thiên tài võ học vừa vặn mục lợi bất tài muốn cùng Mục phong thiếu gia lĩnh giáo hai chiêu nghiên cứu thảo luận một chút võ học cũng đúng lúc cho tiếp phong yến trợ trợ hứng không biết mục phong thiếu gia có thể nể mặt a à? ngay tại mục phong muốn nói xong thời điểm Tiếp Phong yến bên trong, một đạo mang theo trêu tức cười nhạt tiếng vang lên, một đạo thiếu niên mặc áo đen đi ra cười nói. Mục Phong nghe vậy nhướng mày nhìn lại, là một nhìn qua so với hắn lớn mấy tuổi thiếu niên. Mà người này hắn cũng có chút ấn tượng, tự hồ là một Hải nhi tử, phân gia thiếu gia một lợi. Ha ha, đúng đúng đúng, đúng Mục Phong thiếu gia bộc lộ tài năng, cũng cho chúng ta kiến thức một chút tông gia thiên tài bản sự, đúng vậy a, à, đã sớm nghe nói Mục Phong thiếu gia đại danh, hôm nay lộ hai tay để chúng ta mở mắt một chút, bộc lộ tài năng bộc lộ tài năng lập tức mục lợi kia một bàn tuổi trẻ các đệ tử cũng đi theo ồn ào nói đám người này cùng một chỗ hống trên yến tiệc không ít người ánh mắt biến trêu tức có người thấp giọng nói vừa nghe nói một phong thiếu gia nguyên mạch toàn nát tu vi hoàn toàn biến mất cái này mục lợi lúc này nói muốn khiêu chiến hắn xem ra là muốn cho cái này tông gia thiếu gia một hạ mã uy a à. mục lợi là gia chủ chi tử bây giờ thiếu niên bên trong tới cái tông gia thiếu gia địa vị vượt qua hắn hắn tự nhiên không cao hứng muốn cho đối phương một hạ mã uy cái khác phân gia người cũng không phải đồ đần lập tức minh bạch một lợi tâm tư hải thúc vị này là một lợi đường ca a à? mục phong hỏi không sai chính là ta nhi tử một lợi một lợi ngươi muốn làm gì hôm nay là cho ngươi một phong đường để đón tiếp thời gian đừng hồ nháo mục hải cố ý mặt lạnh lấy quát khẽ nói cha ta bất quá là muốn hướng một phong đường để lãnh giáo một chút võ học không có hồ nháo ngươi không phải cũng đề xướng chúng ta để tử trẻ tuổi tương hỗ nghiên cứu thảo luận tiến bộ sao mục hải cung kính thi lễ sau đó hắn lại đối một phong cười nói thế nào phong thiếu gia có thể hay không phần mặt mũi a à? hừ ngươi nghĩ lĩnh giáo võ học ta một cuồng đến bội ngươi lúc này lệch trên bàn một cuồng đứng lên nói ngươi là ai ta muốn khiêu chiến chính là một phong thiếu gia ngươi là một phong thiếu gia sao một lợi đối một cuồng mỉa mai cười một tiếng sau đó không có hảo ý nhìn phía một phong một phong thiếu gia đều nói ngươi là tông gia đệ nhất thiên tài làm sao không nguyện ý phần mặt mũi sao vẫn là ngươi căn bản không dám đâu Chương 22. Một quyền bại địch. Nguồn: Mê truyện audio.com. Nghe được nơi đây, liền xem như cái kẻ ngu cũng nghe được ra cái này mục lợi có lòng khiêu khích Mục Phong, để Mục Phong bêu xấu, mà Mục Trung nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Mà Mục Cuồng Cùng Bạch Tử dược càng là tức giận đến giận dữ, vỗ bàn một cái liền muốn phát tác, mà Mục Phong lại là vung tay lên ngừng lại hai người. Mục Phong đứng người lên, nhìn qua mục lợi nói: "Đã mục lợi đường ca muốn tìm ta luận bàn võ học, Mục Phong không chối từ, bất quá" vừa rồi ngươi nói huynh đệ của ta là cái gì lại là cái gì ý tứ hắn cùng ngươi ta cũng như thế cùng ở tại ngồi các vị đều là ta một gia đệ tử một gia tộc người là huynh đệ đồng bào ngươi nói hắn không phải thứ gì có phải hay không nói ta nói ngươi nói các vị đang ngồi nói một gia người đều là đồ vật một phong thanh âm càng nói càng lớn cuối cùng trực tiếp là quát lạnh lên tiếng đã mang theo lửa giận hắn dù sao vẫn là người thiếu niên mặc dù sau người đồng lứa thành thuộc rất nhiều kinh lịch rất nhiều nhưng hắn không phải là không có tính tình hắn gọi một phong trên chiến trường giết qua người, hắn có hắn giữ tận cùng phong mang. Mục cuồng là không nhiều nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ huynh đệ, là hắn thực tình tán thành, để mạng lại giao huynh đệ, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác nói như vậy mục cuồng. Mục lợi bị mục phong đột nhiên cái này vừa hô khí thế dọa đến sững sờ, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Bất quá hắn sau đó nhìn phía chung quanh người nhà họ mục chính quái dị nhìn qua hắn, cha của hắn nhìn về phía hắn cũng có vẻ không thích, trong lòng đối mục phong khinh thường cũng thay đổi thành lửa giận ta, ta không phải ý tứ này, một lợi vội vàng giải thích. Thôi được, một phong phất tay ngắt lời hắn, lạnh như băng nói. Ngươi muốn so tài, ta phụng bồi. Hắn sau đó nhìn phía mục hải, ông quyền thi lễ nói. Hải thúc, thất lễ, mục phong nói xong sau đó vung tay áo bào, sải bước đi ra ngoài, mà mục trung mục cùng bạch tử dược vội vàng đi theo. Hừ, mục hải trừng một lời một chút, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Những người khác cũng theo đó ra đại sảnh. Một lợi quan sát một phong bóng lưng, tức giận đến cắn răng lợi ca. Một lợi hai cái tiểu tùy tùng cũng đi tới. Chúng ta ra ngoài, hôm nay ta phải thật tốt quét quét qua cái này tông gia thiếu gia mặt, cho hắn biết chúng ta phân gia đệ tử lợi hại, một lợi hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài là một khối đá hoa cương đất trống trải, mà một gia người đã làm thành một vòng tròn lớn, một phong chấp hai tay sau lưng đứng tại trong đó, chờ lấy một lợi. Một lợi cũng đi vào, sắc mặt có chút âm trầm. Một phong đường ca, ra tay đi, một phong từ tốn nói. Cùng vọng, nguyên mạch phế đi còn dám phách lối như vậy, một lợi trong lòng hừ lạnh, bất quá cũng ông quyền nói. Vậy ta trước hết mời, banh. Một lợi nói xong bàn chân dùng hết lực lượng đạp mạnh, một quyền hướng một phong đánh qua. Hô hô. Một quyền này đánh cho hô hô kêu vang, đã có quyền phong, mà nắm đấm của hắn phía trên, một cổ màu ngà sữa nguyên khí bao khỏa. Cứ như vậy một quyền, liền đã đó có thể thấy được một lợi thực lực, thông mạch cửu trọng, tại tiếng một bước chính là mở tử phủ, trở thành chân chính người tu luyện ở độ tuổi này tại thực lực này, cũng coi là không tệ, đương nhiên, chỉ có thể coi là tại phân gia bên trong không tệ. Mà một quyền này lực lượng cũng chừng hơn một ngàn cân gần như hai ngàn cân, không có tu viên người trúng vào một quyền chỉ sợ hít vào nhiều, thở ra ít. Một phong thân thể tùy ý lệch ra, nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh thoát một quyền, mà một lợi quyền thứ hai từ trái đến phải một quyền nhanh chóng đánh tới. Một phong bước chân uốn éo, thân thể xoay tròn nửa vòng sau đó bước chân triệt thoái phía sau, linh hoạt né tránh cũng kéo dài khoảng cách. Mà một lợi là đắc thế không tha người, một cái bước xa sông lên, sông quyền như là mưa to gió lớn, đã phủ lên một trận quyền phong đánh tới, mỗi một giây hắn đều có thể đánh ra bảy tám quyền, có thể thấy được quyền nhanh nhanh chóng. Mà thế nhưng là một phong lại là như là trong cuồng phong lá rụng, mỗi một quyền đều có thể linh hoạt né tránh, để một lợi khẩn thiết thất bại. Bên ngoài sân đều là một thị phân gia bên trong cao tầng, đều có tu vi mang theo, gặp một màn này đều là nhãn tình sáng lên. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, một phong nhìn như bị một lợi làm cho không có sức hoàn thủ không ngừng lui lại, thế nhưng là hắn mỗi một động đều có thể linh hoạt né tránh một lợi công kích, có thể thấy được tu luyện có thân pháp, mà lại không thấp. Không sai, một phong hoàn toàn chính xác tu luyện có thân pháp, theo gió bước, một môn hoàng giai hạ phẩm thân pháp, hắn đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, tại tiến một bước chính là cảnh giới chí cao, viên mãn. Mà thân pháp, nguyên kỹ, đều có một cái lạ lẫm đến lô hỏa thuần thanh quá trình, quá trình này cũng bị chia làm mấy cảnh giới. Một là mới nhìn qua, ý là sơ khuy môn kính, vừa tiếp xúc một môn nguyên kỹ không lâu. Hai là đang đường, đại biểu một môn nguyên kỹ đã tu luyện đến đăng đường nhập thất tình trạng, đã tiểu thành, cũng được xưng cảnh giới tiểu thành. Ba là đại thành, nguyên kỹ đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Bốn là tròn đầy, một môn nguyên kỹ đã tu luyện đến dung hội quán thông, kỹ tùy tâm phát, tâm không động, quyền người sớm giác ngộ. Đến một môn võ học cảnh giới tối cao. Mà cái này theo gió bước một phong đã sớm tu luyện đại thành, trên lệch một tia tu vi liền có thể viên mãn, thân theo quyền phong động, cũng là bởi vì cái này ý vào, hắn tại trong loạn quân mới có thể bảo mệnh chém giết, tốt thân pháp, cái này tự hồ là trong gia tộc nhập phẩm thân pháp tùy phong bộ ba, nhìn hắn bộ dáng, tự hồ đã tu luyện đến đại thành, có thể đem một môn nhập phẩm tu luyện thân pháp đại thành không có 3 năm năm tu hành không thể nào, không hổ là tông gia thiên tài, đúng vậy a, à? các ngươi nhìn, một lợi quyền nhanh mặc dù nhanh, căn bản không đụng tới hắn, hắn thật là phế vật sao? Bất quá hắn một mực tránh đi quyền phong, mà không xuất thủ, có phải thật vậy hay không tu vi phế đi, không có nguyên khí, không dám trở tay chống cự, phân gia đám người nghị luận. Mà một lợi trong lòng có chút phát cuồng, mình đánh nửa ngày, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, mà một phong đâu, y nguyên chấp hai tay sau lưng, như là đi bộ nhàn nhã xem ra hoa nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha, một lợi, ngươi không được nha, ngay cả ta phong ca góc áo đều không đụng tới, một cuồng ở đây bên ngoài mỉa mai cười to, một lợi nghe vậy trong lòng giận dữ. Có bản lĩnh chớ núp, cùng ta đối kháng chính diện. Một lợi trống to nói, quyền nhanh càng nhanh, bất quá có chút lộn xộn. Đối kháng chính diện. Thỏa mãn ngươi. Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, thân thể đột nhiên lui lại, thế nhưng là bước chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, bịch một tiếng xông về mục lợi. Mà mục lợi gặp một phong đột nhiên thái độ khác thường đột nhiên vọt tới, lại có một vẻ bối rối, trong nháy mắt xuất hiện một cái quay người. Cũng chính là cái này quay người, để mục phong bắt lấy tốt nhất thời cơ công kích. Thông mạch quyền. Oanh. Hắn một quyền nhanh như gió đột ngột, thể nội kia sáu đầu huyết hồng sắc linh mạch bên trong màu ngà sữa nguyên lực trong nháy mắt lao nhanh hội tụ tại trên nắm tay. 3 3 3 3. Xương cánh tay của hắn bên trong vậy mà truyền đến chín tiếng giọng vang, một quyền hào quang tỏa sáng bắt lấy quay người đánh vào một lợi trên lồng ngực. Banh. Phốc phốc. Một lợi bị một quyền oanh trúng, lồng ngực một tiếng vang giòn, một ngụm máu tươi phun ra tràn ra, thân thể càng là như là ném đi bao tải, bay thẳng đi ra xa hơn 10 thước hung hăng quẳng xuống đất lăn hai vòng. Mà một phong thu quyền, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, mặt không đỏ, tim không nhảy. Một quyền bại địch. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết tất cả mọi người ở đây, lúc này đã nói không ra lời. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 23 Tông Gia Cục Nguồn mê truyện audio com tất cả mọi người cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn nhìn qua trên trận kia lành nhạc thu quyền thiếu niên một quyền chỉ dùng một quyền một chiêu đánh bại đối thủ vừa rồi kia chính tiếng bạo hưởng là khí bạo vang chín lần hắn hắn vậy mà đem thông mạch quyền tu luyện đến viên mãn chi cảnh một người trung niên nam tử chấn kinh nói thông mạch vang chín lần là thông mạch quyền cảnh giới viên mãn mà thông mạch quyền là một môn thượng đẳng quyền thuật không có vào phẩm giai thích hợp nhất thông mạch cảnh giới người tu luyện tu luyện có rất ít người sẽ tiêu tinh lực cùng thời gian đem một môn không ra gì nguyên kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì có thời gian này, không bằng nhiều tích lũy nguyên khí đã thông nguyên mạch, nếu bước vào tử phủ cảnh, liền có thể tu luyện nhập phẩm nguyên kỹ. Thông mạch vang chín lần, một vang điệp gia nhất trọng lực, vang chín lần điệp gia, một quyền nhưng nhiều bộc phát ra mấy thành lực lượng. Bình thường tới nói, một phong hiện tại là nguyên mạch lục trọng, nhiều nhất chỉ có ngàn cân chi lực, bất quá hắn nguyên khí so với bình thường nhân tinh thuần huyết linh mạch càng là rộng lớn, nguyên khí lực bộc phát có thể so với thông mạch cửu trọng. Mà hắn bây giờ một quyền này không sai biệt lắm có thể đánh ra 1800 cân lực lượng, tăng thêm thông mạch quyền điệp gia, một quyền kia lực lượng không sai biệt lắm, một quyền kia lực lượng chỉ sợ tiếp cận 3000 cân, chính là một con trâu, cũng có thể một quyền quanh bạo. Đám người sững sờ nhìn qua nằm trên mặt đất chảy máu đã không bò dậy nổi một lời, nói không ra lời, mà Mục Hải lập tức lấy lại tinh thần nói: "Còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau cứu người?" "A, à, là, là" hai tên mục gia đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi dơ lên xương sườn đứt gãy một lợi. Mà một lợi một đôi mắt gắt gao nhìn qua một phong, một phong cũng nhìn qua hắn, thẳng nhiên nói. Mục lợi đường ca, đa tạ, vừa rồi một quyền kia, có nguyên lực, ngươi nguyên mạch, khụ khụ, không có vỡ. Mục lợi nhìn chầm chầm một phong gào thét hỏi. Không, ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát, bất quá, ai nói nguyên mạch nát không thể khôi phục đâu. Chiếu như lời ngươi nói, ta thế nhưng là tông gia thiếu gia a. À. Một phong đi qua, tại bị nâng lên một lợi bên tai cuối người nói nhỏ cười nói ngữ khí lạnh lùng ta bảo ngươi một tiếng đường ca hy vọng ngươi cũng tự trọng đều là một gia đệ tử không có người nào liền cao quý ngươi ta đều như thế lấn ta có thể nhìn, ngươi lấn huynh đệ của ta ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tự trọng mục phong nói xong đứng thẳng nhìn qua một lợi bị khiêng đi mà một lợi trong nháy mắt giật mình mục phong cho hắn ý tứ đơn giản là hắn nguyên mạch nát bất quá bị gia tộc cho hắn chữa khỏi mục phong phốc phốc một lợi tức dẫn đến phun ra một nguồn máu tươi, hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê. Thật mạnh một quyền, có thể một quyền đánh bại một lợi, chỉ ít cần thông mạch cửu trọng thực lực đi, hắn nguyên mạch không phải nát sao? Vậy tại sao còn có thực lực này? Đáng sợ, thông mạch vang chín lần, lại đem thông mạch quyền loại này nguyên kỹ đều có thể tu luyện viên mãn, có thể sử dụng nguyên kỹ, vậy không phải nói hắn nguyên mạch không có vỡ? Ta hiểu được, nhất định là hắn nguyên mạch nát, thế nhưng là bị gia tộc chữa khỏi, mọi người ngẫm lại, tông tộc thế nhưng là quốc gia đại tộc phong thiếu gia thế nhưng là tông gia thiếu gia, nhất định dùng cái gì trân quý đang dược chữa lành mà người vây xem nhóm cũng là một trận xôn xao. Thiếu gia, xem ra ngươi nguyên mạch vỡ vụn tin tức chỉ là gia tộc thả ra tin tức giả a, à, vì bảo hộ ngươi sao? Mục Trung có chút kích động, thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, phong ca, tốt, hạ giận, phong ca thật là lợi hại, một cùng cùng bạch tử dược treo hò sông về một phong mà vừa rồi đứng lên giúp một lời ồn ào mấy tên thiếu niên, dọa đến rụt cổ một cái, mà một phong ánh mắt vừa vặn nhìn lại, kia mấy tên thiếu niên trong lòng chật lạnh, không dám cùng Mục Phong đối mặt. Mục Phong, ghê tởm, người cái tên này, quả nhiên không phải thật sự phế vật. Mục Thương cũng ở trong đó, nhìn qua Mục Phong cắn răng, mà Mục Lan đôi mắt đẹp cười công thành nguyệt, nhìn qua Mục Phong bóng lưng có hai điểm dị sắc. Mục Hải nhìn qua hướng hắn đi tới cương nghị thiếu niên, con ngươi nhắm lại, phúc bá tại hắn bên tai nói nhỏ. Xem ra phong thiếu năm nguyên mạch vỡ vụn sự tình chỉ sợ là tông gia cố ý thả ra tin tức giả từng. Bây giờ mục gia thế cục không tốt, nếu như là vì ẩn tàng một phong thiên phú bảo hộ, bọn hắn cái này làm cũng có thể lý giải, một hải hiếp mắt thẳng nhiên nói. Ta thế nhưng là nghe nói đo cốt ngày ấy, đo ra phong thiếu năm là gia tộc trăm năm khó gặp linh cốt thiên tài, ta đoán chừng tông gia đã sớm biết hắn linh cốt, cố ý làm ra một cái nguyên mạch vỡ vụn cục để hắn có thể âm thầm trưởng thành, không đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là dạng này, đến phân nhà đoán chừng cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió, phúc bá thấp giọng nói. Ngươi nói rất có thể, nếu thật là dạng này, chúng ta bây giờ nhưng phải hảo hảo bảo vệ cho hắn, tận khả năng cho hắn trợ giúp tương lai hắn nếu là trưởng thành đối với chúng ta chi này phân gia có thể sẽ là một cái cự đại cơ duyên a à, hai người dùng chính là nguyên lực truyền âm ngoại nhân chỉ gặp bờ môi nhúc nhích nghe không được nói cái gì mà mục phong hiện ra thực lực đến xem cũng làm cho bọn hắn tưởng lầm là một thị tông gia cố ý thiết một cái bẫy thả ra tin tức giả bảo hộ thiên tài để âm thầm trưởng thành mà lúc này mục phong cũng đi tới trước mặt hai người ông quyền xin lỗi nói Hải thúc đắc tội ha ha không có việc gì không có việc gì là cái nào tiểu tử tự mình chút lấy cực khổ, ngươi không dạy dỗ hắn, ta cũng muốn giáo huấn hắn, nhỏ Phong a, à, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới thực lực càng là trưởng thành kinh người a, à. không hổ là tông gia thiên tài, Mục Hải cười to, không có một ti bởi vì chính mình nhi tử bị đánh tổn thương lửa giận, ngược lại tán thưởng. Trong câu nói kia, cũng có thăm dò một phong nguyên mạch sự tình dụng ý, một phong nghe được đối phương một ti dụng ý, cười nhạt một tiếng, không có nói nhiều. Xem ra ngươi nguyên mạch vỡ vụn sự tình hoàn toàn đều là ngoại nhân nói bậy nói bạ ta tông gia thiên tài làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc mục hải cười tiếp tục thử dò xét nói không ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát bất quá gia tộc thần thông quảng đại tìm đến đang dược vì ta chữa khỏi mục phong cười nói cũng tròn cái láo hắn nhưng không biết mục hải bọn người suy nghĩ trong lòng về phần khôi phục thực lực sự tình về sau khẳng định không gạt được hôm nay đều không dối gạt được cho nên trực tiếp nói láo giao cho tông gia chủ mạch mục hải cũng không phải bình thường không kiến thức tiểu thanh niên hắn cũng là một mọi người chi chủ càng là ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả cái này có thể lừa hắn tự lành nguyên mạch đang dược chỉ sợ nằm linh quốc đô không có cho nên hắn vẫn là tưởng rằng tông gia đặt ra bẫy bất quá hắn cũng không thể điểm phá cười nói minh bạch hải thúc minh bạch vừa rồi một trận chiến khẳng định đói bụng không chúng ta tiếp tục ha ha mục hải có chút thân mật vỗ mục phong bả vai cùng mục phong cùng đi vào trong sảnh tiếp tục yến hội ngày hôm nay một trận chiến cũng vì mục phong cái này tông gia thiếu gia đánh ra uy phong chí ít không có một lợi ngu như vậy bức còn dám trắng trận đứng ra hướng một phong khiêu khích. Yến hội về sau, phân gia lại vì một phong an bài một tòa đơn độc tỉnh nhã viện lạc, mà một cuồng cùng bạch tử dược an bài cùng ở tại một phong viện lạc bên cạnh một bộ trong sân. Về phần mục trung, cũng liền một mực lưu tại phân gia bảo hộ một phong. Mà một phong cũng sẽ tại nơi này, bắt đầu hắn đường báo thù 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 24 Khai mạch chủng nguyên Nguồn Mê truyện audio com Ban đêm trăng sao ẩn vào mây đen bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, an nam thành ban đêm cũng có thể gọi là đèn đuốc sáng trưng, kia thanh lâu trước cửa, nông giả diễm xóa pháo hoa nữ tử tao thủ lộng tư hoàng gia phủ trạch san sát ở vào an nam thành tây chiếm cứu một mảng lớn thổ địa kia đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh một thiếu niên bao vây lấy băng gạc nằm ở cán cứu thương phía trên vẽ mặt cầu xin trước mặt hắn là một người mặc màu đen cẩm tú trường bào dáng người khôi ngô cao lớn khuôn mặt cùng thiếu niên giống nhau đến mấy phần năm tử trung niên hắn nhìn qua đã gãy một cánh tay thiếu niên sắc mặt khó coi vô cùng cha ngài nhất định phải vì hài nhi báo thù a à, thù này nếu là không báo ta hoàng gia, tại An Nam trong thành còn có gì nơi sống yên ổn, hoàng dịch nhìn qua phụ thân hắn hoàng thái vẽ mặt đưa đám nói. Gây tẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là người phương nào gây nên, cũng dám đem ngươi đã thương thành cái bộ dáng này, hoàng thái, hoàng gia chi chủ, cũng là một ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị cường giả. Tại cái này nho nhỏ An Nam trong thành, có thể có loại tu vi này, ở loại địa phương này đã có thể xưng vương xưng bá. Là một gia, là một gia người, hôm nay không biết từ nơi nào tới cái mục gia tiểu tử, ta trên đường cưỡi ngựa hắn vậy mà trực tiếp đem ta trộn lẫn đến sau đó còn đã thương thủ hạ của ta đem tay của ta cũng chặt là một gia người a hoàng dịch vội vàng gào thét nói hắn không biết một phong bất quá nhận biết cùng một phong cùng nhau một thương một lan bọn hắn cho nên nhận định là người nhà họ mục một gia ghê tởm một gia cùng chúng ta hoàng gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông làm sao lại xuống tay với ngươi hoàng thái nghe vậy con ngươi nhíu lại có chút phức tạp cha khẳng định là người nhà họ mục ngươi trực tiếp dẫn người đi một gia giết tiểu tử kia a hoàng dịch gấp hắn hận không thể cha hắn lập tức xuất thủ đi giết một phong báo cái này tay cục mối thù. Hừ, cha trong lòng hiểu rõ, nếu thật là người nhà họ Mục, ta khẳng định sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích, bất quá không thể tùy tiện đi giết người, Mục gia phía sau dù sao còn có một cái tông gia, đây chính là toàn bộ Nam Linh quốc bên trong đại gia tộc, Hoàng thái hừ lạnh, ngồi tại hắn vị trí này, không để ý tới trí cũng không thành, mặc dù hắn cũng phẫn nộ con trai mình cánh tay bị chặt đứt. Mà muốn tiếp tay cục, Nam Linh quốc bên trong chỉ có Hoàng gia dược sư mới có năng lực này, chỗ của hắn mời được đến nói cách khác, hoàn dịch cánh tay là thật phế đi, đương nhiên, có thể mời cơ quan sư chế tạo một đầu cơ quan cánh tay. Mục gia, ta không phải nghe nói mục tông gia đánh đánh bại, lại đắc tội bắt vương gia, đã nhanh hết à, chúng ta sợ mục gia làm gì, hoàn dịch sững sờ, sau đó khó hiểu nói. Chẳng lẽ bây giờ mục thị tông gia thế cục đã cả nước đều biết? Không phải cái này hoàn dịch một thiếu niên làm sao minh bạch? Hoàng gia bên trong cũng có người tổng quân, đảm nhiệm chức vị, đối trong quân sự tình triều đình sự tình có chỗ biết, hoàng gia mới biết được những thứ này ngươi biết cái gì, chết gầy lạc đà sau so mã đại, coi như một gia sắp xong rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa xong, bọn hắn tông gia muốn diệt chúng ta loại tiểu gia tộc này cũng không khó, bất quá mục thì phân gia chúng ta không cần quá kiên kỵ, chắc hẳn bây giờ tông gia tự thân khó đảm bảo cũng không quản được phân gia sự tình, ngày mai cha sẽ đích thân đi một gia một chuyến, vì ngươi đòi một lời giải thích, chí ít, kia đoạn tay ngươi cánh tay người, ta cũng sẽ không để hắn còn sống, hoàng thái băng. Lãnh nói, đa tạ cha, tiểu tử kia ta là nhất định phải giết. Thù này không báo, ta hoàng dịch thề không làm người. Hoàng dịch nằm tại trên cán cứu thương, đôi mắt bên trong tất cả đều là khắc cốt sát ý. Mà ban đêm, một gia, một phòng trong sân, kia thu cúc tách ra từng sợi mùi thơm. Trong đại sảnh, có ba tên thiếu niên, bạch tử dược đang đứng tại trong sảnh, hắn phía trước đứng đấy một người mặc áo đen, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng thiếu niên. Một phong nhìn qua bạch tử dược, khuôn mặt nghiêm túc, nói. Quyết định xong chưa, thật muốn đạp vào tu luyện con đường này. Qua đủ lưu thoáng đầu đường sinh hoạt, phong ca, ta nghĩ kỹ, ta nhất định phải đi con đường này, Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong kiên định nói. Nếu là chết đâu? Mục Phong lại hỏi. Có chết dứt khoát? Bạch Tử Dược cắn răng nói. Tốt, trung thúc. Mục Phong nói một tiếng, xó xỉn bên trong, một Trung cầm một khối bàn ủi đi tới. Thoát y, một hồi ta sẽ truyền cho ngươi một gia công pháp, ngươi là họ khác người, ấn quy định, nhất định phải in dấu xuống ta một gia gia tộc ấn, như sau này ngươi tiết ra ngoài công pháp, sẽ bị một gia truy sát, Mục Phong nói mà một bên mục trung, trong tay bốc cháy lên một đoàn màu lam nguyên hỏa, đem bàn ủi thiêu đến xích hồng. Bạch tử dược không do dự, trực tiếp cởi áo. Mục trung bàn ủi lập tức in dấu tại bạch tử dược trên cánh tay. Suy. Một đám khói trắng bốc lên, bạch tử dược đau đến cắn răng, thân thể khẽ run, bất quá hắn không có phát ra một điểm thanh âm, ý chí kiên cường. Mục trung buông ra bàn ủi, bạch tử dược trên cánh tay nhiều một cái cổ viết một chữ lạc ấn. In dấu xong tộc ấn, mà mục trung đi tới bạch tử dược trước mặt, một chưởng vỗ tại bạch tử dược đầu lâu bên trong, một cổ màu trắng không có bất kỳ cái gì thuộc tính nguyên lực tràn vào bạch tử dược thể nội. Tưng. Ừ. Bạch tử dược kém chút thoải mái kêu lên tiếng âm, cổ nguyên lực này tràn vào hắn thể nội về sau, bắt đầu hướng một đầu nguyên mạch hội tụ mà đi. Mà một cung gặp một màn này vậy mà che lên lỗ tai. A. À. Sau đó bạch tử dược lại là một tiếng rú thảm, một cổ kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến, để hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Chỉ gặp một trung nguyên lực tràn vào trong cơ thể hắn. Vậy mà bắt đầu giúp hắn đã thông đầu thứ nhất nguyên mạch, kia cưỡng ép mở mạch thống khổ để Bạch Tử dược phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này gọi khai mạch chủng nguyên. Tại đại gia tộc bên trong, sẽ để cho ngưng cương cảnh cấp bậc hoặc là trở lên cường giả mạnh mẽ dùng nguyên lực tại người mới học thể nội đã thông đầu thứ nhất nguyên mạch, lưu lại một tia nguyên lực, lấy cái này nguyên lực làm dẫn, có thể càng nhanh tu luyện ra nguyên khí của mình, sau đó mình đã thông cái khác nguyên mạch. Đương nhiên, lúc này có ngưng cương cảnh cường giả trợ giúp tu luyện đãi ngộ. Nếu là không có quá trình này cũng có thể tự mình tu luyện khai thông thứ nhất nguyên mạch, bất quá sẽ chậm hơn rất nhiều. Về phần cái khác nguyên mạch ngoại nhân liền không cách nào trợ giúp, bởi vì ngoại lực mở mạch chỉ thích dùng đầu thứ nhất nguyên mạch, cái khác nguyên mạch nếu là như vậy sẽ nát mạch. Bạch Tử Dược thể nội, kia thứ nhất nguyên mạch như là ngăn chặn ống nước, bị một cổ màu ngà sữa nguyên lực cưỡng ép đã thông, cổ nguyên lực này đã thông về sau, liền lưu tại Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược trong miệng một ngụm màu đen máu đen phun ra, kia là mở mạch lưu lại máu đen, nguyên mạch bên trong tạp chất Bạch Tử Dược mở mắt, giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể mình có một cổ nóng một chút năng lượng, rất là dễ chịu. Mục Trung chuẩn bị thu tay lại, nhưng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Bạch Tử Dược thể nội lại có một cổ hấp lực, chủ động hấp thụ hắn nguyên lực tiến vào Bạch Tử Dược thể nội. Mục Trung biến sắc, vội vàng rút tay, mà Bạch Tử Dược thứ nhất nguyên mạch bên trong lúc này đã chứa đầy nguyên lực, kia là một trung nguyên lực. Cái này. Mục Trung khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Dược, dọa đến Bạch Tử Dược vội vàng lui lại, mặc quần áo vào, cảnh giác nhìn qua một trung. Gia hỏa này không phải là có Long Dương chuyện tốt coi trọng ta đi, Bạch Tử Dực nhìn qua nhìn hắn chầm chầm một trung, trong lòng một trận ác hàn, Hoa Cúc không có từ trước đến nay siết chặt. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 25. Bay thẳng bát mạch. Nguồn Mê truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi qua đây, Mục Trung đối Bạch Tử dược vẫy tay một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ta cũng không tốt kia một ngụm, Bạch Tử dược hai tay che ngực, lui về sau hai bước. Mục Trung sững sờ, sau đó tự hồ minh bạch cái gì, cười mắng. Mẹ nó, tên tiểu tử thối nhà ngươi nghĩ gì thế? ta để ngươi tới ngươi liền đến bàn tay hắn đối bạch tử dược khẽ hấp một cổ nguyên lực hấp lực bộc phát bạch tử dược thân thể gầy yếu trực tiếp nhào về phía hắn mà mục trung lại một chưởng vỗ tại bạch tử dược đầu lâu bên trên nguyên lực trót vào bạch tử dược thể nội mà một phong cùng một cuồng ở một bên đều là tò mò nhìn đau 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 bạch tử dược kêu đau hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình truyền đến một trận trướng đau nhất như là đã chứa không nổi đồ vật dạ dày lại dùng sức lấp đồ vật mục trung cũng thật sợ làm bị thương bạch tử dược đình chỉ rót vào nguyên lực mà là bắt đầu dẫn đạo kia cổ bị bạch tử dược hấp thu nguyên lực. Mục Trung khiếp sợ phát hiện, bị bạch tử dược thu nạp nhập thể nguyên lực, vậy mà đối bạch tử dược thân thể không có một tia kháng tính. Chờ một chút, chẳng lẽ đây thật là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thể chất? Mục Trung đấy mắt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó hắn điều động bạch tử dược thể nội kia vốn cổ phần nên thuộc về hắn nguyên lực, hội tụ thành một dòng lũ lớn, bắt đầu một cái to gan thí nghiệm. Cổ nguyên lực này, vậy mà hướng bạch tử dược đầu thứ hai nguyên mạch xông vào. À bạch tử dược một tiếng rú thảm thể nội truyền đến một cổ xé rách thống khổ chỉ gặp kia cổ nguyên lực biến thành một cái mũi nhọn đang đã thông bạch tử dược đầu thứ hai nguyên mạch mà đầu thứ hai nguyên mạch vậy mà không có bị cổ này khác nguyên lực gây thương tích trực tiếp bị đã thông trung thúc người đây là không thể hắn sẽ chết Mục phong biến sắc tự hồ biết mục trung muốn làm gì vội vàng quát bảo ngưng lại thiếu gia không có việc gì tiểu tử này đã đã thông đầu thứ hai nguyên mạch mục trung vung tay lên vội vàng ngừng lại đi tới mục phong thứ ba mạch thông một trung quát khẽ một tiếng điều động nguyên lực trực tiếp trùng kích bạch tử dược điều thứ ba nguyên mạch a à, đau nhức a à, lão gia hỏa ngươi làm gì a à, phong ca cứu ta bạch tử dược đau đến sắc mặt nhăn nhó sắc mặt một trận đỏ bừng gân xanh nổi lên phốc phốc trong miệng của hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đen mà một phong cùng một cuồng ở một bên đều có chút tay chân lúng cuốn nhìn qua bạch tử dược trú thảm không ngừng quá nửa đêm cái này tiếng kêu thảm thiết kinh động đến một chút phân gia người tại ngoài viện quan sát là phong thiếu gia trong sân thanh âm sẽ không ra chuyện gì a à, thật là thê thảm tiếng kêu đây là tại làm gì top năm top ba người nhà họ mục tới nghị luận lộn xộn một đội đeo đao hộ vệ gia tộc đi vào ngoài cửa viện nghe tiếng kêu thảm thiết cũng mặc cho không ở hô phong thiếu gia ngài không có sao chứ không có việc gì tu luyện các ngươi không cần phải để ý đến một phong hét lớn đáp lại một tiếng tu luyện tu luyện có thống khổ như vậy sao chẳng lẽ là khai phách tử phủ đám người sững sờ bất quá sau đó hộ vệ gia tộc cũng đem người vây xem đều phân phát. Mà trong sảnh, Bạch Tử Dược đã thành một cái huyết nhân, toàn thân chảy máu, lúc này Mục Trung mới buông hắn ra. Bạch Tử Dược con mắt tối đen, bước chân như nhũng ra, nhìn qua Mục Trung mắng một câu. Ta thao đại gia ngươi. Sau đó hư nhược đến xuống dưới, mà Mục Phong vội vàng ông lấy ở một tiếng là máu Bạch Tử Dược, nhìn hầm hầm Mục Trung. Trung thúc, ngươi đến cùng đã làm gì? Mục Trung lau một cái mồ hôi, cũng đặt mông ngồi trên ghế, nói thiếu gia chớ hoảng sợ, tiểu tử này có lẽ thật sự là một loại không tầm thường thiên phú thể chất, vừa rồi ta dùng nguyên lực cưỡng ép cho hắn đã thông bảy đầu nguyên mạch, ta nguyên lực, đối với hắn nguyên mạch vậy mà không có tổn thương, cái gì? Ngươi dùng ngươi nguyên lực cho hắn đã thông sơ mạch bên ngoài cái khác nguyên mạch, vậy mà không có tổn thương. Một phong cùng một cuồng đều kinh hãi, tu luyện giới có cái chung nhận thức, chính là ngoại trừ sơ mạch, cũng chính là thứ nhất nguyên mạch, cái khác nguyên mạch đều chỉ có thể tự mình đã thông, bởi vì chỉ có nguyên khí của mình nguyên lực mới sẽ không làm bị thương mình nguyên mạch đúng vậy ta phát hiện tiểu tử này vậy mà đối những người khác nguyên lực có một loại cơ hội đồng hóa bao dung tính ta nguyên lực ở trong cơ thể hắn không có bài xích cho nên ta liền lớn mật thử một lần kết quả thật đúng là thành công hắn hiện tại chỉ cần mình tu luyện ra nguyên khí của mình chính là một thông mạch bác trọng người tu luyện bất quá hắn thể chất quá yếu ta không dám cho hắn đã thông một đầu cuối cùng sợ hắn sẽ hư thoát mà chết mục trung giải thích nói mà một phong cùng một cuồng liếc nhau nhìn qua bạch tử dược đều cảm thấy có chút khó tin lúc đầu cho là mình có thể thu nạp huyết khí tu luyện đã đủ không thể tưởng tượng nổi, lại còn có bạch tử dược loại này có thể trực tiếp mượn nhờ người khác nguyên lực mở mạch thể chất. Tốt, ta phải thu hồi trong cơ thể hắn ta lưu lại cái khác nguyên lực, không phải sợ ra loạn gì, dù sao nguyên lực không nên là các ngươi có thể tiếp nhận năng lượng, mục trung nói xong, tay đập vào bạch tử dược đầu lâu, ngoại trừ thứ nhất nguyên mạch bên trong lưu lại một tiêu nguyên lực khi khí loại, cái khác nguyên lực đều bị hắn thu hồi. Mà ngưng cương cảnh phía dưới người tu luyện, tu luyện ra đều là nguyên khí, khác biệt nguyên lực nguyên lực tụ mà không tiêu tan, tu vi cường hãng người có thể giết người ngoài ngàn mét. Mà nguyên khí cũng chỉ có thể tại tu luyện người thể nội cường hóa nhục thể công kích, ngoại phóng cũng nhiều nhất bất quá xa ba trượng liền sẽ tán loạn. Mà nguyên lực sở dĩ hình thành là bởi vì ngưng cương cảnh người tu luyện dung hợp một loại kỳ lạ năng lượng, tên là cương khí. Mà cương khí có thật nhiều loại, đủ loại khác biệt, về sau chúng ta lại giới thiệu. Tử dược cái này, thông mạch bác trọng rồi. Một phong cùng một cùng nghe vậy khóe miệng đều có chút run rẩy mẹ nó, cái này mẹ nó gọi tu luyện sao, cái này gọi một bước lên trời. Thiếu gia, hắn sau khi tỉnh lại tốt nhất cho hắn cho ăn một chút thuốc bổ, bất quá không thể quá bổ, không phải hắn thân thể chịu không được, còn có kẻ này thể chất phi phàm, thiên phú tu luyện không nhất định so thiếu gia linh cốt chênh lệch, nếu là bồi dưỡng tốt, hắn tương lai nhất định sẽ là thiếu gia đắc lực cánh tay, một trung nói, một phong nhẹ gật đầu. Tử dược lợi hại như vậy, xem ra ta cũng phải cố gắng, không phải về sau bị tiểu tử này vượt qua hắn khẳng định sẽ châm biếm ta, một cùng nghe vậy trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Mục Trung sau đó lui ra, mà Mục Phong ông Bạch Tử Dược đến hắn trong phòng khách nằm ngủ. Ngày thứ hai, Mục Phong để cho người cho Bạch Tử Dược nấu luyện chút thuốc bổ đồ ăn, chậm rãi khôi phục thể chất. Cũng là một ngày này, một người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy áo thanh tú thiếu nữ, tới Mục Phong phủ thượng, chính là Mục Lan. Mà Mục Lan là bị Mục Hải phái tới hầu hạ Mục Phong, Mục Lan bản thân dung nhan coi là tiểu gia bích ngọc, tư thái thước tha, tại phân gia cũng là có chút danh tiếng thiên tài thiếu nữ, bây giờ cũng là thông mạch bát trọng tu vi được phái tới làm nha hoàng chiếu cố Mục Phong, có thể thấy được một hải tâm tư đã bắt đầu đang lấy lòng một phong mà một lan đâu vậy mà không có kháng cự vui vẻ tiếp nhận đi tới một phong phủ thượng làm nha hoàng một phong vốn đang từ chối phong thiếu gia chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chán ghét tiểu lan sao một lan nhìn qua một phong hốc mắt ửng đỏ lộ ra sở sở động lòng người không phải tiểu lan ta ai ta đem các ngươi cũng làm bằng hữu không phải hạ nhân mà lại ta một người sẽ chiếu cố mình chỗ nào cần gì nha hoàng mà lại cũng chậm trễ ngươi tu luyện không phải hư ta nhìn ngươi chính là chán ghét người ta, không thích người ta mới nói những thứ này. Nói, thiếu nữ nước mắt đều nhanh chảy xuống, một phong là lúng cuốn tay chân, không nhìn được nhất nữ hài tử khóc, đành phải bất đắc dĩ nói. Tốt à, ngươi muốn lưu lại liền theo ngươi đi, ta không cần ngươi làm gì tạp vật sống, hảo hảo tu luyện là được rồi, Mục lan nghe vậy lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, rất là đẹp mắt. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 26 Người dám xử trí Nguồn Mê truyện audio com Một gia ngoài cửa, một đám nhân mã khí thế hung hăng hướng mục gia đi tới, hết thảy hơn 10 người, một người mặc áo bào đen, có hai điểm uy nghiêm khí chất trung niên nhân đi tại phía trước, sau lưng một đám người còn dơ lên một trương cán cứu thương, trên cán cứu thương là một cục một tay thiếu niên mặc áo vàng. đám người này vừa đến một gia ngoài cửa, một gia mấy tên hộ vệ lập tức ngăn lại, một người trong đó liền vội vàng hành lễ cười nói: Hoàng gia chủ, không biết ngài đây là? Hừ, tránh ra cho ta, đi gọi Mục Hải đi ra cho ta. Hoàng Thái Hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được hộ vệ này, tay ném một cái, trực tiếp ném bay cách xa mấy mét, xông vào một gia bên trong. những hộ vệ khác thấy thế vội vàng kinh hoảng chạy vào một gia, không dám ngăn cản. Không bao lâu, Mục Hải cũng dẫn một đám người từ một gia bên trong đi ra, chạm mặt Hoàng Thái bọn người. Ha ha, quý khách Lâm Môn, quý khách Lâm Môn à, nguyên lai là hoàng gia chủ, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới, à, hoàng công tử đây là. Mục Hải mang theo Phúc Bá bọn người tới cười nghênh, mà Phúc Bá thấy một lần Hoàng Dịch biến sắc, lập tức biết đối phương tới làm gì, lập tức vội vàng bờ môi nhúc nhích, đối Mục Hải nguyên lực truyền âm. Gia chủ, tiểu tử này hôm qua trên đường chọc phong thiếu gia, là bị phong thiếu gia đã thương, hôm qua sự tình quá nhiều ta đều quên nói cho ngài, mục hải nghe vậy sắc mặt biến hóa. ngươi làm sao không nói sớm? sau đó sắc mặt hắn không lộ gì sắc, đến gần cười nói, ngươi tới là khách, hoàng gia chủ, mời đến phòng khách nói chuyện thư. hoàng thái hừ lạnh một tiếng, sau đó mang người, cùng mục hải cùng đi một gia đãi khách đại sảnh. trong phòng khách, chủ khách ngồi xuống, mục hải đang ngồi phía trên, hoàng thái trái phía dưới vị thứ nhất, sau đó chính là cái khác người hoàng gia, người nhà họ mục ngồi đối diện đối diện ba tên mỹ mạo thì nữ vội vàng từ khách đến chủ theo thứ tự dân lên nước trà. Hoàng gia chủ mời dùng trà, Mục Hải cười nói. Hoàng thái nhấp một ngụm trà, buông xuống chén trà về sau đạm mạc nói. Mục huynh, ngươi có biết hôm nay ta tới tìm ngươi chuyện gì? Cái này Mục mổ liền không biết, Mục Hải mặt không đổi sắc nói. Hừ, ngay tại hôm qua, chúng ta hai nhà phát sinh một kiện chuyện tình không vui, còn của ta hoàng dịch cùng mấy tên hộ vệ gia tộc bị các ngươi người nhà họ Mục chặt đứt cánh tay, việc này ngươi không biết. Hoàng thái hừ lạnh nói, thần sắc lạnh lẽo cái gì, còn có loại sự tình này. Ta làm sao không biết, Hoàng Huynh, ngươi nhìn chúng ta hai nhà luôn luôn quan hệ không tệ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có phải hay không là những người khác vu oan hãm hại, Mục Hải nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói, cái này trình diễn chính là tận xương ba phần. Vu oan, cái gì vu oan, hôm đó lão gia hỏa này cũng ở tại chỗ, hắn nhưng là nhìn thấy, những người kia đi theo hắn cùng một chỗ, không phải là các ngươi người nhà họ Mục còn có ai. Hoàng dịch đây là nổi giận, ngón tay phúc bá phẫn nộ quát phúc bá nghe vậy ánh mắt nhíu lại thanh âm lạnh buốt nói hoàng thiếu gia lão phu nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối lão gia hỏa này là ngươi có thể gọi đang khi nói chuyện phúc bá trên thân cũng là tản ra một cổ cường đại khí thế hắn một bên trên bàn nước trà đều là không ngừng run run cổ khí thế này ép tới hoàng dịch nói không ra lời sắc mặt trắng bệch phúc bá thân là phân gia đại quản sự nhưng cũng là một ngưng cương cảnh cao thủ chỗ nào cho phép hoàng dịch dạng này tiểu tử vũ nhục Dịch Nhi, không được vô lễ, Hoàng Thái cũng tản ra một cổ khí thế ngăn cản phúc bá khí thế, để Hoàng Dịch lúc này mới dễ chịu một chút. Khí thế, người tu luyện khí thế là thể nội năng lượng vận chuyển lúc tán phát năng lượng ba động hình thành một loại năng lượng khí tràn, tu vi càng cao, khí thế tự nhiên càng mạnh, quá mức khí thế cường đại thậm chí có thể trực tiếp đánh giết tu vi yếu người. Hoàng Thái nhìn phía Mục Hải, lạnh lẽo nói: Ta cũng không cùng Mục Huynh tha loan tử, giao ra đã thương người hung thủ từ ta xử trí, chúng ta hai nhà coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra người sống đều là một hơi người tu luyện võ giả càng quan tâm tôn nghiêm hắn mặc dù không đến mức bởi vì chuyện này cùng một gia tử đấu bất quá mặt mũi là thế nào đều muốn tìm trở về người giao cho hoàng thái tự nhiên là có chết vô sinh mục hải lại là đôi mắt nhíu lại nói hoàng gia chủ cái này chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi a có ý tứ gì mục huynh muốn giấu hung hay sao hoàng thái nghe vậy lộ ra một tia lửa giận thanh âm cũng càng thêm băng lãnh không phải ta giấu hung mà là không thể cho, mà Hoàng Huynh cũng không thể xử trí, hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì chúng ta hai nhà, đều muốn xong đời, Mục Hải nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Có ý tứ gì, Hoàng Thái nghe vậy nhướng mày. Mục Thất, đi đem phong thiếu gia mời đến, Mục Hải không nói gì, ngược lại đối một bên một người nhà họ Mục nháy mắt ra dấu nói. Khi người nhà họ Mục hiểu ý, lập tức đi mời người, mà trong sảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, mà Hoàng Thái, còn tại suy nghĩ vừa rồi Mục Hải câu nói kia. Không lâu sau đó, một người mặc màu đen cẩm bào, khí vũ hiên ngang thiếu niên lang mang theo một tráng niên nam tử khôi ngô thông dong đi vào trong sảnh. Thiếu niên này mặc dù mới 14-15 tuổi bộ dáng, thế nhưng là trong lúc hành tẩu, có một cổ quân nhân thiết huyết chi khí. Thiếu niên này tiến sảnh, người nhà họ mục đều là đứng dậy, ông quyền thi lễ. Phong thiếu gia. Ha ha, các vị tộc thúc miễn lễ, hải thúc, không biết tìm ta chuyện gì. Một phong đối đám người ông quyền hoàng lễ, cũng nhìn thấy hoàng dịch. Cha, chính là hắn cùng hắn, chính là hai người bọn họ làm chuyện tốt chính là tiểu súc sinh này chém cánh tay của ta mục phong vừa đến kia hoàng dịch thế nhưng là cắn răng miếng lợi ngồi ở hoàng thái bên cạnh nói nhìn qua mục phong con ngươi đều nhanh phun ra lửa mà hoàng thái lộ ra một tia kinh nghi vừa rồi ngoại trừ mục hải mục gia cao tầng thế nhưng là đều đối thiếu niên này đứng dậy hành lễ bình thường người nhà họ một nơi nào sẽ có loại đãi ngộ này a à, là ngươi cánh tay không có tốt lại tới nghĩ lấy khổ ăn mục phong nhìn qua thiếu niên lộ ra một tia trêu tức một đôi mắt nhìn chầm chầm hoàng dịch trong lòng có chút run rẩy, không khỏi nhớ tới hôm qua hắn chặt cánh tay mình lúc tàn nhẫn, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Tiểu Phong, vị này là hoàng gia thiếu gia hoàng dịch, hắn nói cánh tay của hắn bị ngươi mà chém, chuyện gì xảy ra? Mục Hải không có lộ ra cái gì trách cứ chi ý, rất bình thường mà hỏi. Không có gì, hôm qua tới lúc cùng vị này hoàng thiếu gia phát sinh một chút không thoải mái, kết quả hắn trực tiếp gọi hắn thủ hạ giết ta, bị ta chặt một cái tay xem như giáo huấn. Mục Phong cũng bình thản nói, rất không có coi ra gì ha ha, thật can đảm, thiếu niên lang, chặt lão phu nhi tự cánh tay còn như thế phách lối, các ngươi mục gia, bây giờ đều như thế cùng không thành. Hoàng thái khí cười, bóp chặt lấy chén trà, đứng dậy cười giận dữ, một cổ cường đại khí thế hướng mục phong ép đi. Mục phong chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhất trọng, không khí đều có chút ngưng kết, hô hấp đều không trôi chảy. Mà mục trung lúc này ngăn tại mục phong phía trước, tản ra không kém khí thế ngăn cản, mục phong lúc này mới dễ chịu. Mà mục phong bình tĩnh nhìn qua hoàng thái nói, Ta trảm tay hắn là nhẹ, như tại Vương đô, mệnh của hắn cũng bị mất. Hoàng gia chủ, ta khuyên ngươi chớ sai lầm. Hoàng Thái nghe nói Vương đô hai chữ, lập tức sầm mặt lại, nói: Ngươi là một gia Tông gia người. Hoàng gia chủ, vị này chính là ta Tông gia thiếu gia, Mục Thiên tướng quân Chi Tử Mục Phong, ta giao cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Mục Hải cười hỏi: Cái gì, hắn, hắn chính là Mục Thiên tướng quân Nhi Tử Mục Phong? Hoàng Thái cùng cái khác người Hoàng gia nghe vậy sắc mặt đại biến mà Hoàng Thái cũng liền vội vàng đứng dậy, ông quyền lộ ra một tia cung kính nói. Nguyên Lai là một phong thiếu gia, vừa rồi Hoàng Thái thật thất lễ, mời chớ trách, chớ trách cha, ngươi. Mà Hoàng Dịch gặp một màn này là triệt để mộng bức. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nền bất hủ truyền kỳ. Chương 27 Chuẩn bị khổ tu Nguồn Mê truyện audio com Ngậm miệng Hoàng dịch muốn nói cái gì, cũng là bị cha hắn hoàng thái quát lạnh một tiếng đánh gãy, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Mục thiên là ai? Chỉ sợ toàn bộ năm linh quốc không biết thật không nhiều. Đã từng là nguyên đăng cảnh đại thiên vị cường giả, Tại Nam Linh quốc bên trong đều là nổi danh cường giả, tay cầm binh quyền, bây giờ Mục Thiên mặc dù vẫn là chiến tử sa trường, uy danh của hắn vẫn còn ở đó. Gia tộc của hắn vẫn còn, vẫn là hoàng gia không chọc nổi đại gia tộc. Mục Phong là Mục Thiên thân tử, Mục gia dòng chính, thân phận địa vị đồng dạng là hắn hiện tại không thể đắc tội, cho dù là bây giờ Mục gia tại Nam Linh quốc bên trong đi vào thung lũng, thế nhưng là chết gầy lạc đà sau mã đại. Hắn nếu dám đối Mục Phong thế nào, Mục tông gia phái tới một nguyên đan cảnh trưởng lão cũng có thể diệt bọn hắn hoàng gia mà cái khác người hoàng gia cũng liền vội vàng đi theo hoàng thái hành lễ trong lúc nhất thời người hoàng gia trở nên lúng túng mà một phong nhìn qua một màn này trong lòng cũng không có cái gì đắc ý đối phương kính úy là thế lực sau lưng hắn không phải hắn không có cái gì tốt ý nếu có một ngày người khác nghe được tên của hắn có thế cung kính như thế mà không phải để ý thế lực sau lưng hắn đây mới là thật uy phong phong thiếu gia vừa rồi thật sự là có nhiều đắc tội khuyển tử không biết phong thiếu gia thân phận có đắc tội chỗ mời phong thiếu gia dơ cao đánh khẽ hoàng thái rất là cung kính nói thôi, hắn cũng đã nhận được hắn hẳn là có giáo huấn, việc này ta cũng không muốn truy cứu, hải thúc. Nếu không có chuyện khác tiểu phong liền cáo lui, một phong phất phất tay, sau đó đối Mục hải ông quyền thi lễ, mang theo một trung rời đi. Cung tiễn thiếu gia, người nhà họ một đứng dậy hành lễ đưa tiễn, mà hoàng thái mấy người cũng đưa mắt nhìn một phong rời đi. Nghe đồn một phong nguyên mạch tử phủ vỡ vụn, tu vi mất hết, bây giờ tới cái này nho nhỏ an nam trong thành, Mục gia, có chủ ý gì đâu, hoàng thái trong con ngươi tin mang lưu chuyển, trong lòng thầm nghĩ. Làm sao có thể, tiểu súc sinh này lại là một thị tông gia thiếu gia, ngay cả cha đều như thế kính sợ hắn, vậy ta thù. Không được, việc này tuyệt không thể tính như vậy, hoàng dịch gặp một phong rời đi bóng lưng, còn nhiều có không cam lòng, trong mắt vẻ oán độc không giảm. Mục huynh, vậy hôm nay sự tình chúng ta có nhiều quấy rầy, cáo từ hoàng thái cũng không tiện lưu tại mục gia, lập tức đối mục hải ông quyền thi lễ, liền muốn rời khỏi. Không đưa, mục hải bưng trà nâng lên, hạ lệnh trục khách. Mà người hoàng gia, cũng đầy bụi đất dơ lên hoàng dịch rời đi mục gia hoàng thái bọn người sau khi đi, Mục Hải hiếp mắt nói. Phúc bá, phái người nhìn chầm chầm hoàng gia, không thể để cho người hoàng gia đem phong thiếu gia tại An Nam trong gia tộc sự tình truyền đến vương đô, cái này hoàng gia, cũng không phải cái gì đàn hoàng chủ, hoàng thái đại nhi tử, ta nhớ được là tại vương đô người hầu A, minh bạch. Phúc bá nhẹ gật đầu, tông gia đưa một phong đến chính là vì tránh đầu sóng ngọn gió, tự nhiên không thể đem tin tức truyền đi, điểm ấy mà nói, vị này phân gia chi chủ cân nhắc hay là vô cùng chu đáo. Cha, ta không cam tâm, chẳng lẽ lúc này cứ tính như vậy? ra một gia, hoàng dịch không cam lòng hỏi. hư, được rồi, tự nhiên không có khả năng tính như vậy, một phong vậy mà tới An Nam, việc này nếu để cho Bắc Vương gia biết, chỉ sợ hắn sẽ có hứng thú, ca của ngươi tại Bắc Vương gia thủ hạ người hầu, ta thế nhưng là biết một chút Bắc Vương gia cùng một gia ẩn tình, tối nay ta liền phái người đi liên hệ ca của ngươi, hoàng thái hư lạnh nói, một phong đến, tự hồ để hắn thấy được một tia cơ hội. Mà bọn hắn lại là không biết, có hai thân ảnh, vẫn đứng tại một gia trên nhà cao tầng, nhìn qua bọn hắn đám người này rời đi. Ban đêm giờ tí, An Nam Thành trên đường phố, một thất khoái mã từ Hoàng gia Đại Môn chạy về phía cửa thành. Hắc ám bên trong, một bóng người nhìn qua khoái mã rời đi, cũng đi theo mà đi. Tên này Hoàng gia đệ tử đang cưỡi trên khoái mã phi nước đại ra khỏi thành tại trên quan đạo vừa phi nhanh ra cách xa năm, sáu dặm. 3. Trên đường đột nhiên dắt một cây thừng gạt ngựa, cái này khoái mã một tiếng tê tên ngã nhào trên đất. A. À. Khi Hoàng gia đệ tử cũng xử trí không kịp đề phòng từ trên ngựa ngã xuống, trong nháy mắt liền có hai đạo nhân ảnh từ hai bên đường xông ra, một người trong đó trực tiếp một cước dẫm tại cái này hoàng gia đệ tử trên thân, để không thể động đậy. Các ngươi là ai? Cái này hoàng gia đệ tử quá sợ hãi, kinh quát hỏi. Ngầm miệng, không phải lập tức giết ngươi, dẫm lên hắn nam tử quát lạnh nói, dẫm tại đối phương trên lòng ngực trên chân lực lượng để người này không thể động đậy. soát người, bên cạnh một người khác vội vàng tại cái này nhân thân bên trên tìm kiếm, rất nhanh từ tay áo bên trong trong túi tìm ra một phong thư giao cho nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô xé mở xem xét nội dung, lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Thiếu gia hòa gia chủ quả nhiên không có đoán sai, hắn thu hồi thư này, sau đó lạnh lẽo nhìn phía dưới chân nam tử, cười lạnh nói. Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người a, à, người chính là hoàng gia, cái thứ nhất chôn cùng người, chờ một chút, người muốn làm. Hắn nói còn chưa dứt lời, cái này nam tử khôi ngô hơi nhúng chân giảm mạnh, nam tử này cổ răng rắc một tiếng bị một cước đạp gãy, miệng phun máu tươi mà chết. Đại nhân, thi thể này xử lý như thế nào? Một người khác hỏi. Trực tiếp chôn, việc này không thể lộ ra ra ngoài, rõ. Hai người này sau đó cũng biến mất tại trong màn đêm. Hai ngày về sau An Nam thành Tây bên ngoài, kia ruộng lúa mạch trung kim sắc lúa mì triểu nặng một mảng lớn, xa đứng đầu tường, kia như là hải dương kim hoàng sắc sẽ để cho ngươi có một loại trời cao đất xa đã thị cảm. Mùa thu, mặt trời diễm mà không kêu, cơn gió nhu mà không nóng nảy, nhất là khéo hiểu lòng người một cái mùa. Bốn con tuấn mã phi nhanh tại kia ruộng lúa mạch ở giữa con đường bên trên, là ba tên thiếu niên cùng một thiếu nữ bốn người này chính là một phong, một cuồng, bạch tử dược cùng một lan. Ha ha, tử dược, tiểu tử ngươi thật đúng là yêu nghiệt, vậy mà trực tiếp trở thành thông mạch bác trọng người tu luyện, một cuồng có chút hâm mộ nói. Hắc hắc, ai kêu tiểu gia ta thể chất bất phàm, hâm mộ đi, ngươi chờ, qua một hồi ta liền có thể siêu việt ngươi, bạch tử dược đắc ý cười nói. Hừ, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, ta cần phải mở tử phủ, đến lúc đó ta coi như có thể trở thành chân chính người tu luyện, ha ha. Hai người các ngươi một ngày thật sự là không nhau nhau không thoải mái, tử dược, Ngươi mặc dù nguyên mạch đã thông, bất quá nhưng không có tu luyện ra nguyên khí, không có nguyên khí người tu luyện nhưng không có thực lực. Ta dạy cho ngươi công pháp ngươi đến cần luyện, nhanh chóng đem bát mạch nguyên khí tràn đầy. Mình đã thông thứ chín mạch. Mục Phong cười nói. Hắc Hắc, Phong Ca, ta đã biết. Bạch Tử Dược cười gãi đầu một cái, hắn cũng liền nghe Mục Phong. Phong thiếu gia, lần này chúng ta cổng gia tộc đi An Nam lĩnh có thể hay không không tốt lắm a. À? Chỗ nào thế nhưng là có mang thú, thậm chí hung thú yêu thú tồn tại đâu. một Lan có chút lo lắng nói ai ta nói Mục Lan, chúng ta không cho ngươi tới đi ngươi lại muốn tới, tới không sợ, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, một cuồng vỗ bộ ngực, rất nam nhi khí khái cười nói. Tại An Nam thành Tây cách xa 300 dặm chỗ, có một mảnh kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, tên An Nam lĩnh, lĩnh trúng độc trùng mang thú rất nhiều, thậm chí còn có hung thú cùng yêu thú tồn tại, có chút hung hiểm. Mà Mục Phong, dự định đi An Nam lĩnh bên trong khổ tu, một cùng bạch tử dược nhất định phải đi cùng, cuối cùng ngay cả Mục Lan cũng nháo muốn cùng đi, lúc này mới có lần này xuất hành chương 28 Truyền thụ công pháp Nguồn Mê truyện audio com Hơn 300 dặm, nói xa thì không xa, khoái mã phi nhanh hơn một canh giờ, kia ruộng lúa mạch dần dần thưa thớt, bắt đầu có dãy núi, rã trích núi xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Lan, mặt trước cái kia chính là An Nam lĩnh đi. Mục Phong nhìn qua kéo dài dãy núi hỏi. Ừm, Phong thiếu gia, chúng ta không thể quá thâm nhập, nghe nói bên trong có hung thú yêu tộc ẩn hiện đâu, quá thâm nhập sẽ gặp phải nguy hiểm, Mục Lan nói, ngao ô ngay tại một lan giọng đều cứng rắn nói xong một tiếng kéo dài tiếng sói tru từ đằng xa trong dãy núi truyền đến tựa hồ tại đáp lại một lan nói lời một phong nhướng mày gặp mặt trời đã xuống núi nhân tiện nói tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi ngày mai chúng ta tại lên núi mấy người tự nhiên đều là nghe một phong bất quá đúng lúc này xa như vậy chỗ sơn lâm trong đường nhỏ một bóng người lại là lung la lung lay từ trong rừng chạy ra ngã ở cách đó không xa phong ca, có người, một cuồng mắt sắc nhìn thấy, xuống ngựa chạy hướng về phía người kia, một phong mấy người cũng đi theo. Chỉ gặp một người mặc da thú giáp ngực dáng người khôi ngô bẩn thiểu nam tử bò tới trên mặt đất không nhúc nhích, trên thân còn có vết máu, tự hồ là bị trọng thương. Một phong vội vàng đỡ người này trong ngực, chỉ gặp người này trên lòng ngực có xé rách vết cào, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, tự hồ tao ngộ mảnh thú to lớn tập kích, một phong sờ cổ đối phương còn có mạch đập nhảy lên. Còn sống, một cuồng, mang nước lại cho phong ca. Một cuồng lấy ra nước, một phong cho nam tử này trút xuống nam tử này uống nước xong ho khan vài tiếng mới từ ung dung tỉnh lại lộ ra vẻ cảnh giác vừa thấy là mấy tên nhân loại thiếu niên có chút nhẹ nhàng thở ra khụ khụ đa tạ mấy vị tiểu huynh đệ ta gọi vương sinh đa tạ mấy vị huynh đệ cứu giúp người này hơn 20 tuổi từ một phong trong ngực ngồi dưới đất đối một phong bọn người ông quyền nói không cần khách khí vương sinh lão ca ngươi làm sao chật vật như vậy một phong hỏi bất quá trong lòng hắn lại là tại cảnh giác nam tử này không phải người bình thường thể nội có nguyên khí lưu động, là người tu luyện, tu vi gì một phong cũng không dám xác định. Ai, ta là tên thải dược khách, cùng đồng bạn lên núi hái thuốc, kết quả gặp một đầu huyết mau hổ, hai ta tên đồng bạn đều bị súc sinh kia ăn, liền ta liều mạng trốn thoát, vương sinh thở dài nói. Thải dược khách, ăn nam lĩnh bên trong tài nguyên đa dạng hóa, không thiếu một chút trân quý thảo dược, thậm chí linh dược, một cốc trân quý thảo dược có giá trị không nhỏ, hơn ngàn kim tệ đều có, linh dược kia càng là vô cùng trân quý, đạt được một cốc trân quý linh dược bán tiền liền đủ người bình thường an ổn hết cuộc đời. Mà thải dược khách chính là chuyên môn lên núi hái thuốc, phần lớn thực lực không mạnh. Có một ít thực lực mạnh người ông thành đoàn, hợp thành đội ngũ dòng binh đoàn, lên núi hái thuốc, săn giết hung thú, giúp người áp tiêu vận tiêu. Huyết mau hổ. Đây chính là hung thú A, một phong nghe vậy có chút kinh ngạc, hung thú bên trong nhỏ yếu nhất gọi mang thú, mang thú chỉ có một thân khí lực, là phổ thông thú loại, không có nguyên khí. Tu luyện ra nguyên lực gọi hung thú, hung, tên như ý nghĩa hung ác hung hiểm ý tứ hung thú thực lực cường đại yếu có tử phủ cảnh tu vi mạnh có bàn sơn đảo hải lực lượng còn có một loại gọi yêu thú yêu thú cùng hung thú thoạt nhìn không có khác nhau khác biệt duy nhất chính là yêu thú có thể biến thành nhân loại bộ dáng cho nên mới có cái yêu chữ bọn hắn cũng gọi yêu tộc bất quá nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa quan hệ một mực không tốt còn không phải sao súc sinh kia hẳn là đầu tử phủ hung thú chúng ta mấy cái thực lực cũng liền tại thông mạch cảnh gặp phải súc sinh kia chỉ có chạy trối chết phần ta là trốn ra được, đáng tiếc ta hai người đồng bạn là tán thân miệng cọc, vương sinh lộ ra một tia bi thương, lại uống liền mấy ngụm nước. Ai, lão ca nén bi thương, một phong vỗ vỗ đối phương bả vai, cầm một cái bánh thịt cho đối phương, vương sinh ăn như hổ đói ăn, khôi phục chút khí lực. Vương sinh đối một phong nói, ta nhìn mấy vị tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, đều là tu luyện gia tộc đệ tử đi, các ngươi nếu là muốn vào sơn tôi luyện, tốt nhất đừng xâm nhập 30 dặm, ngoài núi 30 dặm không có cái gì hung thú. Quá thâm nhập liền có hung thú hoạt động, đa tạ mấy vị, ta liền cáo từ vương sinh đứng người lên đối một phong bọn người liền ông quyền sau đó lung la lung lay đi một phong bọn người đưa mắt nhìn nam tử rời đi một lan hơi sợ thiếu gia chúng ta còn muốn lên núi sao đúng vậy a à, phong ca thực lực của chúng ta hiện tại như gặp phải hung thú chỉ sợ không phải đối thủ a à, một cuồng cũng có chút lo lắng ta là phải vào sơn tu luyện dạng này tiểu lan tử dược hai người các ngươi nếu không đi về trước đi tử dược ngươi không có năng lực thực chiến nguyên khí đều không có tu luyện mạo xương mạch lên núi hoàn toàn chính xác nguy hiểm ta cùng một Cùng lưu lại tu luyện một phong cao mày nói hắn vốn là không quá đồng ý bạch tử dược cùng một lan tới không phong ca ta phải bồi ngươi vạn nhất gặp nguy hiểm chúng ta cùng chết bạch tử dược kiên định nói ngươi không đi ta cũng không đi một lan cũng tỏ thái độ một phong có chút bất đắc dĩ cười mắng chết ngươi mùi a à, ta cũng không phải đến tìm cái chết chỉ là các ngươi thực lực hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp tới đây vạn nhất gặp phải nguy hiểm sẽ là ta cùng một Cùng liên lụy sẽ hại chết chúng ta hiểu chưa nghe lời về trước đi chờ các ngươi tu luyện tới thông mạch cửu trọng, về sau ta tại mang các ngươi đến, hai người nghe khẽ đảo khuyên cũng chỉ đành rời đi, liền chỉ còn lại có một phong cùng một cuồng. Hai người tại lên núi bên đường tảng đá lớn đóng ngồi xuống, nhặt được cái này củi, xin đóng đóng lửa, một phong nhìn qua một cuồng nghiêm túc nói. Tiểu cuồng, hai chúng ta chỉ có thời gian hai năm, trong hai năm này muốn siêu việt trong học viện cùng thời kỳ sinh, chúng ta chỉ có nỗ lực càng nhiều cố gắng ngươi hiểu không, phong ca, ta minh bạch, một cuồng nhẹ gật đầu, một phong có chút do dự, sau đó nói, ta truyền cho ngươi một đoạn tu luyện khẩu quyết cùng đường lối vận công, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, không phải sẽ chọc cho kiếp sau mệnh nguy hiểm ngươi biết không? Mục Phong định đem tu la trải qua bên trong ngưng cương cảnh trước hóa huyết vì khí phương pháp tu luyện truyền cho Mục cuồng Tu luyện công pháp sao? Mục Cung sững sờ. Từng ngươi nhắm mắt, trước nhớ kỹ ta tại trong cơ thể ngươi vận khí tuyến đường, Mục Phong gật đầu, bàn tay giáng tại Mục Cung phía sau, nguyên khí trong cơ thể tràn vào một tia tiến vào Mục Cung phía sau, dựa theo tu la trải qua trước mặt đường lối vận công du tẩu. Mục Phong tại một cuồng thể nội du tẩu mấy lần, sau đó mới đưa khẩu quyết lại truyền cho một cuồng. Phong ca, đây là công pháp gì, làm sao cùng gia tộc thiết huyết lòng song quyết không giống? Cảm giác thật phức tạp, Mục cuồng hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, công pháp gì, ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi cùng ta lên núi liền biết. Mục Phong cười thần bí, sau đó hai người cũng trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ này, Mục Phong tiến vào trong tu luyện, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh nguyên mạch bên trong nguyên khí, mà một cuồng lưng tự tảng đá nằm ngáy o o ngày thứ hai sáng sớm thứ nhất xóa hào quang rơi tại trên sườn núi hạt sương lấp lóe nắng sớm ăn nằm lĩnh núi non ngàn chồng cổ một thương giòn đem ngựa thắt ở trong rừng cây một cuồng cổng lên đao hai người đứng dậy hướng mênh mông an nằm lĩnh xuất phát chương 29 săn vết mang thú nguồn mê truyện audio com hai người là kéo dài lấy một đầu đường núi tiến sơn hai bên đều là lùm cây vừa mới bắt đầu còn có đầu tiểu đạo dần dần xâm nhập hơn 10 dặm liền chỉ còn lại có lùm cây, càng đi chỗ sâu, cao lớn cổ mộc cũng càng nhiều. An Nam lĩnh bên trong thảm thực vật phong phú, chủng loại phong phú, bất quá nhiều nhất vẫn là lá kim cổ thụ, cũng chính là cây tùng tương đối nhiều. Xâm nhập khoảng 10 dặm, hai người liền gặp được một chút con thỏ, heo rừng nhỏ cái gì, không có trông thấy lợi hại gì chút mang thú, chớ nói chi là hung thú. Trong không khí, cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt ẩm ướt hương vị. Phong ca, đều tiến đến hơn 20 phút, cũng không nhìn thấy cái gì đó, một cuồng cầm trong tay một thanh dài bốn thước, sắc bén tuyết trắng hậu bối mỏng lưỡi đao dao quân dụng chém vào hai bên tạp nhạp bụi cây, đao này phi thường sắc bén, cổ tay thô bụi cây nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá cũng chỉ là phổ thông giao quân dụng, thế giới này vũ khí bên trong có chuyên môn vì người tu luyện dùng vũ khí, tên là nguyên binh, cũng gọi nguyên khí. Nguyên khí là thợ rèn chế tạo, phi thường trân quý, có khắc họa nguyên văn, có quán thông nguyên khí nguyên lực, dao động công năng, còn có một chút không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Nguyên khí trân quý, phân thượng trung hạ tam phẩm, nguyên khí phía trên còn có trong truyền thuyết linh khí. Một cuồng đao chỉ là phổ thông trăm rèn giao quân dụng, một phong đao cũng chỉ là đem phổ thông thiên đoán cương đao, mặc dù kiên cường sắc bén, bất quá không có cái gì năng lực đặc thù. Đừng nóng vội, chúng ta mới tiến vào bao lâu, mà lại cái này bên ngoài bên trong thường xuyên có thải dược khách, mạo hiểm giả tiến vào, mang thú đoán chừng bị săn giết đến không nhiều lắm, một phong cười nói, cũng cầm đao chém vào lộn xộn cản đường bụi cây. Đợi chút nữa. Một phong đột nhiên nhướng mày, kêu dừng một cuồng vội vàng dừng bước lại. Ngươi nghe, phía trước có động tĩnh, một phong thấp giọng nói, một cuồng cẩn thận nghe xong, phía trước thật có sàn sạc lay động âm thanh. Ngươi chờ chút, ta lên cây nhìn xem, một bên chính là lớp 11 30 mét lớn cây tùng, một phong đem đao thu nhập cấp thấp càng không giới trong ngón tay, dùng cả tay chân, linh hoạt đến như là một cái viên hầu, bò lên trên cây. Lên cây hơn 10 mét, phương viên mấy chục mét đều tại một phong phạm vi tầm mắt bên trong. Chỉ gặp nơi xa hơn 20 mét xa trong rừng, có một cái dài 2 mét lớn lợn rừng chính va chạm một viên ông hết thô đại thụ. Cái này lợn rừng toàn thân màu nâu, hai viên chủy thủ dài uống lượng răng nanh nhô ra bên miệng, trên người lông tóc như là thép nguội dựng đứng, con ngươi đỏ sậm, không ngừng va chạm viên này tráng kiện cây cối, trên cây rơi xuống từng khỏa lại lớn vừa đỏ quả táo, cái này lợn rừng nhặt ăn. Cấp 8 mang thú, đại lực giả trư. Một phong liếc mắt nhận ra con hàng này, cái này đại lực giả trư là loại ăn tạp mang thú, thường xuyên có đại lực giả trư xuống núi ăn hoa màu, là loại để cho người ta tương đối nhất đầu mang thú ở trong sân trong tửu lâu, cái này đại lực giả trư thịt thế nhưng là nhiệt tiêu hàng, một đầu đại lực giả trư có thể đáng hơn 20 mai kim tệ, cũng có đội đi săn chuyên môn bắt giết những này mang thú cung cấp ăn thịt. Bất quá cái này đại lực giả trư nổi cơn giận phi thường đáng sợ, có thể có gần 2.000 cân lực trùng kích, bình thường bác mạch người tu luyện còn không dám đơn đấu nó. Một phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng xuống cây. Phong ca, là cái gì nha? Một cùng hỏi. Là đầu đại lực giả trư, có thể đối phó, đi, chúng ta vụng trộm tới gần nó, một phong nói. Hai người cúi lưng xuống, vùng trộm hướng đại lực giả trư tới gần. Mà đại lực giả trư còn nhặt ăn trên mặt đất quả táo, mở miệng một tiếng, ăn đến gọi là một cái thơm ngọt. Bất quá khi một phong hai người cách hắn có 7-8 mét thời điểm, nó cái mũi khẽ ngửi, nghe đạo không giống bình thường hương vị, đột nhiên quay người nhìn phía một phong hai người chỗ. Nó phát hiện, lên. Một phong quát lạnh, hai người sách đau, thân thể như là lò xo đồng dạng hướng đại lực giả trư vọt tới một cuồng tay cầm dao quân dụng, một đao hướng đại lực giả trư chém bổ xuống đầu. Ai ngờ con hàng này không tránh phản xung, bốn vó phát lực, như là bão nổi trâu rừng, trực tiếp đánh tới một cuồng. Bành. Đại lực giả trư hung hăng đụng vào một cuồng trên bụng, một cuồng phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị đụng phi thất xa 8 mét. Mà một phong đao lại là hung hăng bổ vào đại lực giả trư trên lưng. Phốc phốc. Đao tại giả heo trên lưng bổ ra một đạo to lớn miệng máu, đau đến đại lực giả trư thẳng hừ hừ, lui lại hai mắt đỏ như máu nhìn qua một phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược. Tiểu cuồng, không có sao chứ, Mục phong cầm đau nhìn qua đại lực giả trư hỏi. Khụ khụ, không có việc gì, cái này nghiệt súc, vậy mà không tránh phản công, Mục cuồng đứng dậy, không có cái gì trở ngại, người bình thường bị như thế va chạm khả năng liền quy thiên. Người chớ xem thường mang thú, bọn hắn sinh hoạt thế giới so với chúng ta nguy hiểm, mỗi một đầu mang thú, hung thú đều là chiến đấu hảo thủ, Mục phong cười nói, hắn cũng không sợ con hàng này. Rống rống. Kia đại lực giả trư tức giận hừ hai tiếng, trên lưng đau đớn kích thích nó hung tính bốn vó loạn đào hướng một phong xung kích đến hất cầm lên nhô ra răng nanh đâm tới như là hai thanh thủy thủ một phong nguyên địa bất động muốn đụng vào lúc bước chân linh hoạt một chuyển cái này lợn rừng đụng cái không đại lực giả trư sau đó lại dừng bước lần nữa xung kích hướng về phía một phong kết quả vẫn là không có đụng phải một phong một phần cái này đại lực giả trư bị một phong linh hoạt thân pháp trêu đùa được nhanh không phân rõ phương hướng một cuồng ở một bên trên cây nhiều hứng thú nhìn xem mặt hàng này tự nhiên không gây thương tổn được hắn phong ca đại lực giả trư lại một lần nữa va chạm hướng về phía mục phong một phong bước chân đạp mạnh vọt lên cao 3 mét sau đó một đao giận cắm mà xuống phốc phốc một đao kia như là kiếm từ đại lực giả trư chỗ cổ cắm vào từ phía dưới nhô ra trực tiếp đem cái này lợn rừng cắm vào đại địa bên trên rống rống cái này đại lực giả trư sinh mệnh lực ương ngạnh còn phát ra kêu trên bốn vó loạn ném chỗ cổ đại lượng máu tươi chảy ra nhùng đỏ mặt đất vùng vẫy mấy lần cuối cùng vẫn đã mất đi sinh cơ một cùng nhảy xuống cây nói phong ca, chúng ta giết loại này mang thú cũng không có bao nhiêu khiêu chiến a, à, không nhiều lắm khiêu chiến. Vậy ngươi tiểu tử mới vừa rồi còn bị đụng, ngươi a à thân pháp quá kém, ta nhưng phải chuyên môn luyện một chút ngươi thân pháp này, hắc hắc, dù sao ta theo gió bước còn không có đăng đường nhập thất đến tiểu thành, ngươi cũng cảnh giới đại thành, ta tự nhiên không thể cùng ngươi so, một cùng cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta tới đây giết mang thú là vì tu luyện công pháp, ngươi nhìn xem, đợi chút nữa ngươi cũng đừng hù dọa, một phong nói xong rút ra giao quân dụng, ngồi xếp bằng ở một bên, chỉ gặp hắn hai tay đặt ở đại lực giả trư trên thi thể, một cổ nguyên khí tràn vào đại lực giả trư thể nội, đại lực giả trư thể nội máu tươi bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Mà một cùng ở một bên hiếu kỳ nhìn xem. Sau đó chỉ gặp lợn rừng thể nội toát ra một cổ huyết hồng sắc khí lưu tràn vào một phong thể nội, tiến vào một phong nguyên mạch bên trong, tẩm bổ kia thứ bảy đầu vỡ nát nguyên mạch. Đây, đây là. Một cùng mở to hai mắt nhìn, không bao lâu, cái này lợn rừng thi thể liền khô quát xuống, ba bốn trăm cân đại gia hỏa chỉ còn lại có da bọc xương, rất là kinh khủng. Mục phong thể nội, thứ bảy đầu nguyên mạch cũng khôi phục khoảng một phần năm. Một phong mở mắt, phun ra một ngụm bạch khí, đối kinh ngạc một cuồng nói. Nhìn thấy sao, đây chính là ta truyền cho ngươi công pháp. Một cuồng nghe vậy dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 30 đột phát kinh biến nguồn mê truyện audio com phong phong ca đây là công pháp gì thật là dọa người a không phải là cái gì tà công a một cuồng dọa đến nuốt một cái nước miếng nói nhìn ngươi điểm này tiền đồ công pháp nơi nào có cái gì tà ác nhân tài có chính tà phân chia bộ công pháp kia có thể chuyển hóa sinh linh huyết khí thành nguyên khí nguyên lực cũng có thể giống chúng ta bình thường hấp thu thiên địa linh khí mà lại tốc độ luyện hóa so gia tộc thiết huyết đang tâm quyết nhanh rất nhiều một phong cười mắng một cùng nghe vậy một mặt ngạc nhiên có thế luyện hóa sinh linh huyết khí công pháp công pháp này ngươi từ đâu tới a à, không phải gia tộc a à. ngươi đừng quản từ đâu tới ngươi như nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên liền tu luyện hắn bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác biết không phải sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé đưa tới sát sinh chi họa một phong sắc mặt nghiêm túc nói một cùng một trận trầm mặt hắn mặc dù nguyên cốt không kém, bất quá cũng coi như không phải cái gì tuyệt hảo thiên tài, hắn như nghĩ theo sát một phong bộ pháp, an ban luyện bộ tu luyện, khẳng định sẽ bị đào thải. Phong ca đã như vậy tín nhiệm ta, truyền ta bộ công pháp kia, ta sao có thể cô phụ tâm ý của hắn. Mà lại phong ca thù, ta cũng nhất định phải giúp phong ca cùng một chỗ báo. Một cuồng trong mắt vẻ kiên định lóe lên, nói. Ta tu luyện nó, ha ha, vậy bây giờ chúng ta liền nhiều sang giết một chút mang thú, nhìn lần này lên núi ngươi có thể hay không tích lũy đủ nhiều nguyên khí, mở ra tử phủ, trở thành chân chính người tu luyện, một phong cười một tiếng, đứng dậy cầm lấy đao hướng trong rừng địa phương khác đi đến. Mà một cuồng cũng đi sát một phong đằng sau. Ở trong rừng tìm không lâu, hai người vừa tìm được một đầu đại lực giả trư. Lần này đổi thành một cuồng đến đánh giết. Một cuồng mặc dù không có một phong thân thủ linh hoạt, không quá lãng phí chút khí lực cũng đem cái này đại lực giả trư đánh giết. Một phong trước móc ra đại lực giả trư nội tạng, hai người ở một bên đào cái cạm bẫy, đem máu tanh nội tạng đặt ở làm tốt cạm bẫy bên trên. Sau đó một phong để một cuồng mang theo đại lực giả trư thi thể đi tới cạm bẫy nơi xa, để một cuồng hấp thu đại lực giả trư máu tươi. Một cuồng dựa theo một phong giao khẩu quyết, cùng đường lối vận công, đem nguyên khí tràn vào đại lực giả trư thể nội. Kết quả đại lực giả trư thể nội máu tươi, huyết nhục tinh hoa cũng bắt đầu thiêu đốt biến thành một cổ năng lượng màu đỏ ngầm tràn vào một cuồng thể nội, bất quá luồng năng lượng màu đỏ ngầm này vừa vào một cuồng thể nội, một cuồng cũng cảm giác như là một cổ nước sôi đến tiếng đến thể nội, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đau đến sắc mặt nhăn nhó. A, à. đau nhức đau quá. Một cuồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, dọa một phong nhảy một cái. Một phong lúc tu luyện nhưng không có loại đau này cảm giác, ngược lại rất dễ chịu. Tiểu cuồng, ngươi thế nào? Một phong khẩn trương. Không biết, phong ca, ta, ta đau quá, thân thể nóng quá cái này huyết khí vừa vào trong cơ thể của ta liền như là một cổ lăng dầu, một cuồng cắn răng nói, bất quá hắn còn tại vận hành công pháp, có thể trông thấy, hắn bên ngoài thân mạch máu đều từng cây như là con dung nhúc nhích, cao cao nâng lên. Có phải hay không bởi vì công pháp, nguyên nhanh đình chỉ vận công A, một phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn tu luyện tu la trải qua, là bởi vì hắn nguyên mạch cùng thường nhân không giống. Hắn nguyên mạch là một lần nữa ngưng tụ huyết linh mạch, cũng gọi tu la võ mạch, nhưng một cuồng chỉ là phổ thông nguyên mạch. Ta, ta không dừng được, phong ca cứu ta, thể nội thật thống khổ a, à, một cuồng đau đến hai mắt xích hồng, từng khỏa mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn hại chết huynh đệ ngươi a, à, mà lúc này, một phong thể nội, một đạo lạnh buốt nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Một phong giật nảy mình, nhìn phía chung quanh, bất quá cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Không cần tìm, ta tại trong cơ thể ngươi, nữ tử này thanh âm lại vang lên nói. Tại trong cơ thể ta, nói bậy, ai? Ai trong bóng tối trốn trốn tránh tránh? Một phong quát lạnh, tay cầm cương đao làm ra trạng thái chiến đấu. Ngươi còn không tin, đột nhiên, một phong lòng ngực bộ vị, một trái tim hình huyết hồng sắc ngọc bội từ trong cơ thể của hắn xông ra, tản ra mông lung huyết quang, yêu diễm mà mỹ lệ. Mục phong gặp một màn này tê cả da đầu, cả kinh nói. Mẹ ta để lại cho ta tâm ngọc, lúc nào đến trong cơ thể ta đi. Ngọc bội kia hắn tự nhiên nhận biết là mẹ hắn lưu cho hắn duy nhất di vật, từ nhỏ đeo ở trên người. Bất quá chỉ từ hắn từ chiến trường sau khi trở về liền không có nhìn thấy qua, còn tưởng rằng bị mất. Mục Phong còn khó qua một hồi lâu, ai ngờ ngọc bội kia vậy mà tại trong cơ thể hắn. Mục Phong nhìn qua phát ra huyết quan tâm ngọc, cả kinh nói. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Nói nhảm, không phải ta còn có ai, nếu không phải ta, ngươi trên chiến trường đã chết, nữ tử này thanh âm hừ lạnh nói. Vậy, vậy ngươi là ai, một khối ngọc làm sao lại nói chuyện? Mục Phong thất kinh hỏi. Ta mới không phải đồ vật, không, ta là đồ vật, trắng, Ai nha, bị tên tiểu tử thối nhà ngươi làm hồ đồ rồi cái này tâm ngọc có chút tức giận sau đó hung hăng va chạm một chút một phong đầu như là nổi giận thiếu nữ đau đến một phong một trận nhe răng trận mắt được rồi được rồi ta quản ngươi thứ gì huynh đệ của ta đây là thế nào ta muốn làm sao cứu hắn một phong nhìn qua thống khổ một cuồng sốt ruột nói ngươi cho rằng tu la trải qua tùy tiện người đều có thể tu luyện a à, nhất định phải có được huyết linh mạch mới có thể hấp thu huyết khí bình thường nguyên mạch không cách nào luyện hóa huyết khí sẽ bị huyết khí phản phệ đốt sống chết tươi tâm ngọc giọng nữ tức giận nói vậy ta như thế nào cứu hắn mục phong nghe vậy gấp nhìn qua thống khổ mục phong trong lòng tất cả đều là tự trách không có biện pháp chỉ có thể dẫn đạo trong cơ thể hắn huyết khí dung nhập trong máu thịt của hắn cường hóa thân thể của hắn bất quá dạng này hắn sẽ phi thường thống khổ nếu là hắn có thể chống dưới về sau còn có thể đi luyện huyết thể tu con đường đến một trận cơ duyên nếu là hắn nhịn đau không được khổ huyết khí tán loạn trực tiếp bạo thể bỏ mình tâm ngọc nói vậy ta nên làm như thế nào đưa ngươi nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, giúp hắn dẫn đạo huyết khí, đồng thời ta truyền cho ngươi tu la trải qua huyết luyện thể pháp quyết cho ngươi, ngươi dựa theo pháp quyết đường lối vận công, giúp hắn dẫn đạo huyết khí nhập thể, để chính hắn nhớ kỹ cái này đường lối vận công, Mục Phong nghe vậy nào dám chậm trễ, vội vàng ngồi xếp bằng một cuồng trước người, nguyên khí tràn vào một cuồng thể nội, đồng thời nhập dẫn đạo một cuồng thể nội lao nhanh huyết khí. Mà lúc này, tâm ngọc bên trong một đạo kim sắc quang mang xuất vào Mục Phong đầu lâu, Mục Phong chỉ cảm thấy thể nội một trận trướng đau nhức, nhiều một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, kia là một đoạn công pháp vận chuyển mạch đường đồ. Mục Phong không kịp kinh ngạc, bắt đầu dẫn đạo một cuồng thể nội huyết khí tràn vào hắn phổ thông kinh mạch bên trong, dung nhập thể nội, dựa theo kia mạch đường đồ đi công phương pháp vận chuyển. A! À. Mục Cuồng đau đến trống to lên tiếng, hai mắt xích hồng. Tiểu Cuồng, kiên trì, nhớ kỹ cái này đường lối vận công, Phong Ca sẽ không hại ngươi. Kiên trì, Mục Phong hét lớn, Mục Cuồng nghe vậy gật đầu cắn răng, không ngừng hấp thu kia huyết khí. Mục Cuồng đau đến run rẩy, thân thể bắt đầu đỏ lên, lớn khỏa mồ hôi lưu lội thời gian dần trôi qua, trong cơ thể hắn vậy mà chảy ra màu đỏ thẫm mồ hôi và máu. À, không tệ, tiểu tử này ý chí lực rất mạnh mà tâm ngọc phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Có lẽ, tiểu gia hỏa này có thể luyện thành huyết phách luyện thể. Chí tôn thần điện, tu la thần điện, hai đại công hội thần điện nhận người, phải vào mau tới, chậm không có danh ngạch A. À. Chương 31 Tu la thần ngọc Nguồn Mê truyện audio.com Một cuồng răng cắn đến vang lên kèn kẹt, vậy cái kia huyết khí tràn vào hắn trong nhục thể thiêu đốt rèn luyện thân thể của hắn thời gian dần trôi qua hắn bên ngoài thân trong lỗ chân lông cũng bài xuất một tầng máu đen mồ hôi đây là trong cơ thể hắn dơ bẩn loại này lăng dầu nhập thể thống khổ một cuồng đã chịu nửa canh giờ khi đại lực giả chưa thể nội huyết nhục tinh hoa rốt cục toàn bộ bị luyện hóa xong mà một cuồng thể nội kịch liệt đau nhức cũng trong nháy mắt biến mất tinh thần lực buông lỏng hai mắt đen thui trực tiếp hôn mê đi tiểu cuồng một phong khẩn trương vội vàng ông một cuồng lúc này một cùng toàn thân tản ra một cổ mùi hôi thối kia là thể nội bài xuất dơ bẩn tản ra hương vị đừng gào hắn bất quá là hôn mê đi tỉnh lại liền tốt ngươi cái này huynh để ý chí lực không thể so với ngươi yếu a à, là cái khi thể tu tài năng tâm ngọc truyền âm nói mục phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nói thể tu thể tu là cái gì cái gì ngươi không biết thể tu ân ừ, bất quá cũng bình thường ngươi chỗ nơi rách nát này con đường tu luyện như thế lạc hậu không biết thể tu cũng bình thường tâm ngọc bên trong nữ tử âm thanh có chút kinh ngạc sau đó lộ ra một tia khinh thường thể tu cũng là mặt khác một loại phương thức tu luyện bọn hắn tu luyện nhục thể làm chủ lấy nguyên khí rèn luyện nhục thể đem nhục thể tu luyện thành có thể so với thần binh lợi khí đồng dạng tồn tại bất quá thể tu đối người tu luyện ý chí lực yêu cầu cao tại chính thức đại tông môn bên trong nếu là nguyên cốt thiên phú kém đệ tử liền có thể đi thể tu một đạo đây là một đầu sau nguyên tu càng khó đi hơn thống khổ hơn con đường càng cần hơn nghị lực con đường, bất quá nếu là tu luyện có. Thành tựu, tại đồng bậc bên trong ít có địch thủ, vừa rồi ta truyền cho ngươi công pháp, là tu la kinh bên trong tu luyện nhục thể phương pháp, gọi đốt huyết luyện thể, thiên địa làm lô, tự thân vì khí, lấy máu vì chu y, thông qua thiêu đốt huyết khí rèn luyện nhục thể, đạt tới luyện thể hiệu quả, tâm ngọc giải thích nói. Ngươi cái kia tiểu bằng hữu không có huyết linh mạch, không thể chuyển hóa huyết khí vi nguyên, chỉ có thể thông qua huyết khí rèn luyện nhục thể, tiểu tử, về sau công pháp không thể loạn truyền, đặc biệt là cao cấp công pháp, Đối người tu luyện là có yêu cầu, không phải ai đều có thể tu luyện." Tâm Ngọc lại quát tháo nói. Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, thật sự là hắn kém chút hại chết huynh đệ mình. "Đúng rồi, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại tại ta Tâm Ngọc bên trong?" Mục Phong sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hỏi tới vấn đề này. "Ta gọi Hiên Nguyệt, ngươi liền coi ta là thành khối này Tu La Thần Ngọc khí linh a." Nữ tử kia bên trong thanh âm từ tốn nói. "Tu La Thần Ngọc? Đây là ta Tâm Ngọc danh tự sao? Khí linh, khí linh lại là vật gì?" Mục Phong nghi hoặc hỏi. Ngươi thậm chí ngay cả khí linh cũng không biết, ai, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết trong thiên địa này vũ khí pháp bảo đẳng cấp phân chia. Hiên Nguyệt hỏi. Cái này, ta biết nguyên khí, linh khí còn có ta cũng không biết, Mục Phong nghĩ đến muốn nói đạo, phụ thân hắn vũ khí hỏa nguyên chiến thương nhưng chính là một kiện hạ phẩm linh khí, cũng là một gia truyền gia chi bảo một trong, giá trị liên thành. Bất quá tại đại chiến bên trong, kia hỏa nguyên chiến thương đã bị mất. Ừm, không sai, Bất quá tại linh khí phía trên còn có bảo khí, bảo khí phía trên còn có cường đại nhất thần khí, phạm là linh khí, đều sẽ đản sinh ra một tia linh tính, cũng gọi khí linh. Ngươi có thể đem ta xem như tu la thần ngọc khí linh. Hi Nguyệt từ tốn nói. Vậy ý của ngươi là mẹ ta để lại cho ta cái này tâm ngọc là linh khí? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Không, là thần khí. Hi Nguyệt nói ra một cái để Mục Phong càng khiếp sợ sự tình. Thần, thần khí. Mục Phong há to miệng, nhìn qua hình trái tim thần ngọc, nói không ra lời hắn mặc dù không biết thần khí đến cùng là khái niệm gì, bất quá hắn biết mình phụ thân kia một thanh hỏa nguyên chiến thương bao nhiêu lợi hại. Dùng nguyên lực thôi phát kia thương, liền có thể phóng thích cường đại hỏa nguyên lực công kích. Bất quá đáng tiếc, cây thương kia đã bị địch nhân cầm đi. Mà cái này tâm ngọc không phải so linh khí lợi hại bảo khí, mà là thần khí. Việc này ngươi biết liền có thể, không thể nói ra ngoài, không phải ngươi cái này tiểu quốc gia đều sẽ bị đưa tới diệt quốc tai ương, thực lực của ngươi đừng nói thần khí, một thanh nguyên khí ngươi cũng không bảo vệ được, Hiên Nguyệt lại trịnh trọng việc khuyên bảo nói. Một phong sắc mặt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, đối với thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Vậy cái này thần khí có làm được cái gì? Còn có, mẹ ta vì cái gì có thần khí? Đúng, ngươi biết mẹ ta tin tức sao? Một phong liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Tiểu tử thúi, ngươi ở đâu tới nhiều vấn đề như vậy, cái này tu la thần ngọc là tu la nhất tộc chí bảo, phối hợp tu la kinh tu luyện dùng, có thể giúp ngươi càng nhanh đề luyện ra huyết khí, chờ ngươi tu luyện đến tử phủ cảnh cũng không cần đần độn đối cái này thi thể này tu luyện ngươi có thể dùng nguyên khí thôi phát nó trực tiếp thu nạp huyết khí tồn nhập ngọc trống rỗng ở giữa ngươi suy nghĩ gì thời điểm tu luyện đều có thể thu nạp đây là một điểm về phần những chức năng khác ngươi bây giờ biết cũng vô dụng còn có mẹ ngươi là ai ta không biết mẹ ngươi tại sao có thể có tu la thần ngọc ta cũng không biết ta vừa tỉnh lại không lâu còn có ngươi cái này tu la thần ngọc cũng không phải là hoàn hảo đã từng bị trọng thương không phải ngươi không có khả năng có thể để nói nhận chủ hiên nguyệt có chút tức giận hồi đáp Mục Phong nghe xong con ngươi nhíu lại, tinh tế phân tích cái này Hiên Nguyệt nói lời, hắn cảm giác có một tia không đúng. Đã nàng nói nàng là khí linh, vậy tại sao lão là nói nó, mà không phải ta, điểm ấy để Mục Phong cảm giác có chút không bình thường. Bất quá một khối nói chuyện thần ngọc vốn là đã rất quỷ dị, hắn cũng khó được đi chui ngôn ngữ bên trên rút vào sừng trâu. Đúng rồi, huynh đệ của ta tu luyện cái gì đốt huyết luyện thể ta cũng có thể tu luyện sao? Mục Phong đột nhiên hỏi, hắn không từ bỏ bất luận một loại nào có thể làm cho mình mạnh lên phương pháp, đương nhiên có thể bất quá tu luyện thống khổ ngươi cũng nhìn thấy không phải người bình thường có thể chịu được ngươi nguyên tu thiên phú đã rất tốt không cần thiết tại thể tu bên trên chậm trễ thời gian bất quá ngươi có tu la thần ngọc cũng sẽ không lãng phí thời gian nào bất quá loại đau khổ này thật không phải người bình thường có thể chịu được hiên nguyệt nói thống khổ sao mục phong nghe vậy cười con ngươi có chút thâm thúy nói nhục thể thống khổ vĩnh viễn sao ra kém trong lòng thống khổ nếu là thống khổ có thể để cho ta trưởng thành để cho ta cường đại để cho ta vì phụ thân cùng 20 vạn một gia quân báo thù, có thể để cho ta có thực lực bảo hộ ta thích nữ hài, để cho ta có thể bảo hộ một gia, vậy cái này thế gian tất cả thống khổ ta cũng dám cùng khiêu chiến, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu, một cái 15 tuổi thiếu niên, trong con ngươi lại là lộ ra trưởng thành cũng khó có kiên định cùng thành. Thục. Hi Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, hắn là tại một phòng đánh trận thời điểm thức tỉnh, nàng cũng một mực tại quan sát thiếu niên này nhân phẩm cùng tính cách. Tự cường, lạc quan, cứng cỏi tính cách, cùng trọng tình trọng nghĩa nhân phẩm, đều là để hiên nguyệt hài lòng không phải hôm nay một cuồng xảy ra chuyện nàng cũng sẽ không xảy ra đến xen vào việc của người khác giúp mục phong con đường thành cường giả không phải có thể chịu được cực khổ đơn giản như vậy thiên phú cơ duyên có thời điểm ngươi cũng muốn học sẽ biến báo học được buông xuống thậm chí cũng muốn học sẽ ngươi lựa ta gạt thế giới này rất lớn rất tàn khốc vượt qua tưởng tượng của ngươi 10 vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 32 Tử phủ hung thú Nguồn Mê truyện audio com Nhìn qua thiếu niên, chưa bao giờ khi nào nàng không phải, lời nói này, nằm nhân kia cũng là dạng này khuyên bảo nàng. Giật mình như mộng, thế sự biến thiên không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, nàng đã không phải là cái kia cao quý thiếu nữ, bây giờ nàng chỉ là một đạo cô hồn khí linh mà thôi. Những này ta biết, ai, đối hiên nguyệt, trước ngươi nói tu la tộc lại là cái gì chủng tộc? Mục Phong lại đột nhiên hỏi. Tu la tộc a, à, kia là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, tại chư thiên vạn giới vô số chủng tộc bên trong, thực lực sắp xếp top 100 chủng tộc. Tu la tộc người đều là trời sinh chiến sĩ, người tu luyện tu la kinh là tu la tộc bên trong công pháp chí cao, người bây giờ biết nhiều như vậy vô dụng thực lực của ngươi quá yếu, Hiên Nguyệt nói đơn giản một chút, một phong a à một tiếng, cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi tới. Ngươi bây giờ miễn cưỡng xem như cái này tu la thần ngọc chủ nhân, chính ngươi bảo vệ tốt nó, có chuyện gì tập trung tinh thần, hội tụ nguyên khí tràn vào thần ngọc bên trong, kêu gọi tên của ta là được rồi, Hiên Nguyệt thanh âm nói xong, cái này tu la thần ngọc biến thành một đạo huyết sắc lưu quang lại xuất vào một phong lòng ngực, dung nhập hắn trái tim bên trong. Một phong sờ lên bộ ngực của mình, lộ ra một tia sợ hãi tháng phục chi sắc, sau đó hắn thủ hộ tại một cuồng bên người, chờ đợi một cuồng tỉnh lại mặt trời dần dần đã rơi vào tây sơn chân trời bịt kín một tầng ánh nắng chịu đỏ như trên mặt thiếu nữ thẹn thùng đỏ ửng mặt trăng cũng dần dần thay thế mặt trời ngào ô an nam lĩnh bên trong bắt đầu nhớ tới từng đạo tiếng thú gào ban đêm hoạt động mạnh thú cũng bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật một cuồng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại sau khi tỉnh lại một cuồng mở mắt nhìn qua bốn phía chỉ gặp một bên một phong đang dùng sắt cái thẻ xuyên nướng hai con lột da thỏ rừng mùi thịt bốn phía ung nghe mùi thơm này một cuồng trong bụng truyền đến một trận ung ụt ụt cảm giác đói bụng tỉnh cho vừa vặn đã nướng chín một phong cầm một cái nướng xong thỏ rừng đưa cho một cuồng một cuồng tiếp nhận thổi hai cái có phần không kịp đem cắn hai cái một bên lầm bầm nói ra phong ca ta tu luyện môn công pháp kia làm sao thống khổ như vậy a à, ta gặp ngươi cũng không có loại đau khổ này cảm giác a à. một phong nghe vậy có chút xấu hổ hắn bởi vì cái này kém chút hại chết huynh đệ mình cười nói ta truyền cho ngươi công pháp ngươi không thích hợp tu luyện nguyên khí chỉ thích hợp tu luyện nhục thể về sau ngươi tu luyện trước hấp thu huyết khí bất quá hút vào huyết khí nhập thể sau dựa theo ta cho ngươi chỉ đạo cái chủng loại kia vận khí lộ tuyến đem huyết khí tràn vào nhục thể trong kinh mạch cường hóa nhục thể cái này gọi thể tu cũng là một loại khác cường đại phương thức tu luyện về sau ngươi có thể đem thân thể của ngươi tu luyện tới đau thương bất nhập có thể so với thần binh lợi khí tình trạng nhục thể có thể so với thần binh lợi khí thật là lợi hại bất quá chỉ là thật thống khổ a à, một cuồng cũng lộ ra một ti chấn kinh bất quá nhớ tới kia thống khổ lại lòng còn sợ hãi không có cách muốn trở nên mạnh hơn người khác liền muốn chịu đựng người khác không thể nhìn thống khổ, ngươi không muốn tu luyện cũng được, phong ca đương nhiên sẽ không bức ngươi, một phong cũng cắn miệng nướng xong thịt thỏ nói. Không, ta không sợ đau nhất, ta muốn tu luyện, ta nhất định phải trở thành cường giả giúp ngươi, giúp thiên thúc, giúp một gia quân báo thù. Một cuồng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Hảo huynh đệ. Một phong trong lòng ấm áp, cùng một cuồng đối bính một quyền, trong lòng cảm động, sau đó cười nói. Không chỉ là báo thù, ngươi cùng ta về sau đều muốn trở thành cường giả, Người khác chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả, dạng này mới có thể bảo vệ tốt chúng ta một gia từng Rống. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, rít lên một tiếng tiếng vang lên, một thân ảnh đột nhiên từ trong rừng bắn ra xa 7, 8 mét, hướng một cuồng đánh tới. Cẩn thận. Một phong biến sắc, mà một cuồng phản ứng cũng nhanh, thân ảnh này đánh tới đồng thời, trở lại gầm thét một quyền đánh ra. Bành. Một quyền này đánh cho rắn chắc, trực tiếp đem thân ảnh này đánh quảng bay ở một bên xa 5, 6 mét chỗ trên mặt đất hai người mượn đống lửa thiêu đốt quan mang mới đem gia hỏa này nhìn cái rõ ràng. Đây là một đầu màu đen báo, hình thể có dài 2 mét, nành vuốt sắc bén, một thân màu đen da lông là ban đêm tốt nhất ngụy trang, con mắt u lãnh đang theo dõi hai người, trong miệng còn phát ra từng đợt tiếng gầm, bén nhọn răng nanh lộ ra bên miệng. Cẩn thận, đây là giả báo, khá lắm. Đây chính là một đầu tử phủ hung thú A, nơi này tại sao có thể có tử phủ hung thú, một phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nắm chặt đao trong tay. Trước mặt gia hỏa cũng không phải cái gì mang thú, mà là một đầu thể nội tu luyện ra nguyên khí hung thú hung thú thực lực cùng chỉ có mang lực mang thú đó chính là hai khái niệm một cuồng cũng có chút kinh ngạc hắn nắm chặt lại nắm đấm cảm giác nắm đấm của mình so trước kia hữu lực nhiều vừa rồi mình vậy mà một quyền đánh lùi một đầu tử phủ hung thú hai người thối lui đến cùng một chỗ cảnh giác nhìn qua cái này giả báo đồng thời cái này giả báo cũng đang quan sát hai người nó vừa rồi tại nơi xa trong rừng tìm kiếm đồ ăn là bị một phong thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới cũng trách một phong thiếu khuyết tại từ trong rừng sinh tồn kinh nghiệm. Phong ca, làm sao bây giờ? Một cuồng cũng cầm một cây đao nói. Chạy khẳng định là không chạy nổi gia hỏa này, chỉ có đánh, một hồi hai người chúng ta tả hữu khai cung, cùng một chỗ công kích nó, chủ yếu công kích con mắt của nó cùng chân, chỉ cần cái này hai nơi có địa phương bị thương nặng, cái này nghiệt xúc liền tốt đối phó, một phong hiếp mắt, dẫn theo giao quân dụng nói. Tốt. Rống. Một phong vừa nói xong, kia giả báo rít lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía một cuồng, cái này nhiệt súc cũng thông minh, cảm thấy một cuồng nguyên khí trong cơ thể nhiều một ít, trước giải quyết một cuồng. Hai người đồng thời trái phải tách ra, một cuồng một lăng lông lốc né tránh cái này bổ nhào về phía trước, mà một phong né tránh về sau, bước chân đạp mạnh, thân thể phản xạ mà đến, một đao bổ về phía giả báo đầu. Giả báo thân thể linh hoạt vừa trốn, một phong một đao kia phách không trảm tại trên mặt đất. Bạch! Nó vừa mới né tránh, một cuồng sách đao cũng bổ về phía giả báo, mà một đao kia bổ đến rất kịp thời, giả báo trốn không thoát bất quá đúng lúc này giả dạ báo trên móng vuốt sáng lên sau kính hát sắc quang mang kia là nguyên khí của nó nó một móng vuốt đập vào một cuồng trên đao vậy mà phát ra len keng thanh âm lực lượng khổng lồ đẩy ra một cuồng đao đồng thời nó một cái khác trảo lại đánh ra xé rách một trảo này trảo phong lăng lệ dài nửa xích móng vuốt xé rách tại một cuồng lồng ngực phốc phốc một cuồng một tiếng rú thảm không ngừng lui lại bộ ngực của hắn bị móng vuốt xé rách ra bốn đạo da thịt bên ngoài lật vết máu máu me đầm đìa có thể thấy được lồng ngực xương sườn một cuồng bưng kín lồng ngực đau đến sắc mặt trắng bệch, kia giả báo lại lần nữa nhào về phía một cuồng. Thông mạch quyền. Bất quá đây là một đao phách không một phong cũng không thu đao, tay kia thành quyền, nguyên mạch bên trong nguyên khí hội tụ nắm đấm, đấm ra một quyền, chín tiếng dòng vang. Bành. Một quyền này trực tiếp đánh vào giả báo đầu lâu bên trên, giả báo gào thét bay quẳng một bên. Uống. Một cuồng cũng không đoái hoài tới đâu nhất, sách đao một đao bổ về phía giả báo. Ai ngờ giả báo thân thể linh hoạt lăn một vòng né tránh, đồng thời trong miệng nó vậy mà hội tụ một đạo hắc sắc quan mang hướng một cùng oanh sát đến. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 33 Thông mạch thất trọng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Cẩn thận. Một phong biến sắc, thân thể hướng một cuồng đánh tới, đồng thời một đao tuột tay bay bổ về phía giả báo. Một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu đen từ giả báo trong miệng phun ra bắn về phía hai người, sát một phong phần lưng mà qua, đánh vào phía sau hai người một viên to bằng bắp đùi trên cây cối. Oanh. Một tiếng bạo tạc trầm đục, cây kia một bị bạo tạc đập gãy phân thành mảnh gỗ vụn, mà một phong phần lưng cũng bị nguyên khí kia đạn cọ sát ra một đầu vết máu phốc phốc. Bất quá một phong bay bổ đi ra đao cũng trùng điệp bổ vào giả báo đầu lâu bên trên, một con mắt bị lưỡi đau bổ mù. Rống. Giả báo phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, đầu lâu máu tươi chảy ròng, tại nguyên chỗ điên cuồng nhảy loạn. Một phong một cuồng hai người quẳng xuống đất trong nháy mắt bò lên, một cái lý ngư đã đỉnh nhảy lên. Ngay tại lúc này, một phong hét lớn, một thành rút ra cột vào chân một cây chủy thủ, xông về giả báo, hung hăng một chủy thủ đâm vào giả báo con mắt còn lại. Phốc phốc. Chủy thủ này cắm vào con mắt, trực tiếp tiến vào đầu lâu, giả báo móng vuốt điên cuồng loạn đập, đem một phong đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất. Dết. Một cùng lúc này cũng sách đau nhảy lên, một đao hướng giả báo phần lưng hung hăng cắm xuống. Phốc phốc. Hai mắt đã mù, cũng đã trọng thương sắp chết giả báo bị một đao kia hung hăng cắm ở phần lưng, cột sống đều bị cắm đoạn, trực tiếp đem giả báo cắm vào cánh rừng bên trong. Ngao ô. Giả báo phát ra từng tiếng gào thét, tứ chi run rẩy, trong miệng đã tuôn ra đại lượng máu tươi, cuối cùng mất đi sinh cơ khụ khụ. Một phong từ dưới đất bò dậy, ho ra hai ngụm máu đam, một cuồng cũng đặt mông ngồi trên mặt đất thở hào hển khí thô. Phần lưng truyền đến một trận đau rát khổ, lại một đường mới vừa rồi bị giả báo phun ra năng lượng chạy da vết thương, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, lòng ngực một trận nhói nhói, đoán chừng là bị giả báo vừa rồi trước khi chết phản công một trảo đập đến xương cốt đã nứt ra. Phong ca, ngươi không sao chứ, một cuồng thở dốc hai cái khí thô hỏi. Không có việc gì, ngươi đây, không có bị thương chứ, ta cũng không có việc gì, mẹ nó, cái này hung thú quả nhiên lợi hại, nếu không phải ngươi, ta một người gặp phải súc sinh này chỉ sợ khó có thể đối phó, một cùng nhìn qua chết đi giả báo lòng còn sợ hãi. Mà giả báo bên ngoài thân, đang tỏa ra từng sợi nguyên khí màu đen, kia là trong cơ thể nó năng lượng, sau khi chết muốn tán phát. Hắc hắc, mới vừa rồi là có chút hung hiểm, bất quá thu hoạch này cũng lớn, cái này gia hỏa làm sao cũng có thể bán cái mấy trăm kim tệ a à, một phong cười nói, sau đó hắn đi tới, một tay lấy giả báo trong ánh mắt cắm chủy thủ lấy ra, phá vỡ toàn bộ đầu lâu tại báo đầu lâu bên trong, hắn phát hiện một viên ngón cái lớn nhỏ màu đen mượt mà tinh thạch. Thú tinh, ha ha, vận khí thật tốt, đầu này tử phủ hung thú thể nội lại có thú tinh, một phong cười nói. Thú tinh, là hung thú thể nội năng lượng hội tụ mà thành, ẩn chứa đại lượng nguyên khí, người tu luyện có thể dùng đến hấp thu tu luyện, bất quá tạp chất nhiều, hấp thu thú tinh tu luyện ra nguyên khí không thuần túy, không thể trường kỳ dùng thú tinh tu luyện, cũng có thể giao cho luyện đan sư luyện đan, luyện khí sư luyện khí, dù sao thú tinh công dụng khá rộng như vậy nho nhỏ một viên tử phủ thú tinh chỉ sợ cũng giá trị một ngàn kim tệ một ngàn kim tệ đối hai người hiện tại tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú tiểu cuồng cái này thú tinh cho ngươi ngươi không thể hấp thu huyết khí hóa nguyên cái này thú tinh ngươi luyện hóa có lẽ có thể đột phá tử phủ cảnh một phong đem thú tinh trực tiếp cho một cuồng kia phong ca ngươi đây cái này hung thú chủ yếu thế nhưng là ngươi giết chết ta không muốn một cuồng lắc đầu này hai huynh để chúng ta phân những này lại nói ta có cổ này và báo thi thể liền tốt ngươi trước giúp ta hộ pháp ta luyện hóa trong cơ thể nó huyết khí một phong đem thú tinh đặt ở một cuồng trong tay đi tới giả báo trước mặt khoanh chân ngồi xuống hai tay hư duỗi nguyên khí trong cơ thể tản ra tràn vào giả báo thể nội giả báo thể nội huyết dịch bốc cháy lên máu thịt bên trong năng lượng biến thành một cổ năng lượng màu đỏ ngầm tràn vào một phong thể nội mà một cuồng cũng không già mồm trong lòng có chút cảm động nhận lấy thú tinh dẫn theo đao tại một phong chung quanh an tâm hộ pháp đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc vừa rồi mình cùng kia giả báo vật lộn hắn có thấy rõ ràng cảm giác lực lượng của mình so trước kia lớn hơn rất nhiều một cuồng đi vào một bên một viên ông hết thô cổ thụ trước hít thở sâu một hơi nguyên khí nâng lên cánh tay sau đó toàn lực một quyền đánh vào cổ thụ bên trên banh bá 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 một tiếng vang trầm to lớn cổ thụ đều không ngừng vụ vụ kêu vang lay động một cổ cự lực truyền lại tại cổ thụ bên trên nắm đấm đập nện bộ phận thân cây nổ bể ra từng đầu to lớn khe hở quanh ra một cái to bằng miệng chén một thước sâu quyền ổ khá lắm cái này toàn lực một quyền lực lượng có hai ngàn cân đi so trước đó tăng 200 cân một cuồng kinh ngạc lẩm bẩm trước kia hắn thông mạch chủ trọng tu vi một quyền lớn nhất lực bộc phát đoán chừng có 1 hiện tại đoán chừng có thể có 2.000 cân chẳng lẽ là trước kia tu luyện phong ca nói kia cái gì luyện thể thuật nguyên nhân một cuồng thầm nghĩ sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng tự hồ là tìm được đáp án lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này cũng kiên định hắn muốn tu luyện kia đốt huyết luyện thể thuật lòng tin cái này tử phủ hung thú thể nội huyết khí năng lượng nhiều mang thú quá nhiều thể nội lại còn có năm giọt tinh huyết, cái này tinh huyết bên trong năng lượng càng là dồi dào. Bất cứ sinh vật nào, tinh huyết trong cơ thể số lượng đều có một cái cực hạn, bình thường nhiều nhất chính là 9 giọt, bất quá đồng dạng số lượng, khác biệt cảnh giới sinh vật 9 giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa cũng khác biệt, liền lấy ngưng cương cảnh cường giả tới nói, thể nội cũng có tinh huyết, bất quá hắn một giọt tinh huyết năng lượng chỉ sợ cũng so thông mạch cửu trọng tất cả tinh huyết năng lượng khổng lồ. Tinh huyết, tinh khí thần áp súc, sinh mệnh tinh hoa, phi thường trọng yếu, người tu luyện nếu là tổn thất đại lượng tinh huyết không thể kịp thời bổ sung trở về, liền về dẫn đến tu vi rút lui, thọ nguyên lực tiêu hao kết quả. Một phong tu vi, bây giờ thể nội chỉ có ba giọt tinh huyết, đây là hắn tu luyện tu la kinh, bình thường chỉ có thông mạch rũ trọng, thể nội mới có thể ngưng ra ba giọt tinh huyết. Bình thường chỉ có cường đại ngưng cương cảnh cường giả, mới có thể tu luyện ra chín giọt bản mệnh tinh huyết. Cái này năm giọt tinh huyết biến thành bàn bạc huyết khí năng lượng tràn vào một phong thể nội, trong cơ thể hắn thứ bảy đầu nguyên mạch tại bằng tốc độ kinh người khôi phục hai canh giờ về sau, đã đến đêm khuya giờ tí tả hữu, khi giả báo thi thể đã làm sẹp xuống dưới, chỉ còn lại có da bọc xương. Mục Phong phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, mở mắt, đôi mắt chỗ sâu có một tia huyết hồng sắc tinh quang hiện lên, Mục Phong cũng lộ ra một vòng ý cười. Phong ca, ngươi tu luyện xong, Mục Cuồng tới cười nói. Ừm. Mục Phong nhẹ gật đầu, tu vi của hắn đã đến thông mạch thất trọng, điều thứ tám nguyên mạch còn kém một nửa liền có thể chữa trị hắn đoán chừng tại săn giết hai đầu tử phủ cảnh cấp bậc hung thú, hắn liền có thể đến thông mạch trữ trọng. Ngắn mũi mấy tháng, hắn liền đã từ tu vi hoàn toàn không có, khôi phục được thông mạch thất trọng, cái này tốc độ tu luyện cũng không có người nào. Cái này nghịch thiên tu la kinh, sẽ trở thành hắn xoay người lập mệnh lớn nhất tiền vốn. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 34 Cửu mạch khôi phục Nguồn Mê truyện audio com Thế nào, kia đốt huyết luyện thể vận khí phương pháp ngươi nhớ kỹ sao? Một phong tu luyện kết thúc cười hỏi Sớm nhớ kỹ, bất quá kia đốt huyết luyện thể thật thật thần kỳ, mặc dù rất thống khổ, bất quá ta có thể rõ ràng cảm giác, một lần kia tu luyện về sau lực lượng của ta lớn hơn rất nhiều, một cuồng chất phát cười một tiếng. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, từ xưa bảo kiếm phong bên trong ma luyện ra, chỉ cần có thể kiên trì tu luyện, phong ca tin tưởng, tương lai người ta huynh đệ đều có thể có một phen đại hành động, một phong cười nói. Từng, chúng ta lại đi săn giết cái khác mang thú đi, ha ha, lần tiếp theo học viện chiêu sinh, ta cũng phải cấp những tên kia một cái đẹp mắt, ha ha, đi thôi, hai huynh đệ cười một tiếng, tiếp tục tại cái này trong rừng hoang thăm dò. Sáu ngày sau đó, thương dọn trong rừng cây rống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, chỉ gặp một đầu chiều cao 2 mét, cao có trưởng thành lồng ngực một đầu màu xám tùng lâm giả lan tại trong rừng cây bốn phía kiếm ăn, cái này tùng lâm giả lan cũng là cấp chính mang thú, lực cắn kinh người, có thể tùy tiện cắn nát người xương cốt. Tùng lâm giả lan tại trong rừng cây thấp ngửi, nghe con mồi hương vị, một cổ mùi máu tươi từ đằng xa truyền đến, cái này tùng lâm giả lan nhanh chóng hướng mùi máu tươi truyền đến địa phương tiến đến, chỉ gặp một cái đẫm máu lợn rừng đùi treo ở thân cây phía trên, cách mặt đất có cao hơn 4 mét. Đóng thịt này làm sao trên tàn cây. Nó thấp trí thông minh cũng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá kia mùi máu tươi quá mê người, nó cũng không lo được rất nhiều, cái này tùng lâm giả lan thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên cao 4 mét, cắn một cái tại trên đùi, sắp nổi lôi kéo xuống tới. Đang lúc nó muốn hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, bá một đạo bạch quan bổ tới, một 15-16 tuổi cường tráng tất phát thiếu niên sách đao từ trên cây nhảy xuống hướng nó bổ tới. Một đao kia nhanh giống như thiểm điện, bất quá làm trong rừng săn giết hảo thủ, cái này tùng lâm giả lan phản ứng cũng không chậm thân thể trái vọt né tránh bất quá một đau kia mũi đau vẫn là tại trên lưng hắn xẹt qua một đầu miệng máu ngao ô trên lưng đau đớn kích phát nó hung tính tùng lâm giả lan trừng lớn u lãnh con ngươi lộ ra sắc bén răng sói nhìn qua cái này sách đau thiếu niên phát ra từng đợt tiếng gầm lui lại hơi công làm xong trạng thái chiến đấu thiếu niên này dẫn theo đau thân thể cũng là hơi công một đôi kiên nghị đôi mắt cũng nhìn chầm chầm tùng lâm giả lan rống cái này tùng lâm giả lan chủ động phát khởi công kích Chân sau phát lực thân thể bắn ra đập ra, tốc độ rất nhanh, nó vươn lên vuốt sói, một trảo hung hăng chụp về phía tất phát thiếu niên Tất phát thiếu niên bước chân uốn éo, thân thể linh hoạt né tránh, tại tùng lâm giả lan sát qua thân thể mình thời điểm, một đau nhanh chóng chọc lên Phốc phốc Một đau kia tại tùng lâm giả lan phần bụng lại vạch ra một cái miệng máu Tùng lâm giả lan vừa xuống đất, một tiếng thấp trên rỉ, lại vô dết về phía thiếu niên Mà tại cao hơn 10 mét trên cây còn có một người mặc màu đen vỏ bào, hai gò má hình dáng góc cạnh rõ ràng bên trong để lộ ra kiên nghị thiếu niên cổng đau ngồi ở trên cây, kia có đầu ngắn nhỏ vết sẹo mày kiếm giãn ra, nhìn qua phía dưới chiến đấu lộ ra mỉm cười. Một cuồng đao pháp so lên núi trước đó lăn lệ rất nhiều, có một cổ chân chính xác phạt chi khí, cái này khiến một phong thật cao hứng. Cái này trong 6 ngày, tu vi của hắn đã là tăng lên tới thông mạch bát trọng, đầu thứ chín nguyên mạch còn tại chữa trị, liền xem như đối mặt thông mạch cửu trọng người tu luyện, một phong cũng có tự tin nhẹ nhõm thắng chi. Tùng Lâm Giả Lan đã là một thân miệng máu máu me đầm đìa, tốc độ công kích so vừa rồi chậm rất nhiều, khi nó tại đánh giết tới thời điểm, một cuồng vọt tới trước thân thể một thấp, trong tay giao quân dụng một đâm. Phốc phốc. Một đao kia trực tiếp từ đâm vào vào sói hoang cổ họng, xuyên thủng sói hoang cổ, sói hoang bốn chân vùng vẫy mấy lần, đầu này hơn 100 cân cấp chính mang thú bị một đao đánh giết. Ha ha, không tệ, đao pháp của ngươi, thân pháp, so vài ngày trước đều tốt hơn rất nhiều, một cuồng nhảy xuống cây cười nói. Hắc hắc, mỗi ngày cùng mang thú chiến đấu, không có tiến bộ ta đều không có ý tứ phong ca đầu này sói cho ngươi tu luyện a à, một cuồng cười hắc hắc gãi đầu một cái không đây là ngươi đánh vết ngươi dùng để tu luyện đi ta giúp ngươi hộ pháp một phong lắc đầu cười nói ừm vậy được rồi ta cảm giác lại tu luyện một lần ta hẳn là có thể tu luyện ra khí mô một cuồng cũng không chối từ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thể tu cảnh giới cùng nguyên tu cũng giống như nhau bất quá thể tu mỗi cái cảnh giới bên trong sẽ có một chút thủ đoạn đặc biệt thông mạch cảnh thể tu nếu như tu luyện ra khí mô cái kia có thể chống lại cùng giai người tu luyện đã kích, nhục thể đối lợi khí có nhất định lực phòng ngự. Đồng dạng lực lượng một đao có thể chém giết nguyên tu, không nhất định có thể chém giết thể tu. Mà khí mô là làn da biểu dưới, nguyên khí hóa thành một tầng vô hình phòng ngự màn ánh sáng. Mà phòng ngự màn, nguyên tu chỉ có ngưng cương cảnh cường giả mới có, mà thể tu thông mạch cảnh liền có thể tu luyện ra tương tự phòng ngự thủ đoạn. Một cuồng so với bình thường thể tu giả có một cái ưu thế, hắn có nguyên khí phụ trợ nhục thể tu luyện, tăng thêm đốt huyết luyện thể thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ, hắn tu luyện thể tu một đạo rất nhanh. Mà thể tu phần lớn là không có nguyên cốt, hoặc là nguyên cốt kém nhân tại tu luyện thể tu một đạo. Một cùng lúc tu luyện trong miệng còn cắn một cây gậy gỗ, sắc mặt đau đến vặn vẹo, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, có thể thấy được hắn tu luyện thống khổ khổ, mà hắn bên ngoài thân cũng là trở nên xích hồng, không ngừng dẫn huyết khí thiêu đốt luyện thể, bất quá hắn trong mắt tất cả đều là kiên nghị, không có khiếp nhược. Một cùng ý chí lực mạnh, để một phong cũng có một tia bội phục, một cuồng ý chí lực mà nói không kém một phong mà hắn nhưng là trải qua núi thay biển máu một cuồng không có cũng có thể có được mạnh như thế ý chí lực chỉ sợ đây chính là hắn thiên phú đi sau nửa canh giờ một cuồng một thân là mồ hôi tu luyện kết thúc mà hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên hắn vận chuyển công pháp nguyên khí du tẩu có thể tại làn da biểu hạ hình thành một vệt ánh sáng màng đồng thời hắn cũng cảm giác mình lực lượng lại lớn rất nhiều một cuồng tu luyện kết thúc sau đứng lên cùng một phong tiếp tục trong núi tu hành nửa tháng sau một đầu tử phủ cảnh hung thú, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, nặng mấy trăm cân thiết giáp giả trư bị một cùng một quyền đánh bay cách xa mấy mét. Một bên một phong gầm thét nắm lấy cơ hội, nguyên khí hội tụ hai tay gia trì tại trên đao, bước chân đạp mạnh, thân thể nhanh đến mức như là một cái mũi tên, một đao đâm vào cái này thiết giáp giả trư mềm mại phần bụng, đâm xuyên qua đầu này lợn rừng. Thiết giáp giả trư trên rỉ, một phong rút đao nhanh chóng lại thọc ba đao, cái này thiết giáp giả trư triệt để chết đi. Một phong luyện hóa đầu này thiết giáp giả trư huyết khí, kém một chút đầu thứ chín huyết linh mạch rốt cục chậm rãi ngưng ra. Một phong đại hỷ, bất quá lúc này, đầu thứ chín huyết linh mạch ngưng ra về sau, thứ 10 đầu huyết linh mạch vậy mà cũng tại ngưng ra. Một phong sững sờ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hấp thu còn thừa lại đại lượng huyết khí, dựa theo ngưng mạch phương pháp tiếp tục ngưng mạch, thứ 10 đầu huyết linh mạch cũng ngưng tụ ra một nửa, huyết khí mới hao tổn xong mà nguyên khí của hắn đã có thể xuyên qua chín đầu nguyên mạch. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đạt đến thông mạch cửu trọng, có thể khai phát ra tử phủ khôi phục trước kia tu vi. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 35 Ngừng cương hung thú Nguồn Mê truyện audio.com bất quá một phong tử phủ trước kia chính là khai phát ra, bất quá về sau cũng theo nguyên mạch cùng một chỗ nát, một phong không cần khai phát tử phủ, chữa trị tử phủ liền có thể. Người có ba cái đan điền, thượng đan điền thức hải, ở vào cái tráng mi tâm ở giữa, thức hải giấu thần. Trung đan điền tử phủ, ở vào bụng dưới rốn phía trên một tấc vị trí, trung đan điền nạp khí. Dưới đan điền nê hoàng cung, nhân tính khí chỗ, nuôi tinh chỗ. Dưới đan điền người tiên thiên chi đồng, trung, thượng đan điền, cũng chính là tử phủ cùng thức hải cần người mình đi mở bổ. Một phong, ngươi như muốn trở thành cường giả chân chính, tốt nhất đưa ngươi thứ 10 mạch, thứ 11 mạch cùng 12 mạch toàn bộ ngưng tụ ra đã thông, Hiên Nguyệt dễ nghe thanh âm lại đột nhiên tiếng vọng tại một phong trong đầu, bất quá lại là dọa hắn nhảy một cái. Hiên Nguyệt, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện, dạng này đột nhiên đến một câu rất đáng sợ, một phong im lặng nói. A, à, phong ca, ngươi nói cái gì, cái gì Hiên Nguyệt? Cùng hắn cùng nhau một cuồng sững sờ, nghi hoặc hỏi. Không nói ngươi, chú ý chung quanh một phong tức giận cho một cuồng trên đầu một cái hạch đào nha không nói ta còn có thể là ai a à, một cuồng nói thầm ngươi nói chuyện với ta chỉ cần đưa ngươi ý nghĩ tinh thần lực tập trung ở tu la thần ngọc bên trong ta liền có thể cảm ứng được khi nguyệt lại nói a à, trước ngươi nói ngưng ra đã thông cái khác nhiều hơn ba mạch vì sao Khi ba mạch không phải cấm mạch không thể đánh thông sao một phong tập trung tinh thần lực tại tu la thần ngọc âm thầm nghi hoặc hỏi cấm mạch mà nói là nhằm vào địa giai phía dưới công pháp địa giai phía trên công pháp đều có thể đã thông cái này ba mạch, thông cái này ba mạch, ngươi về sau luyện hóa nguyên lực tốc độ so với bình thường cửu mạch tu sĩ nhanh rất nhiều, rõ chưa? Hiên Nguyệt giải thích nói. Địa giai phía trên, ngươi, ngươi nói là tu la kinh là địa giai phía trên công pháp. Mục phong chấn kinh hỏi, hắn nguyên lai coi là cũng chính là huyền giai. Ngươi cho rằng đâu, công pháp sẽ thông cảm tự lành, luyện thể, luyện khí ba loại pháp môn sao? Hiên Nguyệt tức giận nói. Hắc hắc, đây là ta cô lậu quả văn, Mục Phong xấu hổ cười một tiếng mà đúng lúc này phía trước truyền đến một trận rú thảm thanh âm một phong cùng một cuồng thân thể trong nháy mắt bò nằm mà xuống trốn ở trong rừng là thanh âm của người chúng ta trôi qua lặng lẽ nhìn xem một phong thấp giọng nói ừm một cuồng gật đầu hai người cúi lưng xuống hướng thanh âm truyền đến địa phương chạy tới mà hai người lại là không có ý thức được bọn hắn đã là đang dần dần tại xâm nhập an nam lĩnh chỗ sâu hướng về phía trước ghé qua mấy trăm mét một phong cùng một cuồng đi tới một cái hẻm núi nhỏ sườn dốc phía trên kia là một cái sâu mấy chục mét hẻm núi trong cốc rộng rãi còn có một đầu dòng suối từ trong cốc chảy ra khắp nơi trên đất bụi cây cùng nham thạch hai bên là vách đá hẻm núi thông hướng phương xa chỗ sâu rừng rậm mà trong cốc có ba tên nam tử trong đó một tên đã nằm ở trên mặt đất không rõ sống chết bất quá bộ mặt đã biến thành màu đen như là trúng kịch độc mà tại chung quanh bọn họ còn có vô số xanh xanh đỏ đỏ rắn độc những độc xà này đều có dài hai ba mét phun lưỡi rắn trong đó còn có mấy đầu độc mãn có phần eo to bằng bắp đùi dài hơn 10 thước rất là dọa người mắt trắng lạnh buốt nhìn qua còn lại hai người. Hai người này một người trung niên bộ dáng, người mặc màu nâu giáp da, dáng người khôi ngô, trong tay dẫn theo một thanh rộng lượng chiến kiếm. Còn có một người dáng người gầy gò, cũng là xuyên giáp da, trong tay xách một thanh cương đao. Nãy nãy, bọn này rắn con non, không phải liền là trộm mấy người các ngươi trứng sao, liều mạng như vậy, trung niên nam tử kia sắc mặt khó coi, tại trên lưng hắn còn có một cái màu đen lớn túi da, căn phòng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tiền mua nổi càng không giới chỉ phần lớn ngưng cương cảnh cao thủ cũng còn dùng không nổi đâu vật cổ cái gì chỉ có đặt ở một chút đặc thù gia thú trong bọc một phong càng không giới chỉ hay là hắn hoàn thành bách nhân trảm quân công phụ thân hắn dùng nhiều tiền lại tìm quan hệ mời luyện khí sư giúp hắn rèn đúc văn đạo sư văn khắc đại ca làm sao bây giờ lão lưu đã trúng độc xem ra đã sống không được nam tử cơ bắp hỏi hừ làm sao bây giờ đương nhiên là lao ra a ngươi đem lão lưu nhặt lên ném ra bên ngoài ta đồng thời dùng kiếm khí trảm phá, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Trung niên nam tử kia lạnh mặt nói, đồng thời một kiếm chém dết một đầu đánh tới rắn từ nam tử cơ bắp nghe vậy làm theo, cũng mặc kệ trên đất đồng bạn đến cùng chết hay không tuyệt, nhấc lên hướng một bên ném bay ra ngoài. Chém. Trung niên nam tử kia quát lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, trên thân kiếm quang mang sáng lên, một đạo kim sắc kiếm khí từ hắn trên thân kiếm chém ra cách xa mấy mét, trực tiếp đem kia lão lưu từ phần eo chém thành hai nửa. Khi hôn mê lão lưu đau nhức tỉnh một tiếng rú thảm, người đã biến thành hai đoạn, máu tươi phun vung. Hai đoạn thân thể trắng rơi xuống đất, lão lưu rú thảm, thân thể còn bò, ổ bụng bên trong ruột những vật này kéo lưu mà ra. Gào thét. Khi mùi máu tươi kích thích tất cả độc mãn trắng độc nhào về phía lão lưu, lão lưu bị trăm trắng tê cắn thôn phệ Ngay tại lúc này, trốn. Trung niên nam nhân kia đóng to, từ một bên khác bắt đầu huy kiếm phá vây, kiếm khí tung hoành, đem từng đầu cản đường trắng độc chém giết hai nửa. Bầy trắng vừa rồi lực chú ý bị hấp dẫn hai người rất nhanh đều từ đang bao vây liền xông ra ngoài, trong cốc chạy trốn. Hẻm núi phía trên, một phong cùng một cùng bò tới trên sườn núi phương nhìn qua một màn này. Hai người này đều là tử phủ cảnh người tu luyện, xem ra, bọn hắn hẳn là lính đánh thuê, một phong thấp giọng nói. Tên kia thật ác độc a, à, vậy mà đem không chết đồng bạn cầm đi đút trắng dẫn dụ mình chạy trốn, một cuồng có chút chán ghét người kia tác phong. Đây chính là vì sinh tồn, người cái gì đều làm được, ta trên chiến trường nguồn nước đoạn tuyệt thời điểm còn uống qua địch nhân máu tươi đâu, bất quá cái kia nam tử trung niên hoàn toàn chính xác không phải thiện nhân, một phong hiếp mắt nói. Hai người tại trong hạp cốc chạy vội, bởi vì vách đá trung tiểu trơn ướt, còn có rắn độc, hai người đều không có leo núi chạy trốn, mà là hướng cốc bên ngoài chạy tới. Gào thét. Bất quá lúc này, trong cốc chỗ sau một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo màu xanh to lớn thân ảnh trong cốc nhanh như thiểm điện ghé qua, bay nhào hướng hai người. Một phong cùng một cùng cả kinh hải nhìn qua đầu này quái vật khổng lồ nhìn không được nín thở kia là một đầu mọc ra gần hơn 30 mét màu xanh cự mãn, chừng thủy cương phẩm chất, lớp vảy màu xanh có người lớn chừng bàn tay, phát ra một loại hào quang màu xanh, huyết bồn đại khẩu có thể tùy tiện nuốt sống một người. Mãn xà này đầu còn có một chi sừng thịt, lại là một đầu mãn dao. Nó phát ra thanh sắc quang mang, mặc dù là bò, bất quá tốc độ nhanh đến kinh người, bay nhào hướng hai người, cản đường bụi cây trực tiếp bị đụng gãy. Ngưng cương cảnh hung thú. Mãn dao. Một phong chấn kinh thầm nghĩ. Mãn dao là một loại cường hãn hung thú, nghe nói thể nội có một tia giao long huyết mạch giao long kia đã là trong truyền thuyết hung thú về phần thần long vậy đơn giản chính là truyền thuyết nam linh quốc còn không biết có hay không giao long kia mãn giao chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hai người hai người nhìn lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ liều mạng mà chạy đại ca sao làm sao bây giờ a à, nếu không chúng ta đem trắng trứng còn cho bọn hắn a à, kia nam tử cơ bắp dọa đến một thân mồ hôi lạnh đây chính là mảng giao trắng trứng một cái liền đủ chúng ta phát tài ăn uống mấy năm tiểu trương, đại ca nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, hàng năm thắp hương cho ngươi, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 36 Tàn khốc thế giới, nguồn. Mê truyện audio chấm Trung niên nam nhân trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, khi nam tử cơ bắp sững sờ, còn không có kịp phản ứng, nam tử trung niên một chưởng phản chụp về phía nam tử cơ bắp. Bành. Nam tử cơ bắp không nghĩ tới trung niên nam tử này vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, bị một chưởng vỗ bên trong lòng ngực đến bay ra cách xa mấy mét. Không. Mã toàn, ngươi cái này hèn hạ người nhỏ. Nam tử cơ bắp quẳng xuống đất, trong miệng nhổ ngụm tử máu tươi đối nam tử trung niên gầm thét gào thét bất quá đây là một mùi tanh hôi truyền đến kia to lớn màu xanh mãn dao đã đánh tới cắn một cái hướng về phía nam tử cơ bắp a à. phốc phốc mãn dao cắn một cái tại nam tử cơ bắp đầu lâu bên trên trực tiếp đem đầu lâu cắn đứt xuống tới không đầu thi thể máu tươi phun ra cao mấy mét một màn này huyết tinh mà dọa người sau đó cái này mãn dao một ngụm đem thi thể trực tiếp nuốt sống mà xuống mà nam tử trung niên tại cái này mấy giây thời gian lại chạy nhảy ra hai ba mươi mét xa sắp chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần phát huy đến cực hạn đây chính là nhân tính xấu xí chỗ, tại đứng trước tử vong uy hiếp trước mặt, sự tình gì đều làm được. Mẹ nó, thật độc ác tâm, một cùng gặp một màn này trong lòng cũng lộ ra một tia lửa giận, một phong sắc mặt tương đối bình tĩnh, dù sao hắn là trải qua chiến trường sinh tử người. Một cái bình thường người tu luyện tự tư có thể hại chết một người, một cái nắm giữ đại quyền giả tâm người một cái dục vọng âm mưu liền có thể hại chết trên vạn người, hắn đã sớm có trải nghiệm, cho nên mới đối trở thành cường giả cố chấp như thế, hắn không muốn vận mệnh của mình bị người khác khi quân cờ đồng dạng đùa bẩn mà trung niên nam nhân kia vọt ra một khoảng cách, mũi chân điểm một cái, thân thể bay lên cao 7-8 mét, bắt lại trên vách đá một cây lớn chừng miệng chén cây cối. Hắn leo lên vách đá, chính là một phong một cuồng chỗ phương diện này vách đá, cách hắn hai người chỉ có xa vài trăm thước. Trung niên nam nhân bắt lấy thân cây bay người lên cây, lại chân đạp cây cối mượn lực bật lên cao mấy mét, một tay bắt lấy một khối lồi ra nham thạch, lại hai ba cái điểm vọt liền có thể bay ra hẻm núi, bất quá lúc này kia mãn dao cũng nhào tới phía dưới nhìn qua khối muốn nhảy ra hẻm núi nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ trong miệng nó thanh sắc quan mang hiện lên hai đạo dài 2 mét màu xanh quan nhận vậy mà theo nó trong miệng phun ra chém về phía muốn nhảy ra hẻm núi nam tử trung niên nam tử trung niên sắc mặt đại biến sách đại kiếm chặn lại trên không trung hắn là không cách nào trốn tránh đang một đạo thanh quan trảm tại trên thân kiếm phát ra một tiếng kim minh thanh bị hắn chặn cũng may hắn cái này chiến kiếm là một thanh hạ phẩm nguyên khí hắn bỏ ra mấy năm tích xúc mua, nếu là phổ thông sắt thép chi kiếm một kích kia tất nhiên ngăn không được. Tốt vũ khí, thời điểm then chốt là có thể cứu mình một mạng. Một kích kia lực phản chấn cũng chấn động đến hắn bay về phía cốc đỉnh, trung niên nam nhân đại hỷ, hắn vừa vặn có thể mượn cái này lực phản chấn thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn là cao hứng quá sớm, một đạo khác thanh quan cũng theo đó chém tới. Phốc phốc. À. Đạo này thanh quan lưỡi đao trảm tại hắn trên vai trái, nam tử trung niên vai trái trực tiếp bị chém đứt, một cánh tay rơi xuống bất quá hắn cũng rơi vào cao hơn 60, 70 mét cốc đỉnh, xem như trốn khỏi một kiếp. Mãn giao phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng gào thét, thân thể của nó quá to lớn, không cách nào mượn lực leo lên cái này bóng loáng vách đá, trơ mắt nhìn qua nhân loại kia trọng trứng tặc trọng đi mình trắng trứng. Bành! a. À. Cái này trung niên nam nhân quẳng xuống đất, ông mình tay cục thống khổ tru lên, vì mấy khỏa trắng trứng đoạn mất một cánh tay, hắn lần này sinh ý cũng không biết đến cùng là kiếm vẫn là thua thiệt, may mà phế bỏ không phải hắn dùng kiếm cánh tay, không phải cái này một thân tu vi cũng coi là tàn phế. Nam tử nhịn đau lại đứng dậy, lão đảo nghiêng ngã cách xa vách núi trăm mét khoảng cách, đặt mông ngồi dưới đất, hắn tay cục còn tại không ngừng chảy máu. Hắn mở ra phía sau da thú ba lô, bên trong có ba viên lớn chừng quả đấm thú noãn, hai viên là màu xanh, còn có một viên lại là màu trắng. Cái này ba viên thú noãn chính là mãn giao chi noãn, mỗi một khỏa giá trị ít nhất mấy ngàn kim tệ, ba viên bán đi đủ hắn phú quý tiêu giao nhiều năm không dùng qua cái này bỏ mạng sinh sống, nam tử từ trong hành trang lấy ra một viên bình thuốc nước, run rẩy đến tại mình gãy mất cánh tay vết thương, đầu đến hắn lại là một trận nhe răng trận mắt. Đến hạ cái này thuốc cầm máu dịch, vết thương rất nhanh không đang chảy máu, mà trung niên nam nhân nằm ở trên mặt đất miệng lớn thở dốc khí thô, sắc mặt tái nhợt, còn có một tia hoảng sợ chưa tán. Đầu kia mãn giao thực lực chí ít có thể so với ngưng cương bên trong thiên vị tứ trọng trở lên cao thủ, hắn bất quá tử phủ lục trọng bên trong thiên vị tu vi, ngành bính chỉ có một con đường chết, nếu không phải hắn cầm đồng bạn mình đi tranh thủ thời gian, hắn khả năng cũng tán thân bụng trắng bên trong mẹ nó lần này qua đi nhất định phải đi thanh hoa lâu hảo hảo khoái hoặc một tháng trung niên nam nhân mắng liệt nói sau đó nhịn đau khoanh chân đứng ngồi bắt đầu khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao nguyên khí nơi xa rời cái này không xa vách đá một phong cùng một cuồng bò tới trong bụi cỏ nhìn qua phía dưới mãn dao không cam lòng trở về cốc chỗ sâu lão gia hỏa kia thật sự là hảo vận vậy mà để hắn chạy trốn cái loại người này liền nên bị mãn dao ăn mới tốt một cuồng hừ lạnh nói vừa rồi trung niên nam nhân kia vứt bỏ đồng bạn cầm đồng bạn đổi mạng của mình hành vi đưa tới hắn cực lớn chán ghét. Hắc hắc, hắn trốn được mãn giao, cũng không nhất định trốn được chúng ta. Mục Phong cười lạnh nói, trong lòng có cái to gan ý nghĩ. Thế nào, Phong ca, ngươi là nghĩ đen ăn đen. Mục cùng minh bạch Mục Phong ý tứ. Từng, tên kia bị trọng thương, lúc trước lại tiêu hao đại lượng nguyên khí, sức chiến đấu hẳn là thừa không có bao nhiêu, trong túi đeo lưng của hắn nhất định có đồ tốt, Mục Phong hiếp mắt nói. Ha ha, vậy liền làm, vừa vặn ta nhìn tên kia không vừa mắt, loại cặn bã này, giết tốt nhất. Một Cùng hưng phấn nói, hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gan lớn cực kỳ. Bất quá đối phương dù sao cũng là tử phủ cảnh cao thủ, nếu là lúc trước ta chính diện đối đầu cũng không sợ hãi hắn, bất quá bây giờ thực lực chúng ta cũng yếu, không thể cùng hắn đối kháng chính diện, chúng ta dạng này. Một phong tại một Cùng bên tai thấp giọng nói biện pháp của mình, một Cùng nghe liên tục gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ lặng lẽ hướng trung niên trốn phía trên hướng tìm hành mà đi nam tử trung niên chính thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên khôi phục thể lực bất quá lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kinh hô cứu mạng a à, ôi cứu mạng chân của ta té gãy cứu mạng trung niên nam nhân bá mở to mắt bắt lại mình chiến kiếm đứng lên khi tiếng kêu cứu mạng từ nơi không xa truyền đến nghe thanh âm đối phương tự hồ gặp nguy hiểm gì nam tử trung niên nhướng mày có chút do dự muốn hay không đi xem một chút hắn dù sao bị thương bất quá nghe thanh âm tự hồ còn có chút non nớt tự như là người thiếu niên đang cầu cứu, cái này trung niên nam nhân vẫn là quyết định đi xem một chút, nhấc lên kiếm, đi hướng âm thanh nguyên. Đi gần 200 mét, một 15-16 tuổi tóc dài thiếu niên nằm tại một khối nham thạch phía dưới, ông chân, một mặt vẻ thống khổ, từ hồ chân bị ngã đoạn mất. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 37 Sát Chi Hữu Đạo Nguồn Mê Truyện Audio Com Nam tử trung niên nhìn qua nằm trên mặt đất cầu cứu thiếu niên, cách hắn có xa hơn 10 thước, không có vội vã quá khứ. Đại thúc, mau cứu ta, ta gặp hung thú, chạy trốn lúc chân bị ngã đoạn mất, mau cứu ta, ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền thiếu niên nằm trên mặt đất, gặp đối diện có người, vội vàng cầu cứu. Tiểu tử, ngươi là ai, nơi này đã là an nam lĩnh chỗ sâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử trung niên không có gấp quá khứ, ngược lại hỏi. Ta là an nam thành một gia đệ tử, đến an nam lĩnh lịch luyện, phát hiện một viên trăm năm nhân sâm, không nghĩ tới gặp hung thú, bị đuổi giết thời điểm lung tung chạy trốn đến nơi này kết quả đem chân té gãy, đại thúc, vang cầu ngươi mau cứu ta, trên người của ta có nhân sâm, còn có tiền, nếu như ngươi cứu ta về một gia, ta nhất định sẽ ngươi thù lao thiếu niên một mặt thống khổ cầu khẩn nói cái gì trên người ngươi có trăm năm nhân sâm nam tử trung niên nghe vậy đại hỷ trong con ngươi có một tia tham lam một viên trăm năm nhân sâm giá trị nhưng giá trị hơn ngàn kim tệ cũng là một bút to lớn tiền của phi nghĩa đúng vậy a à, ngươi đã cứu ta ta trở về bán nhân sâm có thể cho ngài một nửa tiền tài ha ha tốt ta cái này cứu tới cứu ngươi ngươi đừng nhúc nhích a à, nam tử trung niên đại hỷ trong con ngươi lại là có một tia sát cơ hắn dẫn theo kiếm chậm rãi đi hướng thiếu niên khi hắn đi đến thiếu niên ba bốn mét chỗ lúc, đột nhiên rút kiếm vọt tới, một kiếm chém vết hướng về phía thiếu niên. Tiểu tử, ngươi vẫn là ở chỗ này nuôi sói đi. Nhân sâm của ngươi, ta giúp ngươi bán, nam tử trung niên nhe răng cười, một kiếm đánh xuống. Uống. Bất quá lúc này kia cao mấy thước nham thạch to lớn phía trên, một tất phát thiếu niên sách đao nhảy xuống một đao bổ về phía nam tử trung niên. Trung niên nam nhân quá sợ hãi, một kiếm đánh xuống kiếm thế ngạnh sinh sinh ngừng lại, rút kiếm chặn lại. Đang một kiếm này chặn tất phát thiếu niên một đao chấn động đến tất phát thiếu niên trên không trung một cái lộn mèo rơi vào trên mặt đất bạch bất quá lúc này nguyên bản nằm dưới đất một phong một tay rút ra chân sau bên trên chủy thủ thân thể nhảy lên một cái một chủy thủ đâm về phía trung niên nam nhân lồng ngực trái tim nam tử trung niên hoảng hốt một kích này đánh lén quá mức đột nhiên hắn trốn không thoát bất quá thân thể chệch hướng một điểm phương hướng một đao kia thổi phù một tiếng đâm vào bộ ngực của hắn bất quá không có đâm trúng trái tim a à. trung niên nam nhân gầm thét một kiếm bổ về phía một phong một phong tại một kích thành công về sau nhanh chóng lùi về phía sau né tránh một kiếm này đăng 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 mà trung niên nam nhân liên tiếp lui về phía sau hai bước vừa sợ vừa giận nhìn qua hai tên thiếu niên này làm hơn 10 năm mạo hiểm lính đánh thuê hắn hôm nay vậy mà lại đưa tại hai tên trong tay thiếu niên phốc phốc tay hắn cầm chiến kiếm phun ra một ngụm máu tươi lồng ngực không ngừng chảy máu vốn là trọng thương tay cục hắn tăng thêm cái này một chủy thủ đáng sợ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta. Nam tử trung niên gầm thét. Cũng vậy, vừa rồi ngươi cũng không phải muốn giết ta sao? Nếu ngươi bất động lòng tham lam, ta âm được ngươi. Mục Phong cười lạnh. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, sau đó một kiếm bổ về phía hai người. Một đạo kim sắc kiếm khí mang theo tiếng xé gió bổ về phía Mục Phong Mục Cuồng. Mục Phong Mục Cuồng vội vàng trốn tránh mà ra, kiếm khí kia bổ vào nham thạch bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm mà trung niên nam nhân lại thôi phát nguyên khí công kích dẫn động thương thế, một ngụm nghịch huyết lại phun ra, bất quá hắn lập tức quay người chạy trốn. Hắn hiện tại hình thức nguy cơ, bản thân bị trọng thương, hai tên thiếu niên này mặc dù nhiều nhất thông mạch cảnh, bất quá cũng có thể muốn hắn mệnh, trốn mới là thượng sách. Một phong một cuồng đương nhiên sẽ không để gia hỏa này chạy thoát, một phong trong tay dương lên, chủy thủ quán chú lực lượng hóa thành một đạo bạch quan bắn về phía trung niên nam nhân. Phốc phốc. Cái này một chủy thủ trong nháy mắt xuất tại nam tử trung niên chân xâm nhập xương đùi. Nam tử Trung niên bịch một tiếng ném tới trên mặt đất, phát ra tiếng hét thảm, hai người đuổi tới, một phong một đao đánh xuống, cái này Trung niên nam nhân một cánh tay khác bị một đao chém xuống, máu tươi cùng phúng. A. À. Nam tử Trung niên mất đi hai tay, lập tức trên mặt đất lăn lộn rú thảm kêu to, thanh âm cực kỳ bi thảm. Hai người nhìn qua trên mặt đất như là nhân công nam tử Trung niên, trong lòng không có vẻ bất nhẫn. Gia hỏa này thế nhưng là không chút do dự lấy chính mình đồng bạn sinh mệnh vì chính mình mưu sinh nhân vật hung ác, đối phó loại người này, cũng chỉ có so với hắn ác hơn tiểu cuồng, người này giao cho ngươi đến giết đi, một phong nhìn qua rú thảm nam tử trung niên nói ta, ta, cái này. Phong ca, ta. Một cuồng nghe vậy ngược lại có chút lộ vẻ do dự, hắn vẫn chưa từng giết người đâu. Thế nào, không dám. Một phong mày kiếm vẫy một cái. Không, ta dám. Một cuồng hít thở sâu một hơi, lộ ra một tia kiên định, nhìn qua trên mặt đất lăn lộn nam tử trung niên, sách đau đi tới. Tiểu tử, ngươi giết ta, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi nam tử trung niên đỏ lên hai mắt nhìn qua một cuồng gầm thét nhìn qua đối phương giữ tận bộ dáng dọa đến một cuồng tay run một cái nâng tại giữa không trung đao cũng dừng lại hắn bất quá là cái gian trá không nghĩa hung đồ so súc sinh không bằng không có gì phải sợ chết một phong hét lớn một cuồng nghe vậy quyết định chắc chắn ánh mắt lộ ra sát khí gầm thét chết bạch một đao trùng điệp bổ xuống không phốc phốc huyết quan hiện đầu người lăn xuống một bên nam tử trung niên trên mặt còn có hoảng sợ vẻ không cam lòng. Giết người này, một cùng trùng điệp thở hào hẳn, như là vừa đánh một cầm đỡ, nhìn qua dân trào máu tươi thi thể, một cùng ánh mắt có ngẩn người. Một phong thở dài, hắn lần thứ nhất giết người cũng là dạng này, đi tới, vỗ vỗ một cuồng bả vai, ông lấy hắn. Tiểu cuồng, sinh ở thế giới này, đi đến tu luyện võ đạo chuyện như vậy ngươi về sau sẽ còn đứng trước rất nhiều, giết chóc không phải là vì tìm niềm vui, chỉ là vì sinh tồn, đặc biệt là loại này ngoan độc người, ngươi không giết hắn, hắn về sau liền sẽ trăm phương ngàn kế mưu hại ngươi, không nên trách phong ca, một phong vỗ vỗ một cuồng lưng nói. Ta minh bạch, chẳng qua là khi hắn ánh mắt nhìn về phía ta thời điểm, ta thật có chút không xuống tay được, dù sao hắn cũng là người A, một cuồng thanh âm có chút trầm thấp, hắn mặc dù lỗ mãn, gan lớn, bất quá hắn nội tâm tuyệt đối là thiện lương chính trực. Ta biết, bất quá hắn loại người này xuất sinh không bằng, ngươi có khác cái gì gánh vác, ngươi là vì hắn đồng bạn báo thù, chúng ta giết người, không giết vô tội người tốt, chỉ giết ác nhân mưu hại chúng ta người, cái này không có sai một phong sau đó nhìn qua thi thể này nói trong cơ thể hắn huyết khí rất đủ ngươi dùng để tu luyện đi ta giúp ngươi hộ pháp một cuồng nhìn qua thi thể không đầu cười khổ nói phong ca ngươi tới đi ta trước một người yên lặng một chút một phong biết hắn hiện tại tâm tình phức tạp cũng không miễn cưỡng mình khoanh chân làm xuống hấp thu đối phương huyết khí tu luyện trung niên nam tử này thể nội có năm giọt tinh huyết một cùng luyện hóa sau trực tiếp ngưng tụ ra thứ 10 đầu huyết linh mạch, 11 đầu huyết linh mạch cũng ngưng tụ ra hơn phân nữa, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể hắn 10 mạch cổ thông, so thông mạch cửu trọng người tu luyện nhiều một mạch nguyên khí, thực lực không biết đạt đến cái tình trạng gì, bất quá tất nhiên mạnh thông mạch cửu trọng người tu luyện rất nhiều. Chương 38 Mãn giao thú noãn Nguồn Mê truyện audio.com Một phong tu luyện xong về sau, cùng một cuồng đào cái hố, chôn cái này trung niên hán tử thi thể, cũng không để cho hắn vứt xác hoang dã. Lúc này một phong cùng một cuồng mới mở ra nam tử trung niên gia thú ba lô. Trong túi đeo lưng lại ba viên so nắm đấm hơi lớn một chút thú noãn, trong đó hai viên là màu xanh, còn có một viên là ngọc chất màu trắng. Ngoại trừ cái này ba viên thú noãn bên ngoài, còn có một số bình bình lọ lọ, cùng một trương lệnh bài màu vàng ống. Khi ba viên thú noãn hẳn là mãn giao thú noãn, về phần những cái kia bình quán bình bên trong đồ vật đều là một chút thuốc chữa thương, thuốc cầm máu và giải độc thuốc loại hình về phần cái kia kim sắc lệnh bài lớn cỡ bàn tay phía trên điêu khắc thông báo hai chữ tấm thẻ này là nam linh quốc bên trong thương hội tiền trang liên hợp phát hành một loại giao dịch chi vật cùng loại thẻ ngân hàng phía trên có khắc nguyên văn có thể ghi chép ngươi tồn tại tiền trang bên trong tiền tài cũng có thể dùng cho giao dịch chỉ cần tại tiền trang bên trong chứa đựng kim tệ nhiều đến một ngàn phía trên liền có thể đến một cái cái đồ chơi này cái này thông báo kim thẻ chính mục phong cũng có ngoại trừ những vật này bên ngoài còn có một thanh chiến kiếm cái này chiến kiếm rộng liền có một chưởng, mọc ra năm thước, phát ra hàng quang, mặt trên còn có từng tia ánh sáng mang lưu chuyển, trọng có chừng 100 cân. Mục Phong nhìn qua kiếm này ánh mắt sáng lên, hắn cầm kiếm, nguyên khí vậy mà có thể tràn vào trong kiếm, kiếm tản ra bạch sắc quang mang. Nguyên khí. Mục Phong trong lòng vui mừng, chỉ có nguyên khí mới có thể quán thông nguyên lực nội lực, thanh kiếm này hiển nhiên là một thanh nguyên khí. Bất quá đây chỉ là một thanh đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm nguyên khí. Bất quá liền xem như hạ phẩm nguyên khí thanh kiếm này cũng giá trị hơn một ngàn kim tệ trở lên. Mà một phong dùng đao vẫn chỉ là phổ thông tốt nhất cương đao, không phải nguyên khí. Bất quá nguyên khí chỉ có tử phủ cảnh phía trên người tu luyện mới có thể chân chính phát huy uy lực, tại thông mạch cảnh người tu luyện trong tay, bất quá là một thanh sắc bén kiếm mà thôi. Ha ha, khó trách có người nguyện ý rơi cái đầu khi phỉ, phong ca, lần này chúng ta cũng coi là nhỏ phát một phen phát tại A, một cùng nhìn qua nhiều như vậy thứ đáng giá, mừng rỡ không ngậm miệng được, đem vừa rồi giết người sự tình đã sớm quên ở sau lưng. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, câu nói này thế nhưng không phải nói xung, một phong cười nói, hắn lấy ra cái này thú noãn tinh tế quan sát. Tướng tất đây chính là kia mãn giao thú noãn A, một phong ám đạo, cái này thú noãn vào tay lạnh buốt, sợ tới sợ lui rất là mình nhẵn. Phong ca đây cũng là kia mãn giao trứng A, một cuồng cũng cầm lên một cái hỏi. Từng, hẳn là đi, hẳn là hắn trọng mãn giao thú noãn, mới dẫn tới mãn giao truy sát, cái này chơi có làm được cái gì A, tên kia liệu chết cũng muốn thứ này, một cuồng không biết thứ này giá trị mãn giao thế nhưng là ngưng cương hung thú hắn trứng ẩn chứa đại lượng tinh nguyên đan văn sư có thể dùng đến luyện chế đan dược cũng có thể ấp ra bồi dưỡng thành mình chiến thú mục phong giải thích nói kiến thức của hắn dù sao muốn sau một cuồng rộng rất nhiều a à a à, vậy cái này ba cái thú noãn chúng ta xử lý như thế nào ừm chúng ta cũng chỉ có bán đổi kim tệ còn có thể mua chút tu luyện dùng đan dược mục phong đang khi nói chuyện cầm lên viên kia màu trắng mãn giao thú noãn cái này mai thú noãn nhan sắc so hai cái kia màu xanh đẹp một chút vỏ trứng như là bạch ngọc phát ra ngọc chất quang mang. À. Mà một phong trong đầu cũng vang lên một đạo nữ tự tiếng kinh dị. Nguyệt Nhi, thế nào? Một phong hiếu kỳ hỏi. Ai bảo ngươi gọi ta Nguyệt Nhi? Bất quá Hiên Nguyệt không có trả lời, ngược lại dây dưa lên vấn đề này. Thanh âm có chút cổ quái. Hắc hắc, đây không phải gọi Nguyệt Nhi lộ ra thân cận một chút sao, ngươi lại tại trong cơ thể của ta, một phong cười hắc hắc, sau đó hỏi. Ngươi thế nào? Không, không có gì, được rồi, ngươi yêu kêu là cái gì cái gì đi, ta cảm giác cái này mai bạch trứng cùng cái khác hai cái thanh trứng có chút không giống, Hiên Nguyệt từ tốn nói. Không giống. Ngoại trừ nhan sắc không giống cũng không có gì khác biệt a à, một phong không nhìn ra manh mối gì. Ngươi cảm giác không ra, viên này thú noãn ẩn chứa tinh nguyên sự sống mạnh cái khác hai viên thú noãn rất nhiều, đồng dạng là mãn giao chi noãn, bất quá cái này mai thú noãn từ về màu sắc, vẫn là ẩn chứa tinh nguyên bên trên cũng khác nhau, có lẽ là biến dị trứng, viên này thú noãn ngươi không muốn bán, ấp thử một chút, có lẽ có thể ấp ra một chút thú vị đồ vật, Hiên Nguyệt đối viên này thú ngoạn cảm thấy hứng thú. Ấp, thế nhưng là tiểu gia hỏa này muốn làm sao ấp a, à, ta cũng không phải huấn thú sư, sẽ không ấp chi pháp a, à, một phong bất đắc dĩ nói. Cái này hung thú trứng cũng không phải ấp gà con, liền xem như ấp gà con cũng đem cứu cái nhiệt độ, ấp hung thú trứng cũng là có giảng cứu phương pháp. Người bình thường không hiểu người nhưng ấp không đến, chỉ có chuyên môn nghiên cứu nghề này huấn thú sư hiểu được các loại hung thú ấp huấn nuôi. Cái này đơn giản tu la huyết khí tẩm bổ vạn vật, đặc biệt là hung thú vốn là thị huyết, ngươi tu luyện hấp thu huyết khí thời điểm độ hóa một bộ phận nhập cái này thú noãn bên trong là được rồi, còn có thể từ trời sinh cải biến một chút thể chất của nó, vận khí tốt phát động nó thú noãn bên trong cất dấu giao long huyết mạch, tương lai nói không chừng có thể ấp ra một đầu linh giao, Hiên Nguyệt truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, nhẹ gật đầu, cũng không có ý định bán. Viên này bạch trứng, mà là mình giữ lại ấp. Mục Phong đem những này đồ vật đều thu nhập hắn càng không giới trong ngón tay, so lưng cái này túi đeo lưng lớn tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi nếu là tu La thần ngọc bên trong khí linh, bên trong còn có hay không ghi chép có những công pháp khác, tỉ như lợi hại gì nguyên kỹ? Mục Phong cười hắc hắc, chờ mong hỏi. Có là có, bất quá những này nguyên kỹ ngươi bây giờ tu vi cũng không tu luyện được a, à? ân, ừ, ta xem một chút, ngươi bây giờ chỉ thích hợp tu luyện hoàng giai đê giai nguyên kỹ. Hi Nguyệt trầm mặt một lát, không lâu sau đó thanh âm của nàng lại vang lên, nói: có, nơi này có hai môn đao kỹ, một môn chỉ pháp, một môn quyền kỹ còn có một bộ kiếm pháp, đều là hoàng giai thượng phẩm, là bên trong ghi chép thấp nhất nguyên kỹ, người muốn tu luyện môn kia. Đao pháp kia kêu cái gì? Mục Phong hỏi, hắn chủ tu vũ khí có hai loại, đao cùng thương. Đao là hắn cận thân chém giết dùng vũ khí, thương là tại trong quân đội lập tức làm thời gian chiến tranh dùng vũ khí. Bất quá chiến đấu, hắn thích dùng đao, đao càng linh hoạt, đao, binh bên trong bá giả. Một môn gọi hộ sát bá đao quyết, đây là một môn tính bùng nổ đao thuật một đao ra quán chúng mình tất cả nguyên khí tạo thành lớn uy lực một kích rất hao tổn nguyên khí còn có một môn gọi ra sóng cửu đao đúng quy đúng cũ đao quyết lực bộc phát không phải rất mạnh bất quá không phải rất tiêu hao nguyên khí ta đề nghị ngươi tu luyện hổ sát bá đao nguyên khí của ngươi vốn là so với bình thường người đủ thuần túy lực bộc phát mạnh đây là ưu thế của ngươi hổ sát bá đao quyết có thể phát huy ra ngươi cái này ưu thế tối đại hóa hiên nguyệt nói vậy thì tốt liền tu luyện hổ sát bá đao quyết đúng môn kia chỉ pháp là cái gì Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Chỉ pháp là đoạn kim chỉ, rèn luyện kiếm chỉ của mình, có thể đem ngón tay của mình tu luyện được như là sắt thép, tu luyện tới viên mãn chi cảnh còn có thể dùng chỉ thay kiếm phát ra cường đại chỉ kình. Mục Phong nghe vậy con ngươi sáng lên, môn này chỉ pháp tuyệt đối là xuất kỳ bất ý tuyệt hảo thủ đoạn. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 39 Trong rừng tranh đấu Nguồn Mê truyện audio com Về phần một quyển khác đao pháp, phá lãng cửu đao có thể cho một cuồng tu luyện, một cuồng nguyên khí không bằng mình, bất quá một cuồng lực bộc phát cũng không yếu, vừa vặn cùng phá lãng cửu đao bổ sung. Một Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng cảm thán tu la thần ngọc trân quý, hoàng gia thượng phẩm nguyên kỷ mục gia cũng không có mấy quyển, bất quá tu la thần ngọc bên trong tùy tiện liền có thể cầm ra được. Về phần huyền giai nguyên kỷ, chỉ có hoàng thất, cùng hoàng gia học viện loại này thế lực to lớn mới có. Đây cũng là rất nhiều người vì sao phải tiến hoàng gia học viện nguyên nhân, bởi vì nơi đó là nam linh quốc duy nhất có thể lấy học được huyền giai nguyên kỷ cùng công pháp địa phương. Mục phong nhớ kỹ hiên nguyệt truyền vào trong đầu hắn hai môn đao pháp, cùng môn kia chỉ pháp, cùng một cùng tiếp tục tại cái này an nam lĩnh bên trong tu luyện. Hai người vào núi tu luyện nhanh hơn nửa tháng, Mục thị phân gia vậy mà cũng không có người lo lắng an nguy của bọn hắn, cái này đến là để cho người ta cảm thấy có một ít kỳ quặc. Thời gian từng có hai ngày, hai người tại An Nam lĩnh tới gần chỗ sau biên giới hoạt động, trong phạm vi mười mấy dặm mang thú những ngày này đều sắp bị người giết sạch. Mà Mục Phong, thứ 12 đầu huyết linh nguyên mạch cũng ngưng tụ ra. Chung quanh mang thú đều sang giết xong, hai người thực lực đều có to lớn tiến bộ, chính Mục Cuồng cũng đến lần tranh đột phá, sắp đột phá đến tử phủ cảnh, thể chất bởi vì tu luyện luyện thể thuật cũng cường hãn rất nhiều bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người bây giờ liên thủ có thể tùy tiện đánh giết tử phủ hung thú, cũng liền xâm nhập an nam lĩnh chỗ càng sâu một chút, xâm nhập trong phạm vi mấy chục dặm. Một phong ý nghĩ là có thể tại lần này lên núi, chữa trị 12 nguyên mạch, chữa trị ra vỡ vụn tử phủ đang điền tốt nhất. Hai người xâm nhập trong rừng không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận tiếng đánh nhau, không khỏi dừng bước, hướng tiếng đánh nhau nguyên chỗ vùng trọng tới gần tới. Kia là tại một mảnh trong rừng cây tùng, có một đám hai người đánh cho kịch liệt, vũ khí tiếng va chạm thanh thúy lọc vào tai đám người này hết thảy có 10 người, nhìn trang phục có thể phân biệt ra được hai phe nhân mã. Một phương có 6 người, người mặc áo đen vỏ bào, còn có một phương chỉ có 4 người, người mặc giáp da, lính đánh thuê bộ dáng. Hai phe nhân mã bên trong, vậy mà cũng có tử phủ cảnh giới cao thủ, bất quá những người khác cũng cơ bản đều là thông mạch cảnh cửu trọng dáng vẻ. Hai phe nhân mã đánh cho kịch liệt, kia hai tên tử phủ cảnh cao thủ càng là nguyên khí tung hoành, thân nhau hai người này một người người mặc áo đen, trong tay dùng chính là một thanh tuyết trắng trường kiếm, tướng mạo phổ thông, bất quá một đôi mắt tam giác tản ra từng tia từng tia lãnh quang. Còn có một người là cái khôi ngô đại hán, khuôn mặt thô cuồng, còn giữ râu quai nón, cầm trong tay một thanh hậu bối khảm đao, cùng trung niên áo đen giết đến kịch liệt. Bạch. Trung niên áo đen trường kiếm trong tay một điểm, trên không trung vũ ra ba đóa kiếm hoa, không phân rõ kiếm chiêu động tĩnh, đâm về phía khôi ngô đại hán cổ họng, bả vai, lồng ngực ba cái bộ vị. Khôi ngô đại hán sắc mặt một lăng, hắn trước hết nhất phản ứng là một đao bổ về phía đâm về hắn cổ họng kia một đóa kiếm hoa, dù sao một kiếm kia là hướng hắn chỗ trí mạng đâm tới. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này đâm về hắn cổ hồng kiếm hoa ngược lại là hư chiêu kiếm ảnh, không có cái gì, một đau bổ cái không. Khi đâm về phía bả vai một kiếm kia mới là thật, một kiếm kia trong nháy mắt ngay tại Khôi Ngô Đại Hán trên cánh tay đâm ra một cái lỗ máu. Hèn hạ. Khôi Ngô Đại Hán gầm thét, một đau bổ ngang mà đến, trong đau quang mang chớp động, một đạo màu vàng đao khí chém về phía Trung Niên áo đen. Trung Niên áo đen cười lạnh, thân thể linh hoạt vừa trốn tránh ra vậy đao khí bổ vào một bên một viên trên cây tùng, cây tùng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Khôi ngô đại hán cũng khoanh tay lui về phía sau hai bước. À! Mà lúc này một tiếng tiếng hét thảm truyền đến, một lính đánh thuê bị hai tên áo đen võ giả vây công, một kiếm đâm trúng lòng ngực nằm ở vũng máu bên trong, xem bộ dáng là không có sức chiến đấu. Cẩu tử! Khôi ngô đại hán gặp một màn này sắc mặt giận dữ, sách đao tiến lên, một đao nguyên khí ngoại phóng, ép ra hai tên áo đen võ giả, hai người lính đánh thuê kia bế lên. Lập tức bốn người này cấp tốc lui lại dựa lưng vào cùng một chỗ. Bốn người này, một người trọng thương, ba người khác đều thủ chút vết thương nhẹ. Mà sáu tên áo đen vỏ giả, đem cái này bốn tên lính đánh thuê vây lại. Trung niên nam tử kia cười lạnh nói: Triệu Sâm, mau đưa các ngươi đạt được thanh nguyên quả giao ra đi. Không phải hôm nay các ngươi một cái khác muốn chạy trốn? Vương Lục Bình, ngươi mẹ nó dám giết chúng ta giả lan dòng binh đoàn người, ngươi không sợ dẫn ngươi chúng ta hai cái dòng binh đoàn chiến hỏa sao? Khôi Ngô Đại Hán gầm thét nói. Không sai kia thanh nguyên quả thế nhưng là chúng ta cửu tử nhất sinh mới đến, vì sao phải cho ngươi nhóm, trong bốn người này, một nữ tử khẽ kêu, nữ tử này 20 tuổi, lông mày nhỏ nhắn môi đỏ mặt trứng nổng, rất là xinh đẹp, người mặc da thú váy ngắn, một đôi thon dài đùi ngọc bại lộ bên ngoài, da thú giáp đem bộ ngực đầy đặn bao khỏa. Hắc hắc, giả lang bang, các ngươi giả lang bang đây tính toán là cái gì đồ vật, chúng ta hoàng hổ bang cũng không sợ các ngươi, ít mẹ nó nói nhảm, nhanh giao ra, không phải toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, nam tử trung niên cười lạnh nói. Ngươi đối diện bốn người giận dữ, bất quá lại không thể làm gì, bây giờ đối phương mạnh hơn bọn hắn, bọn hắn còn có người trọng thương. Khôi ngô đại hán nhìn một cái trọng thương đồng bạn, cắn răng, nói. Tốt, thanh nguyên quả có thể cho các ngươi, bất quá ngươi trước thả ta cái này ba tên đồng bạn đi. Không được xâm ca, muốn đi cùng đi. Những người khác nghe vậy gấp. Tiểu đình, các ngươi nghe ta, cậu tử hiện tại bị trọng thương cần đưa đến trong thành cứu chữa, ta sau đó liền đến, triệu xâm lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nhìn phía trung niên nam tử kia, âm thanh lạnh lùng nói vương lục bình ngươi thả ta đồng bạn đi chờ bọn hắn đi ta liền cho ngươi thanh nguyên quả ha ha có thể bất quá kia hai tên gia hỏa trước tiên có thể đi nha đầu này nhất định phải lưu lại vương lục bình hắc hắc cười quái dị nhìn qua nữ tử kia thon dài cặp đùi đẹp âm thầm nuốt nước miếng một cái trong con ngươi có một tia dâm quan ở loại địa phương này gặp phải nữ nhân xinh đẹp như thế hắn làm sao nguyện ý buông tha hỗn đảng không được nhất định phải bọn hắn đều phải đi ta mới có thể cho ngươi Triệu Sâm giận dữ, hắn tự nhiên biết gia hỏa này có chủ ý gì. Hơn 20 mét bên ngoài, một phong cùng một cuồng bò đặt tại trong bụi cỏ, đem đầy hết thảy nghe nhìn cái rõ ràng. Cái kia râu quai nón đầy nghĩa khí A, phong ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ giúp bọn hắn một chút, một cuồng hỏi. Hiển nhiên, đối với hắn vết tên kia, cái này râu quai nón biểu hiện ra nghĩa khí để một cuồng rất là yêu thích, nghĩ giúp hắn một chút. Một phong cũng rất thưởng thức triệu sâm, bất quá đối diện sáu người kia thực lực đều không yếu, còn có tử phụ cảnh võ giả, cái này khiến hắn có chút do dự, hắn không thể mang huynh đệ mình lâm vào hiểm cảnh. Triệu Sâm, thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có. Vương Lục Bình cười quái dị nói. Đại hổ, ngươi mang cậu tử đi, ta lưu lại bồi triệu đại ca, nữ tử sắc mặt âm trầm nói. Không được, tên kia lưu ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Ta cũng không đi, đại hổ cự tuyệt. Vương Lục Bình, ngươi mẹ nó vương bác đảng, triệu Sâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đã cho các ngươi cơ hội không muốn, chúng ta xuất thủ đoạt cũng giống như nhau, cùng tiến lên, nằm giết chết, nữ, các huynh đệ hưởng lạc, hắc hắc. Chương 40 Quyết tinh tàn nhẫn Nguồn Mê truyện audio com Vương Lục Bình cười dâm, đã đối cái kia gọi tiểu đình nữ tử lên sát tâm. Sáu người cười tạ vây quanh hướng về phía bốn người, còn có thể chiến đấu ba người đều đã hạ liều chết một trận chiến quyết tâm. Khụ khụ, ta nói hai câu, mấy vị dạng này lấy nhiều khi ít tự hồ có chút không quá công bằng a à, mà lúc này một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến hai tên thiếu niên từ trong rừng chậm rãi đi ra một tên thiếu niên trong đó từ tốn nói hai tên thiếu niên này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi một tên thiếu niên trong đó ngày thường tuấn lãng góc cạnh rõ ràng mày kiếm đứng đấy hai đầu lông mày còn có một đầu vết sẹo người mặc quần áo màu đen người đeo một thanh rộng lớn chiến kiếm nhìn qua tuổi tác không lớn bất quá đã không có người đồng lứa cái chủng loại kia ngây thơ hai đầu lông mày đầu kia vết sẹo còn cho hắn thêm một phần thiết huyết nam nhi chi khí con ngươi chỗ sâu còn có một sợi tinh hồng quang mang còn có một người dáng người cường tráng giữ lại tất phát cũng là toàn thân áo đen cổng chiến đao khuôn mặt cương nghị bất quá còn có một tiên ngây thơ chưa thoát hai người từ trong rừng chậm rãi đi tới hướng đám người đi tới vương lục bình bọn người dừng bước lại vương lục bình nhíu mày cười lạnh nói từ đâu tới tranh con liền hai người các ngươi cũng muốn làm anh hùng quản chuyện của chúng ta ha ha anh hùng không muốn làm chẳng qua là không quen nhìn các ngươi tác phong mà thôi, một phong dừng ở 10 mét bên ngoài cười nhạt nói, tuổi còn nhỏ, lại có một loại thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc ổn trọng tĩnh khí. Hai vị tiểu huynh đệ, vấn đề này không có quan hệ gì với các ngươi, hảo ý chúng ta tâm lĩnh, các ngươi đi nhanh đi không muốn cuốn vào kia triệu xâm trước đó gặp có người ra giúp bọn hắn nói chuyện, trong lòng vui mừng, bất quá thấy là hai tên thiếu niên, hy vọng cũng biến mất theo, khuyên nhủ. Vị này lão ca không cần lo lắng, chúng ta chỉ là ra nói hai câu lời công đạo giống bọn hắn loại này hèn hạ vô sĩ hạng người không có người ra chèn ép, về sau sẽ chỉ làm tầm trọng thêm, một phong cười nhạt nói. Triệu Sâm nhướng mày, mình khuyên hắn đi, hắn lại còn không biết chuyện. Tiểu tử, hảo ý của ngươi các tỷ tỷ tâm lĩnh, đi nhanh đi, bọn hắn hoàng hổ ban không phải người lương thiện, gọi là tiểu đình nữ tử cũng khuyên nhủ. Hắc hắc, muốn đi, chậm, hai người các ngươi, đi giải quyết hai tiểu tử này, ta muốn để bọn hắn biết ngôi đầu lên mạo xưng anh hùng hạ tràng. Vương Lục Bình cười lạnh nói. Được rồi, lập tức có hai tên hoàng hổ ban chúng nhe răng cười, dẫn theo kiếm hướng một phong cùng một cuồng đi tới, bước chân đạp mạnh, xông về phía hai tên thiếu niên, hai người này cũng đều là thông mạch cửu trọng võ giả. Một phong cùng một cuồng liếc nhau, hai người trong nháy mắt rút ra trên lưng đao kiếm, xông về hai người. Trẻ con miệng còn hôi sữa, chết đi. Một nam tử một kiếm đâm về phía một phong, một kiếm này nhanh mà hung ác, trực tiếp đâm về một cuồng cổ họng, hạ là tử thủ, nhưng không có bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ mà buông tha một mạng bất quá một phong thân thể nhoáng một cái, vậy mà trong nháy mắt né tránh, đồng thời một bước lui lại lại trong nháy mắt đạp mạnh, cầm trong tay chiến kiếm khi đao, hướng nam tử này giận bổ xuống. Thể nội 12 đầu huyết linh nguyên mạch bên trong nguyên khí tràn vào trong kiếm, chiến kiếm phát ra bạch sắc quang mang một kiếm đánh xuống. Nam tử này gặp một phong né tránh mình một kiếm, hơi ngay người sau đó rút kiếm chính cản. Thế nhưng là cái này chặn lại sắc mặt hắn liền thay đổi. Khi trong tay hắn cương kiếm một tiếng kim loại giòn vang, lại bị thanh chiến kiếm này trực tiếp chặt đứt, một cổ cường đại thông mạch cửu trọng quá nhiều nguyên khí lực bộc phát truyền đến. Phốc phốc. Một kiếm này, vậy mà trực tiếp từ đầu của hắn đánh xuống, cả người bị một kiếm chém vết thành hai nửa, máu tươi nội tạng chảy đầy đất, tràn diện huyết tinh. Cái gì, cái này? Đối diện Vương Lục Bình bọn bốn người cùng triệu xăm mấy người đều sợ ngay người, kia tiểu đình trừng lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhất nhìn qua trên mặt đất hai nửa thi thể, sau đó quay đầu, phun một ngụm nôn trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, một cùng một đau đẩy lui một kiếm của đối phương, trên đao lực lượng chấn động đến nam tử kia lui lại không ngừng, cánh tay rung lên, mà một cuồng lại một cái bước xa xông tới, mấy thức ngay cả đao nhanh trảm. Đương! 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 Vài đao chém qua, đối phương hổ khẩu cánh tay bị chấn động đến rung lên, hổ khẩu nứt ra, kiếm trong tay rớt xuống đất, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này khí lực vậy mà như thế lớn, hoàn toàn tự như một đầu hình người mang thú. Bạch! Một cuồng nắm lấy cơ hội, một đao bổ ngang mà ra, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ đem người này tưởng tượng thành hắn ở trong rừng săn giết mang thú. Không. Nam tử con ngươi có rụt lại, sau đó chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, chung quanh thiên địa xoay tròn, hắn nhìn thấy một cổ thi thể không đầu trên mặt đất phun máu tươi tung tóe. Người kia tốt nhìn quen mắt a, à, trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, hắn không có bất kỳ ý thức nào. Một khỏa đầu lâu ném đi đánh rớt, máu tươi cùng phúng vẫy vào một cuồng trên thân. Hắn cũng là cùng bạo mấy đau lôi đình chi thức chém giết một cùng giai tu luyện võ giả trước kia một cùng tuyệt đối không có cái này lực bộc phát, bất quá thể chất bị tu la kinh bên trong luyện thể thuật rèn luyện qua hắn, thực lực so trước kia cường đại quá nhiều. Một cùng sắc mặt hơi tái nhợt, đây là hắn lần thứ hai giết người, còn có chút không thích ứng. Mà một phong tay run một cái trên thân kiếm máu tươi, đạm mạc nhìn phía đối diện mấy người, ánh mắt tỉnh táo đáng sợ, vừa rồi giết chết người kia tự hồ đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, còn có một cổ đáng sợ sát khí tản ra. Đối diện mấy người trong lòng không hiểu mát lạnh, loại này coi nhẹ sinh tử lạnh lùng, liền xem như bọn hắn cũng không đạt được, kia phần sát khí tuyệt đối là tại nhiều lần giết chóc cùng tử vong bên trong ma luyện ra. Thiếu niên này, rất đáng sợ. Mấy người trong lòng không hiểu thêm loại này suy nghĩ. Một người một kiếm liền chém giết đối thủ, một người cũng là đao pháp cùng bạo, mấy chiêu chém giết đối thủ, để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai người kia cũng là đáng chết, thấy là hai tên thiếu niên, ngay từ đầu liền biểu hiện ra lòng khinh thị, nếu là coi trọng đối đãi, hai người cũng vô pháp dễ dàng như thế đánh giết đối thủ tốt lợi hại hai người thiếu niên. Gọi là đại hổ nam tử cả kinh nói. Mà triệu sâm cũng không thể không trịnh trọng dò xét hai tên thiếu niên, đặc biệt là một phong, kỳ giết người lúc lạnh lùng để hắn đều cảm giác có chỗ không kịp. Muốn nói nhất kinh giận nhất vẫn là Vương Lục Bình, Vương Lục Bình khuôn mặt sắc đã khó coi tới cực điểm, nhìn qua hai cổ thảm liệt thi thể, lại nhìn phía hai người nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, hôm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi an nam lĩnh, nói, hắn vậy mà tự mình dẫn theo kiếm, chậm rãi đi hướng hai người, dự định xuất thủ hắn là tử phủ lục trọng bên trong thiên vị võ đạo người tu luyện, một người một mình đối phó 4 năm cái thông mạch cửu trọng người tu luyện cũng không có vấn đề. Vương Lục Bình, ngươi muốn đối phó hai vị này tiểu huynh để đừng quên chúng ta. Lúc này Triệu Sâm cũng đứng ra lạnh buốt nói, không sai, ngươi cũng đừng quên chúng ta, hai người khác cũng đứng ra lạnh lùng nói, một phong hai người là giúp bọn hắn ra mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người một mình đối mặt Vương Lục Bình. Vương Lục Bình nghe vậy sắc mặt khó coi, quan sát hai bên người, đúng, còn có một cái thực lực không kém hắn bao nhiêu triệu xâm cộng thêm hai cái thông mạch cảnh người tu luyện ở một bên đâu. Ghê tởm, chẳng lẽ hôm nay chết vô ích hai người. Vương Lục Bình tức giận đến cắn răng, trong lòng đã sinh thoái ý, mấy vị không cần ra tay. P, S có nguyệt phiếu các bạn ném hộ mình nhé, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.